Chương 1098, còn muốn tranh đàn ông với tôi sao? Ai cũng nói họp lớp chính là cơ hội đóng giả tốt nhất, thế nhưng Tần Lạc không có cơ hội này, hắn chưa từng tham gia lần nào. Không phải hắn không muốn tham gia mà hắn thật sự không có bạn học. Tần Lạc là điển hình của trường hợp tự học thành tài. Là một người phụ nữ xuất sắc, ít nhiều bọn họ đều thích hư vinh. Có người thích khoe khoang xe đẹp, có người thích khoe khoang đồ châu báu quý giá. Có người muốn khoe khoang địa vị của mình, trong khi đó suy nghĩ của Vương Cửu Cửu hình như rất đơn giản. Nàng chỉ muốn khoe khoang người đàn ông của mình. Vương Cửu Cửu nói nàng đáng thương, đơn giản là muốn Tần Lạc đi cùng với mình. Nàng muốn giới thiệu với tất cả mọi người rằng, đây chính là người đàn ông Vương Cửu Cửu tôi coi trọng. Đương nhiên Tần Lạc không từ chối. Ngay cả cha mẹ của Vương Cửu Cửu hắn còn dám tới gặp, hắn còn sợ mấy người bạn học của nàng sao? Chuyện gì có thể khiến Vương Cửu Cửu vui, Tần Lạc đều cố gắng làm cho tốt. Đây chính là khoản đền bù. Vì có người mời cơm khách nên hai người không tiếp tục tranh luận xem buổi tối ăn cơm ở nơi nào khiến cho sự việc thêm rắc rối. Thông qua sự giải thích của Vương Cửu Cửu, lúc này Tần Lạc mới hiểu rõ. Lần gặp mặt này là do những người bạn cùng học ở Học viện Quân sự tổ chức. Vương Cửu Cửu không chỉ tới nhậm chức ở quân khu Dương Thành, hơn nữa nàng còn trở thành học viên của Học viện Quân sự phía Nam, vừa công tác tích lũy kinh nghiệm, vừa đi học. Sau khi học xong khóa học quân sự 3 năm, có bằng cấp, cấp bậc của nàng cũng sẽ được đề bạt ở Học viện Quân sự. Vì con gái lên chức rất nhanh, thường có bóng dáng hậu thuẫn phía sau của gia tộc lớn. Điều này coi như là một quy tắc ngầm nên không ai ra mặt phản đối. Trong hệ thống chính phủ, không phải có rất nhiều trường hợp con gái các lãnh đạo đang đi học vẫn có tên trong danh sách lãnh lương sao? Trước đây mấy ngày báo chí đã phanh phui ra trường hợp con gái một cục phó cục giáo dục vẫn đang học trung học nhưng đã lãnh lương 7 năm nay ở Bộ Giáo dục sao? Học viện quân sự còn phức tạp hơn so với những trường dân sự vì ở trường dân sự, đại đa số những sinh viên đều là những người sau khi thi đỗ đầu vào mới trở thành sinh viên của trường. Bọn họ chưa từng lăn lộn ngoài xã hội, suy nghĩ còn khá giản đơn. Trong khi đó sinh viên học viện quân sự cũng có người thi thẳng vào trường nhưng cũng có những sinh viên như Vương Cửu Cửu, có hậu thuẫn của thế lực hùng mạnh, vừa đi làm vừa đi học, còn cả những quân nhân có biểu hiện ưu việt trong quân đội đi học để chuẩn bị cho tương lai, đương nhiên cũng không thiếu những con em nhà giàu dùng tiền đi học để sau này xâm nhập vào hệ thống quân đội. Nhân sinh tứ đại thiết, cùng nhau khiêng thương, cùng nhau vượt tường, cùng nhau đi coi hát, chơi gái, quan hệ với bạn học xếp hàng thứ hai. Sau này có thể có tác dụng trên con đường làm quan hay trên thương trường. Nơi ăn cơm là khách sạn có tên MG, là một người Dương Thành bản địa, đương nhiên Tần Lạc biết rất rõ nơi này. Đây chính là một khách sạn cao cấp có quy chế hội viên. Nếu như một người không phải là hội viên của bọn họ, cho dù có nhiều tiền như nào đi nữa, người đó cũng không thể vào đó ăn cơm. Chính vì vậy sau khi Vương Cửu Cửu nói ra cái tên này, Tần Lạc đã bắt đầu đoán ra thân phận của những người bạn tổ chức cuộc gặp lần này. Dù thế nào đi nữa bọn họ tuyệt đối không có thân phận đơn giản. Thế nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất. Hắn chỉ tháp thùng người phụ nữ của mình đi ăn cơm, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ tất cả tinh thần Tần Lạc đều đặt trên người Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu lái chiếc xe Volkswagen Golf vào nãy đỗ xe của MG ở phía trước cửa chính, Tần Lạc mở cửa phụ bước xuống. Cửu Cửu, một giọng con gái vang lên. Tiếp đó hai cô gái trang điểm xinh đẹp đi nhanh tới chỗ Vương Cửu Cửu. Lý Mạn, Trương Ngọc, hai bạn đã tới. Vương Cửu Cửu cười, chào hỏi hai cô gái. Đúng vậy, có người mời cơm khách, không thể không tới ăn chùa. Dáng người Lý Mạn cực nóng bỏng, quần áo càng nóng bỏng hơn, dáng người cao nhưng có vẻ gầy trông như một bạch cốt tinh. Tôi bị Lý Mạn kéo tới. Trương Ngọc cười khúc khích nói. Dáng người Trương Ngọc nhỏ nhắn nhưng bộ ngực nhô cao. Đồ sộ khiến người khác nhìn vào cũng phải kinh hãi. Thời tiết phía Nam nóng bức, Trương Ngọc mặc một chiếc áo ngắn dây đeo, bên ngoài khoác một chiếc áo gió, khi cô ta nói chuyện, bước đi, đôi ngọc thỏ trước ngực run rẩy trông cực kỳ gợi cảm. Hừ, tôi không kéo cậu đi, cậu không tới sao? Lý Mạn cười nhạt nói. Tối nay tôi còn có chuyện, Trương Ngọc chột dạ nói. Tần Lạc đứng ở bên ngơ ngác, không hiểu, tình bạn phụ nữ thật kỳ lạ. Mới rồi hai người còn thân thiết cùng chạy tới, chỉ trong nháy mắt như có thái độ trở mặt với nhau. Bạn học tụ họp mà, tới ăn một bữa cơm cũng không bớt đi một miếng thịt. Vương Cửu Cửu làm người giữ hòa giải. Đúng vậy, đến chỉ để cho vui mà thôi. Dù gì tối ở trường cũng không có việc gì làm. Lý Mạn nói,
Lúc này cô ta mới nhận ra Tần Lạc đang đứng sau lưng Vương Cửu Cửu liền hỏi, ai vậy? Tần Lạc, bạn trai của tôi. Vương Cửu Cửu bước tới cầm tay Tần Lạc, thoải mái giới thiệu với hai người. Các cô ấy là bạn học của em, cô ấy là Lý Mạn, cô ấy là Trương Ngọc. Xin chào hai người, Tần Lạc giơ tay, bắt tay hai người Lý Mạn, chỉ chạm vào là bỏ ra ngay, không thân mật nhưng ôn hòa, cũng không có ý định tiến lên kéo gần mối quan hệ thêm một bước. Chỉ cần nhìn cách hai người này cãi nhau, đại khái Tần Lạc đã hiểu qua tính cách của bọn họ. Tần Lạc thật sự không thích quen biết những người bạn kiểu này. Ồ, rất đẹp trai. Lý Mạn nhìn lướt qua Tần Lạc sau đó quay người sang nói chuyện với Vương Cửu Cửu. Đương nhiên câu nói của Lý Mạn chính là nghĩ một đàng nói một nẻo khiến cho anh chàng Tần Lạc của chúng ta rất tức giận, hắn chỉ hận không thể đưa mặt tới sát cho cô ta quan sát kỹ lưỡng. Khúc khích, thì thời đại này vẫn còn thanh niên thích mặc trường bào. Trương Ngọc có vẻ rất hứng thú với quần áo của Tần Lạc. Điều này càng khiến Tần Lạc bị đả kích nặng nề. Đi thôi, chúng ta vào bên trong. Vương Cửu Cửu biết suy nghĩ của Tần Lạc. Nàng cũng không thích hai người bạn học này. Một người thì thích hư vinh, cả ngày chỉ muốn lộ ngực, lộ đùi tìm kiếm một công tử ca làm chồng mà không biết rằng những người đàn ông thực sự sẽ không thích những người phụ nữ như vậy. Một người đàn ông xuất sắc sẽ có tiền, có quyền, bọn họ còn không kiếm được người phụ nữ mình thích sao? Người ăn mặc như gái làng chơi khiến bọn họ thậm chí còn không có hứng thú liếc nhìn. Vật càng hiếm thì càng quý, ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao. Một người thì luôn thể hiện vẻ ngây thơ, khờ khạo nhưng lại thích đâm sau lưng người khác. Đây chính là đối tượng càng khiến Vương Cửu Cửu đề phòng. Phương pháp giải quyết của Vương Cửu Cửu là quan hệ không thân thiết, cũng không thờ ơ, chỉ có quan hệ bạn học bình thường. Một đạo cường quang lướt tới ngay sau đó mọi người nhìn thấy một chiếc Mercedes thể thao màu đỏ chậm rãi chạy vào trong. Người lái xe là một cô gái có mái tóc rất dài. Cô ta không có ý định dừng xe lại mà cố ý vượt lên trước mấy người Vương Cửu Cửu rồi mới dừng lại chặn đường. Lý Mạn, Trương Ngọc, Vương Cửu Cửu, mọi người tới nhanh vậy. Cô gái cười tủm tỉm chào hỏi. Tuy cô ta xưng tên hai người Lý Mạn, Trương Ngọc trước nhưng ánh mắt cô ta chỉ chăm chú nhìn Vương Cửu Cửu. Người đọc nhiều sách tâm lý như Tần Lạc hiểu cô gái này thật ra chú ý tới Vương Cửu Cửu. Lý Mạn, Trương Ngọc không đọc sách tâm lý cũng hiểu. Ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra chuyện này. Uyển Như, chiếc xe này đẹp quá. Trương Ngọc vuốt ve thân xe kích động nói. Đương nhiên, mấy triệu mà, sự đố kỵ lóe lên trong ánh mắt Lý Mạn rồi ngay sau đó vụt biến mất. Chúng tôi chỉ mới đến, đang chuẩn bị đi vào bên trong. Vương Cửu Cửu kéo tay Tần Lạc cười đáp. Cô gái đắc ý nhìn Vương Cửu Cửu nói, chỉ mấy triệu thôi. Đây là quà sinh nhật năm ngoái của cha tôi. Năm nay lỗi mốt rồi. Không hiểu tặng quà gì nữa. Khi cô gái nói những câu này thầm gửi tới vài thông tin. Thứ nhất, đây chính là quà sinh nhật của cô ta. Một người có thể được nhận quà sinh nhật trang trọng như này, đủ thấy gia cảnh quý phái chừng nào mặc khác còn rất huyền chuyển nói với mọi người rằng chiếc xe này dùng đã một năm, chuẩn bị đổi xe mới. Một năm đổi một chiếc xe thể thao mới chính là đẳng cấp. Tiếp theo đó cô ta làm bộ lơ đãng nhìn xung quanh rồi chỉ vào một chiếc BMW hỏi, Cửu Cửu, đây là xe của bạn hả? Trông cũng không tệ, X6, cũng phải hơn một triệu đó nhỉ? Đây là xe của tôi. Vương Cửu Cửu chỉ vào chiếc Volkswagen Golf nói. Hả, Uyển Như làm bộ cực kỳ kinh ngạc sau đó vội vàng lên tiếng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi hiểu lầm, lần trước tôi nghe bạn học nói bạn lái một chiếc BMW nên tôi tưởng là chiếc xe này. Không, Vương Cửu Cửu hờ hững nói. Nàng thật sự không có tâm trạng giải thích. Mọi người lên trước đi, tôi đi đỗ xe sau đó lên tìm mọi người. Hôm nay là Jizu Phi Dương mời khách, mọi người không nên khách khí với anh ta. Hãy gọi nhiều món ăn, ăn khánh kiện anh ta đi. Chúng tôi ở cùng một tiểu khu nên tôi biết nhà anh ta. Tần Uyển Như nói. Nói xong cô ta buông lỏng chân phanh. Mấy người Vương Cửu Cửu tránh ra để cho chiếc Mercedes màu đỏ của cô ta vượt qua. Chiếc xe lướt qua cô ta cười nhạt nói, đê tiện, muốn tranh đàn ông với bà sao? Từ đầu tới cuối cô ta hoàn toàn bỏ qua Tần Lạc đang đứng cạnh Vương Cửu Cửu. Chương 1099, tao không thiếu phụ nữ. Nếu như tới lúc này Tần Lạc vẫn không hiểu ra vấn đề thì đương nhiên chỉ số thông minh của hắn có vấn đề. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Lạc cười hỏi. Có lẽ cô ta cảm thấy em đang tranh giành thứ gì đó với cô ta. Vương Cửu Cửu cười hờ hững nói. Mặc dù thái độ của nàng ôn hòa, thoải mái nhưng vì lớn lên trong một gia đình quyền quý, trong xương tủy nàng đã in dấu ấn cao ngạo.
nàng không muốn tranh đoạt gì đó với người ta, nàng không cần cái đó, nàng cũng không muốn giải thích, đó là sự coi nhẹ của nàng. Đàn ông, Tần Lạc cố ý cau mày. Vương Cửu Cửu kéo tay Tần Lạc, bĩu môi nói, em không tin là anh ghen. Tần Lạc cười nói, nếu như em thực sự thích một người đàn ông khác, đương nhiên anh phải ghen, anh chỉ muốn cho hắn uống mấy chén Hạc Đỉnh Hồng. Thật ra em cũng muốn, Vương Cửu Cửu nói, có thể làm được như thế mới tốt hơn. Tần Lạc hiểu rõ tâm sự trong lòng Vương Cửu Cửu, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Một chút tâm tình ấm ức, hậm hực nho nhỏ thoáng cái đã tan thành mây khói. Người đàn ông này rất hiểu nàng. Hừ, lái xe Mercedes thì rất giỏi sao? Lý Mạn cười nhạt nói, không phải mua được do tiền mình làm ra. Đúng vậy, cả ngày bám lấy Du Phi Dương thế mà Du Phi Dương cũng không thèm quan tâm tới cô ta. Tương Ngọc có vẻ cũng không thích cô gái Tần Uyển như kia. Vương Cửu Cửu chỉ cười không nói. Lý Mạn và Trương Ngọc liếc nhìn nhau, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tần Lạc lén cười, kỹ xảo châm ngòi trước mặt người khác của Vương Cửu Cửu phải nói là cực kỳ hiệu quả. Các phòng riêng trong MG chia làm 4 loại, lần lượt được đặt tên là Mai Lan Trúc Cúc. Phòng chữ Mai là đẳng cấp cao nhất, phòng chữ Cúc là đẳng cấp thấp nhất. Ông chủ khách sạn này có thể nói là lão luyện trong thương trường, biết người có tiền không ngại tiêu tiền, chỉ sợ mất mặt. Mặc dù chi phí của một phòng chữ Mai gấp mười mấy lần chi phí của phòng chữ Cúc nhưng hàng ngày đều kín chỗ. Người không có quan hệ thực sự không thể lấy được phòng. Thế nhưng vì hôm nay mấy người bạn học này lại tụ họp trong phòng chữ Mai khiến cho Tần Lạc càng thêm tò mò với người khởi xướng buổi gặp mặt này. Sau khi Lý Mạn đẩy cánh cửa phòng ra, cười nói, hôm nay là bạn học Du Phi Dương mời khách, chúng ta không nên khách khí với ông chủ giàu có này. Cô gái này nói rất có thâm ý. Mặc dù biểu hiện bề ngoài là kêu gọi mọi người ăn uống khánh kiệt Du Phi Dương nhưng cũng không phải gián tiếp công nhận sự giàu có của Du Phi Dương sao. Khi nhìn thấy mấy người Lý Mạn, Vương Cửu Cửu đi vào trong phòng, mấy người ngồi trong phòng lập tức đứng dậy đón. Một thanh niên dáng người cao lớn, anh Tuấn, khoảng chừng 1m9, cười đi tới đón mấy người, Lý Mạn, biết tửu lượng của bạn rất được, lát nữa tôi và bạn phải uống mấy chén. Lần này không được trốn vào toilet nữa đâu. Cho dù vào tôi cũng muốn kéo bạn vào cùng. Lý Mạn ngẩng mặt, quyến rũ nói, thậm chí cô ta còn cố tình ưỡn bộ ngực không được căng tròn lắm của mình. Khi phụ nữ đã quyết tâm sẽ không biết xấu hổ, lực tấn công cực kỳ khủng khiếp. Du Phi Dương nhộn nhạo, mặc dù anh ta không thích cô gái này nhưng cùng với cô ta, đại chiến, một hồi trong phòng vệ sinh cũng không quá tệ. Thế nhưng Du Phi Dương che giấu rất tốt, sau đó ánh mắt anh ta chuyển sang Vương Cửu Cửu và Trương Ngọc, nói. Bạn Trương Ngọc, mau vào ngồi đi. Cửu Cửu, mời bạn mấy lần, cuối cùng cũng nể mặt. Ồ, vị này là... Ánh mắt Du Phi Dương dừng lại trên người Tần Lạc, sắc mặt anh ta thoáng cứng đơ. Thậm chí Du Phi Dương còn thoáng quay đầu nhìn lại sau, liếc mắt nhìn người thanh niên dáng vẻ hào hoa phong nhã đeo kính ngồi trong phòng. Mặc dù hành động của Du Phi Dương rất không rõ ràng nhưng Tần Lạc đã hiểu ra. Tần Lạc nhếch môi cười, thầm nghĩ, vốn tưởng rằng gã này là tình địch của mình. Không ngờ gã chỉ là một chân chạy bàn cho người ta. Suýt chút nữa mình nhận lầm. Là bạn trai tôi, Tần Lạc, Vương Cửu Cửu hồn nhiên giới thiệu, mặc dù đứng trước mặt bạn học nhưng nàng không có ý bỏ tay Tần Lạc ra. Bạn trai, mặc dù trong lòng Du Phi Dương đã đoán ra nhưng anh ta vẫn thầm tiếc nuối. Một bông hoa nhài tại sao lại cắm bãi phân châu? Cửu Cửu, có bạn trai từ khi nào? Tại sao chưa từng nghe nói nhỉ? Không phải ở cùng học viện quân sự chúng ta chứ? Không phải, Vương Cửu Cửu nói. Du Phi Dương liếc nhìn Tần Lạc, anh ta cảm thấy Tần Lạc rất quen nhưng hiểu rõ rằng mình và người này chưa từng gặp mặt qua. Du Phi Dương xuất thân từ gia đình thương nhân, có thể những năng lực khác không tốt nhưng năng lực làm quen, đặt quan hệ thì cực kỳ tốt. Sau một thoáng sửng sốt, Du Phi Dương cười, nắm tay Tần Lạc nói, hoan nghênh anh tới làm khách. Cảm ơn, Tần Lạc cười nói, đến ăn cơm chùa đương nhiên phải giữ thể diện cho người ta mà. Vương Cửu Cửu kéo Tần Lạc ngồi vào trong một góc phòng. Lý Mạn và Trương Ngọc vây quanh nói chuyện với Du Phi Dương. Du Phi Dương này cũng là người tài giỏi, anh ta có thể đối phó được với cả hai người. Thỉnh thoảng hai cô gái ré lên cười thú vị. Lúc này Tần Lạc mới hiểu vì sao khi ở cửa hai cô gái này cực kỳ có địch ý với nhau. Thì ra cả hai cô gái đều có ý tứ với gã Du Phi Dương này. Trong khi đó các cô này châm ngòi mâu thuẫn giữa Vương Cửu Cửu và Tần Uyển như đương nhiên là muốn làm ngư ông đắc lợi. Trước khi mấy người Tần Lạc tới, trong phòng đã có 7 người, 4 nam,
ba nữ hơn nữa cộng thêm người Tần Lạc là 11 người. Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc bàn trong căn phòng xa hoa này, có lẽ hôm nay sẽ có chừng 17, 18 người tới ăn cơm. Mời nhiều người tới ăn cơm ở nơi này, quả nhiên chủ nhân của bữa cơm này rất giàu có. Nhà anh ta buôn bán sản phẩm điện tử, cực giàu có. Vương Cửu Cửu thì thào giải thích. Thảo nào, Tần Lạc gật đầu nói. Tần Uyển Như đẩy cửa đi vào trong phòng. Khi nhìn thấy Lý Mạn và Trương Ngọc đang vây xung quanh Du Phi Dương, sắc mặt cô ta không khỏi âm trầm nhưng rồi cô ta nhanh chóng khôi vẻ mặt tươi cười, thân thiết. Tần Uyển Như uốn éo mông đi tới, cười hỏi, nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Sắc mặt Lý Mạn và Trương Ngọc đều có vẻ thất thường khi nhìn thấy Tần Uyển Như. Nếu luận khiêu chiến với Tần Uyển Như, cả hai đều không nắm chắc phần thắng. Sở dĩ hai người áp sát chính là hy vọng vào một chút hít cơ hội. Ai mà biết được Du Phi Dương có sở thích đặc biệt nào đó không? Dù gì đi nữa trong hai người Lý Mạn, một người rất tự tin vào bộ ngực của mình, một người rất tự tin vào đôi chân dài của mình. Du Phi Dương đang kể chuyện Tiếu Lâm. Xấu quá mất thôi, Lý Mạn cười khúc khích, thân thể càng dán vào sát người Du Phi Dương. Ngừa xấu mà cứ dán sát người vào là sao nhỉ? Sắc mặt Tần Uyển Như bình thản, cô ta cười tủm tỉm nói nhưng cách nói chẳng khác nào châm chọc người khác. Đương nhiên Lý Mạn không cam chịu yếu thế, cô ta phản công, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Ôi, những phụ nữ không có lòng tự trọng, thích người đàn ông xấu. Người yêu mến người đàn ông như vậy chính là người hư hỏng. Tần Uyển Như nhấn mạnh vào mấy từ không có lòng tự trọng, hư hỏng nên không có khả năng Lý Mạn không hiểu được mấy câu này. Tần Uyển Như, cô không có tư cách nói câu này. Cô cũng chỉ là phụ nữ, Lý Mạn nghiến răng nói. Du Phi Dương vội vàng lên tiếng giảng hòa, thôi được rồi, được rồi. Tất cả mọi người là bạn học, không nên vì một chuyện đùa mà mâu thuẫn với nhau. Hôm nay chúng ta còn có khách nữa, không nên làm họ chê cười chúng ta. Ánh mắt hai cô gái va chạm với nhau trên không trung rồi cả hai cùng tình nguyện tách rời khỏi nhau. Du Phi Dương đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Lạc, cười nói, tôi thấy anh rất quen. Chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào chưa nhỉ? Không. Tần Lạc khẳng định một cách chắc nịch, anh mày là danh nhân, chỉ có khả năng mày gặp tao, sao tao có thể gặp mặt mày đây? Nói một cách chân thực gã Du Phi Dương này cực kỳ biết cách ăn nói, giao tiếp, hơn nữa khuôn mặt rất được, thoạt nhìn không gây cho người khác sự ác cảm. Nếu như không nhìn thấy sắc mặt kỳ quái của Du Phi Dương cùng với người thanh niên đeo kính kia khi Vương Cửu Cửu giới thiệu mình, Tần Lạc thực sự không ngại đàm đạo với anh ta. Lúc này thì sao? Hừ, để xem hắn muốn làm những gì nào. Ha ha, tôi hiểu. Du Phi Dương nhếch miệng cười, lộ hai hàm răng trắng đều như ngọc. Tần đại ca kinh doanh trong lĩnh vực nào? Thầy thuốc. Ồ, thầy thuốc, sản nghiệp sức khỏe thực sự không tồi. Ngoài mặt Du Phi Dương đang ca ngợi nhưng trên sắc mặt bình tĩnh của anh ta vẫn xuất hiện nét khinh thường. Thầy thuốc thì một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền nào? 1 triệu, 2 triệu, còn chưa đủ cho anh ta tiêu vặt. Đủ nuôi gia đình, lợi nhuận chỉ là chút tiền lẻ thôi mà. Tần Lạc cười nói. Du Phi Dương gật đầu nói, mọi người uống trà. Tôi đi chiêu đãi các bạn học, lát nữa có người mang cơm lên cho chúng ta. Nói xong Du Phi Dương đứng dậy bỏ đi. Du Phi Dương nói chuyện với mấy người bạn học một lát, rồi sau đó anh ta tới ngồi bên cạnh người thanh niên đeo kính, cười nói, Hạc ca, tình hình không ổn. Trước kia chưa từng nghe nói Vương Cửu Cửu có bạn trai. Cho tới tận bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy thân thiết với người đàn ông kia. Hôm nay đột nhiên cô ấy dẫn theo người đàn ông này tới. Chúng ta không thể nào sử dụng hậu chiêu được nữa rồi. Nói thế thì đã sao? Gã thanh niên cúi đầu uống trà, trông có vẻ rất phong nhã nhưng cách nói chuyện cực kỳ kiêu ngạo. Du Phi Dương xấu hổ nói, hay là chúng ta đổi lại mục tiêu đi. Anh xem Lý Mạn thế nào? Ngực Trương Ngọc cũng khá lớn, cảm giác khi vuốt ve nhất định rất phê mà nếu như anh thích Tần Uyển Như, em có thể đóng vai trò trung gian thu xếp cho hai người. Du Phi Dương, tao không thiếu phụ nữ. Tên thanh niên đeo kính có vẻ tức giận. Tao muốn Vương Cửu Cửu, mày hiểu chưa? Hiểu rồi, Du Phi Dương thở dài gật đầu nói. Chương 1100, các vị có thể coi tôi là phụ nữ. Du Phi Dương không thích Vương Cửu Cửu. Người thích Vương Cửu Cửu chính là gã thanh niên bí ẩn Hoa Hạc đang ngồi đây. Hoa Hạc là bạn Du Phi Dương nhưng được nhiên hai từ bạn bè phải để trong ngoặc kép. Bố mẹ Du Phi Dương là thương nhân. Có thể có tài sản tới hàng trăm triệu nhưng gia đình Hoa Hạc chính là gia đình chính trị. Ở đất nước Trung Quốc này, một quan chức quyền thế có thể bóp chết một người giàu có chẳng khác nào như bóp chết một con kiến.
chỉ cần đưa ra mấy cớ tùy ý, cho người công kích, còn không bị người bóp chết sao? Đương nhiên nếu như có bạn có quan chức chính phủ trợ giúp sau lưng có thể nói việc làm ăn buôn bán rất thuận lợi, tiền bạc cuồn cuộn đổ vào như nước. Đương nhiên nhà Du Phi Dương thuộc thứ hai, nhà bọn họ được hậu thuẫn bởi quan chức chính phủ nên lũng đoạn thị trường ngành của mình, dụ vào khoản đầu tư khổng lồ vào ngành viễn thông, lợi nhuận thu được hàng năm khá lớn. Sau lưng nhà Du Phi Dương chính là Hoa Hạc, hay nói một cách chính xác sau lưng Hoa Hạc chính là Hoa Gia, cũng chính vì nguyên nhân này nên có vẻ Du Phi Dương yếu thế khi ở trước mặt Hoa Hạc. Thế nhưng đó là do Du Phi Dương cố tình hạ mình khi tiếp xúc với Hoa Hạc, duy trì mối quan hệ. Có một lần Hoa Hạc tới học viện quân sự của Du Phi Dương, gặp Vương Cửu Cửu đang ăn cơm ở trong phòng ăn, Hoa Hạc động tâm. Có thể dùng một từ rất tầm thường để hình dung là vừa thấy đã yêu. Hoa Hạc bị gương mặt trắng, cực kỳ xinh đẹp, nhẹ nhàng thanh thoát của Vương Cửu Cửu và những cử động đầy khí chất, hấp dẫn của nàng hấp dẫn. Con cháu những gia tộc lớn, cho dù có mặc quần áo tầm thường tới cỡ nào đi nữa, cư xử khiêm tốn thì những khí chất trời sinh sẽ không bao giờ thay đổi. Tao muốn cô gái này, Hoa Hạc khẳng định với Du Phi Dương. Ban đầu Du Phi Dương còn cố tình bắt cầu dẫn mối. Dù gì đi nữa làm Hoa Hạc vui lòng chính là chuyện Du Phi Dương anh ta thích làm. Hơn nữa Vương Cửu Cửu và anh ta chính là bạn học, hàng ngày gặp mặt nhau cũng nhìn nhau, nói chuyện mấy câu. Thế nhưng mấy lần Du Phi Dương đề nghị, dù cô gái này đối xử với bạn học cực kỳ hòa nhã, lễ phép nhưng đều từ chối ngay từ đầu. Tiệc sinh nhật, không đi, đi hát, uống rượu, cũng không đi, đi ra bãi biển nướng thịt, lên núi săn bắn, cũng không đi. Mấy người Du Phi Dương vắt óc cố sức sắp đặt mấy hoạt động nhưng đều bị Vương Cửu Cửu từ chối. Thậm chí Du Phi Dương còn mấy lần tổ chức gặp mặt bạn học, lấy danh nghĩa bạn học lôi kéo Vương Cửu Cửu tới với mục đích giới thiệu Vu Ân Cửu Cửu làm quen với Hoa Hạc. Tất cả những cố gắng của Du Phi Dương đều như dã tràng xe cắt biển đông, thế như ngay trong học viện bắt đầu có lời đồn đãi anh ta đang theo đuổi Vương Cửu Cửu. Việc Vương Cửu Cửu tới gặp mặt Du Phi Dương chính là nguyên nhân của sự đố kỵ của Tần Uyển Như. Hôm nay là lần thứ ba Du Phi Dương đứng ra làm chủ tổ chức họp lớp. Vốn Du Phi Dương nghĩ rằng lại như những lần trước, Vương Cửu Cửu sẽ ngay lập tức từ chối, thế nhưng vì Hoa Hạc không chịu từ bỏ nên anh ta càng không thể từ bỏ. Vì vậy một lần nữa Du Phi Dương gọi điện thoại cho Vương Cửu Cửu nhưng không ngờ lần này Vương Cửu Cửu lại đồng ý. Du Phi Dương cực kỳ vui mừng, anh ta cảm thấy rằng đây chính là điểm khởi đầu của một cái kết thúc tốt đẹp. Điều khiến Du Phi Dương tức hộc máu là không chỉ Vương Cửu Cửu tới mà cô ta còn mang theo một người đàn ông, hơn nữa còn thẳng thừng giới thiệu với mọi người. Người đàn ông này chính là bạn trai của mình. Trước tiên Du Phi Dương quay người nhìn Hoa Hạc nhưng không thấy Hoa Hạc tỏ thái độ, lúc đó mới mời mấy người Vương Cửu Cửu vào trong phòng. Theo lý mà nói, người ta thậm chí đã dẫn theo người đàn ông của mình, sao lại còn không chịu từ bỏ. Không ngờ Hạc ca này lại là người ăn lại thịt hâm, nói ngay một câu, tao muốn Vương Cửu Cửu. Câu nói này khiến Du Phi Dương lâm vào thế khó. Người ta có bạn trai rồi. Mình sao có thể mặt dày tới thu xếp đây? Đây không phải là tự làm mất mặt mình sao? Nếu như khinh suất một chút, cái gã trai thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, ẻo lả này rất có thể sẽ gây chuyện. Đương nhiên nếu như gã đó thực sự gây chuyện, Du Phi Dương cũng sẽ không ngại. Du Phi Dương dáng người cao to, thường ngày luôn tập luyện thân thể. Trong suy nghĩ của mình Du Phi Dương nghĩ rằng Tần Lạc không phải là đối thủ của mình. Khi nghe Du Phi Dương khẽ thở dài, Hoa Hạc quay nhìn Du Phi Dương. Thản nhiên nói, nếu như có gì khó khăn thì có thể không làm nữa. Em giới thiệu với anh người khác, được không? Nghe nói bên Hoa Hạ Hối có mấy tiểu minh tinh, lát nữa chúng ta sang bên đó chơi, được không? Du Phi Dương vui mừng, anh ta cười nói. Năm nay coi như xong, sang năm hợp đồng của công ty nhà mày hết hạn. Dường như Hoa Hạc không nghe thấy đề nghị của Du Phi Dương, gã như đang nói với chính mình vậy. Nghe vậy gương mặt tươi cười của Du Phi Dương cứng đơ. Vì sao nhà anh ta có thể kiếm tiền? Vì bọn họ nhận được hợp đồng cung cấp viễn thông. Nếu như bọn họ không còn được cung cấp viễn thông, bọn họ còn kiếm tiền cái rắm gì nữa đây? Hơn thế nữa Du Phi Dương hiểu rằng Hoa Hạc rất có vị thế ở Hoa Gia, lời nói của Hoa Hạc rất có thể trở thành hiện thực. Mặc dù trong lòng Du Phi Dương chỉ muốn lôi thằng khốn này ra ngoài đánh cho một trận, nhưng anh ta chỉ đành tươi cười nói, khó khăn chỉ là khó khăn nhưng người anh em khó coi trọng một cô gái. Em nào dám không hết lòng hết dạ vì anh. Yên tâm đi, em nhất định sẽ khiến cô ấy lên giường anh. Hoa Hạc không nói gì, chỉ nâng chén trà nhấp một ngụm, thái độ như kiểu, tao không tin những gì mày nói, tao chỉ nhìn hành động của mày. Du Phi Dương cười đứng dậy,
đi tới nghênh đón mấy bạn học. Tối nay tổng cộng có tất cả 16 người tới gặp mặt, vừa vặn chiếm một nửa số người trong lớp Phương Cửu Cửu khiến Tần Lạc cảm thấy gã Du Phi Dương này có sức hiệu triệu khá lớn. Tối hôm nay đàn ông uống rượu trắng, nữ uống rượu đỏ, tuyệt đối không làm lính đào ngũ. Du Phi Dương chủ động lên tiếng, trước tiên đặt quy định rồi anh ta ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang lên một thùng ngũ lương dịch và hai chai rượu đỏ. Bạn phụ trách đàn ông, tớ phụ trách bên nữ này. Tần Uyển Như ngồi bên cạnh Du Phi Dương lên tiếng nói chen vào như thể mình cũng là nữ chủ nhân. Du Phi Dương tự mình rót rượu, mỗi người đầy một chén thủy tinh. Không ít học viên nam nhìn mà tái mặt nhưng vì ngại ăn chùa nên không ai lên tiếng. Hơn nữa bọn họ cũng biết tính cách Du Phi Dương cố chấp nên không một ai dám dũng cảm phản đối. Từ đầu tới giờ Tần Lạc vẫn thì thào nói chuyện với Vương Cửu Cửu, nhưng không nhìn thấy Du Phi Dương rót đầy cái chén trước mặt mình. Nào, mọi người cạn chén. Du Phi Dương nâng chén nói. Cạch. Mọi người nâng chén sau đó cùng chạm với nhau. Du Phi Dương ngửa cổ uống một hơi, uống cạn một chén như ly đúc rượu ngũ lương dịch vào bụng. Anh ta không còn cách nào khác, đã đồng ý với Hoa Hạc, còn không uống rượu sao? Phụ nữ không say, đàn ông có cơ hội không? Du Phi Dương làm trước khiến những học viên nam khác cũng phải uống theo, chỉ có mình Tần Lạc bưng chén nhấp một ngụm rồi bỏ xuống. Vì nguyên nhân thể chất, nếu như là trước kia chỉ cần hắn chạm vào rượu, coi như là xong đời. Nhưng sau khi sức khỏe của hắn bình phục, Tần Lạc đã hình thành thói quen không uống rượu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa Tần Lạc hiểu rõ đám người này đang mang ý đồ xấu trong lòng, hắn có cần hưởng ứng theo chân, thù tạc với họ không? Đương nhiên rượu của họ nhưng thân thể là của mình, Tần Lạc đương nhiên sẽ không hành hạ chính mình. Hơn nữa khi Tần Lạc nâng chén, Vương Cửu Cửu còn khẽ bấm vào người hắn. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, không cần nể mặt bọn họ, em và họ không quen biết. Còn một người không uống nữa, Hoa Hạc. Gã này chỉ nhìn chằm vào Tần Lạc, muốn nhìn phản ứng của Tần Lạc. Khi nhìn thấy Tần Lạc nâng chén, những người khác uống cạn, Tần Lạc chỉ để chén vào mép nhấp một cái rồi hạ xuống, Hoa Hạc nhếch miệng cười khinh bỉ. Cơ hội tới rồi. Quả nhiên Du Phi Dương đã nắm bắt được cơ hội, anh ta thật sự không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Vì uống rượu, Du Phi Dương mặt đỏ tía tai, cổ cũng nửa đỏ nửa trắng. Hai mắt Du Phi Dương nhìn Tần Lạc chằm chằm, tay anh ta cầm cái chén không đảo đi đảo lại, người anh em, chúng tôi uống rồi. Tôi thấy rồi, Tần Lạc cười nói. Vậy còn anh, Du Phi Dương chỉ tay vào chén rượu gần như không giảm chút nào của Tần Lạc, nói vẻ mất hứng. Tửu lượng tôi không tốt, từ từ uống, Tần Lạc ngượng ngùng nói, hình như chính hắn cũng hiểu hành động của mình rất đáng xấu hổ. Nhưng chúng tôi đã uống, giọng nói Du Phi Dương cao lên khá nhiều, mang theo chút tức giận. Tôi biết nhưng điều này có liên quan gì tới tôi? Tần Lạc hỏi, là anh nói, uống, chứ không phải tôi nói, uống. Anh nói, uống thì anh uống. Tôi không nói, uống thì tôi uống từ từ. Điều này không có gì mâu thuẫn. Tôi nói là mọi người cùng uống. Anh không nghe thấy sao? Du Phi Dương cũng là người thông minh. Lúc này anh ta biết dựa vào quần chúng phát động thế công. Anh ta nói to, các anh em, có thấy không? Có người không nể mặt chúng ta uống, anh ta không uống. Mọi người thấy thế nào? Uống. Người kia là ai vậy? Có phải là đàn ông không hả? Không thể phá vỡ quy củ. Không uống rượu thì ra ngồi ở cạnh cửa mà ăn. Quả nhiên Du Phi Dương nói xong có khá nhiều tên bung sung nhảy ra góp vui. Dù gì đi nữa bọn họ cũng là bạn học của Du Phi Dương, phải giữ thể diện cho chủ nhân. Hơn nữa gã kia thật sự khiến người ta ngứa mắt. Gã dám chiếm đoạt đóa hoa của lớp. Đương nhiên trong số học viên nam ngồi đây cũng có mấy người thầm có chú ý với Vương Cửu Cửu. Những người có lá gan lớn một chút còn vụng trộm bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ của mình. Người nhát gan chỉ biết chôn sâu tình cảm này tận đáy lòng mình, thế nhưng thứ bọn họ không chiếm được mà người khác chiếm được khiến bọn họ thực sự không thoải mái. Vì vậy tối hôm nay anh chàng Tần Lạc này chính là kẻ thù chung của những người đàn ông trong này. Thế nhưng anh chàng Tần Lạc này có vẻ như không hiểu được điều này. Tần Lạc chỉ vào chén trước mặt Hoa Hạc nói, anh ta cũng không uống. Hoa Hạc hừ một tiếng, bưng chén lên, uống một hơi cạn. Đương nhiên gã không muốn trở thành phản đồ của quần chúng. Không uống chính là đàn bà. Hoa Hạc bỏ chén xuống, nhìn chằm chằm vào Tần Lạc với vẻ mặt đầy khí phách. Các vị có thể coi tôi là phụ nữ. Tần Lạc nói, hắn chỉ cần mấy người Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thành, Tô Tử. Vương Cửu Cửu coi hắn là đàn ông là đủ.
Còn về phần mấy người, tính cái quái gì? Mọi người quay mặt nhìn nhau, thằng này không biết xấu hổ sao? Chương 1101, hãy cho anh một lời giải thích. Con người muốn gương mặt, cần có lớp da, con chó nhỏ còn muốn bộ lông sặc sỡ. Người đàn ông có thể mất đi sự kiên trinh của mình nhưng tuyệt đối không được đánh mất sự tôn nghiêm của mình. Rất hiển nhiên anh chàng Tần Lạc này không có kiên trinh mà ngay cả sự tôn nghiêm của mình cũng từ bỏ. Nếu như một người đàn ông bình thường gặp phải sự khiêu khích này nhất định sẽ không thể chịu được, lạnh lùng đứng dậy nói, từng này rượu là cái thá gì. Bản thân mình chẳng thèm quan tâm sau đó quát nhân viên phục đổi sang chén to, cực kỳ khí phách uống cạn liền ba chén trước mặt mọi người. Thế nhưng trong mắt Tần Lạc, đây chính là phương pháp ứng phó sự uy hiếp của đối phương cực kỳ ngu ngốc. Tần Lạc hắn không quen biết những người này, khi cùng Vương Cửu Cửu tới đây mới nhìn thấy những người này. Bây giờ với thân phận, địa vị và hình tượng của hắn ngày càng tăng lên, dựa vào cái gì mà hắn phải nể mặt bọn họ? Ba chén to sao, bọn họ xứng sao? Ngay cả khi uống rượu với Thái công dân, hắn còn đùn đẩy được, bọn họ tuổi gì? Có gì mà nể mặt? Thế nhưng trong mắt những người khác, Tần Lạc quả thực quá vô sỉ hết chỗ nói. Sao có thể như vậy? Sao có thể nói như vậy? Câu nói này thật sự làm xấu mặt tất cả mọi người. Du Phi Dương nheo mắt nhìn Tần Lạc rồi đột nhiên anh ta có một cảm giác nguy hiểm hay nói chính xác là một áp lực mà anh ta chưa từng gặp trước đây. Anh ta chưa từng gặp người đàn ông nào như thế này. Nếu như người đàn ông khác gặp phải anh ta, nhất định ít nhiều sẽ chịu áp lực. Dù gì đi nữa luận về tài lực, nhất định không một thầy thuốc nhỏ bé nào có thể tránh được. Thế nhưng Du Phi Dương đã nhận ra khi người thanh niên này đối mặt với anh ta, người này không chịu áp lực nào, thái độ lãnh đạm, coi nhẹ, xa cách, thích gì nói nấy. Ngay cả câu nói xấu hổ mà cũng có thể nói ra với vẻ hùng hồn khí phách, đây là biểu hiện của áp lực sao? Chẳng lẽ anh ta không phải thầy thuốc sao? Du Phi Dương bắt đầu nghi ngờ thân phận của đối phương. Có lẽ người này có đủ thực lực nhen nhanh móa vuốt khiêu chiến với bọn họ sao? Bởi vì thầm nghi ngờ trong lòng nên Du Phi Dương chậm chạp tấn công Tần Lạc. Du Phi Dương này không phải là người không có đầu óc vì nếu như không có đầu óc, anh ta không thể tụ tập quanh mình một đám người như thế này. Nhìn hắn như vậy mà giống đàn bà, không ngờ là đàn bà thật. Không biết xấu hổ, hãy bảo anh ta cầm bát đũa ra ngồi xổm trước cửa mà ăn. Bảo anh ta cởi quần ra để xem bên dưới anh ta có cái đó, không? Những người không hiểu chuyện cũng bị Tần Lạc làm cho tức giận, bọn họ châm chọc Tần Lạc nhưng không khách sáo như Du Phi Dương. Tần Lạc quay người nhìn Vương Cửu Cửu, Vương Cửu Cửu làm bộ không chú ý tới hắn, nàng khẽ nhếch miệng cười, hiển nhiên là nàng rất thích thú khi nhìn thấy trò vui này. Tần Lạc đau đầu, cô gái này, không bôi xấu thì không xấu sao? Tần Lạc cười nói. Nếu như Du Phi Dương là thủ lĩnh của đám này vậy thì hắn sẽ lấy Du Phi Dương làm đột phá khẩu. Những người khác chỉ tới ăn chùa, uống rượu góp vui, đơn giản chỉ là muốn thu chút lợi ích, tranh cãi với đám người này chẳng ích gì. Tôi chữa bệnh cứu người, hàng ngày tôi có thể chữa được cho trên 100 người bệnh. Các người có làm được không? Không làm được, phải không? Chẳng lẽ vì các người không làm được nên tôi có thể mắng các người là phế vật, đàn bàn, không biết xấu hổ sao? Mỗi ngành nghề có chuyên môn khác nhau. Chúng ta làm những nghề khác nhau. Sở trường của tôi là trị bệnh cứu người, sở trường của các vị là uống rượu, nói phét. Có gì hay mà đi so sánh với nhau? Những câu này xuất phát từ trái tim, quả thật cực kỳ thực lòng. Cái gì mà sở trường của tôi là chữa bệnh cứu người, cái gì mà sở trường của các vị là uống rượu tán phét? Anh ta là anh hùng còn chúng mình là con chó sao? Anh ta cứu sống người khác còn chúng ta chỉ là thùng cơm sao? Anh ta quang minh vĩ đại. Chúng ta thấp bé nhỏ nhen sao? Lãnh vực khác nhau thì không thể so sánh với nhau sao? Hay là chẳng đáng so sánh? Đúng là đổ thêm dầu vào lửa hơn nữa Tần Lạc còn có ý định châm chọc, châm thêm thuốc nổ khi cố tình mắng tất cả từ Du Phi Dương tới những bạn học của anh ta. Này, sao anh lại ăn nói như vậy hả? Tần Uyển Như lên tiếng quát mắng. Vương Cửu Cửu, cô hãy quản lý đàn ông của mình cho tử tế, còn ăn nói như vậy đừng trách tôi không khách sáo. Tần Uyển Như có ý đồ khi nói mấy câu này. Cô ta muốn nói với Du Phi Dương rằng Vương Cửu Cửu người ta đã có bạn trai rồi, mấy người còn cố gắng theo đuổi làm chi. Đương nhiên cô ta quả thật cũng nói thay cho Du Phi Dương. Cô gái, thấy bất bình bênh vực kẻ yếu này, từ nhỏ đã lớn lên cùng với Du Phi Dương, mặc dù tâm tính hơi thâm trầm, tầm mắt hơi hạn hẹp nhưng tình cảm này tuyệt đối không thể pha trộn, thậm chí so với hai người Lý Mạn và Trương Ngọc,
tình cảm của Tần Uyển Như còn chân thực hơn vì hai người Lý Mạn chỉ vì tiền còn Tần Uyển Như lại không thiếu tiền. Vương Cửu Cửu cười nói, khi ở nhà đều do anh ấy chăm sóc tôi. Tôi không quản anh ấy chuyện gì, anh ấy muốn làm gì tôi cũng đều ủng hộ. Mấy câu này của Vương Cửu Cửu khiến tất cả trợn tròn mắt. Ai nấy vốn tưởng rằng với điều kiện của Vương Cửu Cửu, tìm một công tử nhà giàu có tài mạo song toàn, cho dù là người còn có lai lịch cao hơn Du Phi Dương không phải là không được. Mặc dù trong học viện Vương Cửu Cửu rất khiêm tốn, quần áo mộc mạc nhưng lại có khá nhiều người theo đuổi. Thế nhưng Vương Cửu Cửu lại dẫn theo một Tần Lạc Thoạt nhìn cực kỳ bình thường, sau khi tiếp xúc lại gây cho mọi người một cảm giác cực kỳ bất bình thường. Nhưng mà ngược lại một người đàn ông như gã có thể được ôm ấp Vương Cửu Cửu có thể nói mà táng hàm rồng. Đương nhiên mọi người không tin những gì Vương Cửu Cửu nói. Bọn họ nghĩ rằng Vương Cửu Cửu đang giữ thể diện cho người đàn ông của mình. Không nên thể hiện tình cảm thắm thiết trước mặt chúng tôi. Anh ta là người đàn ông của C, hoàn toàn không có liên quan gì tới chúng tôi. Tần Uyển Như dù mang vẻ mặt Phật ý nhưng lòng cô ta như nở hoa. Chuyện càng náo loạn, càng khiến Du Phi Dương tức giận mới hay. Nói cách khác cô ta sẽ hoàn toàn loại bớt một đối thủ cạnh tranh cực kỳ tiềm năng. Trong những người ở đây, ngoại trừ Vương Cửu Cửu, Tần Uyển Như không coi trọng những người khác. Đồ ngốc này tin rằng Du Phi Dương thật lòng yêu thích mình, muốn kết hôn với mình thật sao? Đừng nằm mơ giữa ban ngày. Gia đình bọn họ bề thế, đương nhiên phải chú trọng tới môn đặng hộ đối. Xin lỗi, anh ta phải xin lỗi mọi người. Tần Uyển Như vung tay nói, dáng vẻ cực kỳ kiên quyết. Tất cả những gì cô ta làm đều vì Du Phi Dương. Nhất định anh chàng này có thể hiểu được. Câm mồm, khi Du Phi Dương nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Hoa Hạc, anh ta quát mắng Tần Uyển Như. Con mẹ nó chứ, rốt cuộc con danh này muốn gì hả? Khiến ông mày hả giận, không sai nhưng không thể nhắm vào Vương Cửu Cửu. Nếu một khi làm cô ta tức giận bỏ đi, ông mày còn có thể làm cầu dẫn mối cho Hoa Hạc không? Mục tiêu của bọn họ là Tần Lạc, làm xấu mặt hắn, làm mất mặt hắn, làm cho hắn trở nên tối tăm. U ám nhưng tuyệt đối không thể để hai người này bỏ chạy. Du Phi Dương vẫn khống chế tâm tình rất tốt nhưng ả này đột nhiên nhảy ra phá thối. Cửu Cửu là bạn học của chúng ta, Tần Tiên Sinh chính là bạn của Cửu Cửu từ xa tới làm khách, sao có thể nói những câu nghiêm trọng như vậy? Xin lỗi cái gì? Du Phi Dương mắng, anh ta chủ động giải vây giúp Tần Lạc, bây giờ trên bàn rượu cũng như trên chiến trường, chỉ cần Tần Tiên Sinh uống hết chén rượu này. Chúng ta tiếp tục uống, mọi người vẫn là bạn bè của nhau. Chờ một chút, Tần Lạc cười cắt ngang câu nói của Du Phi Dương, trước tiên tôi có mấy câu muốn nói rõ. Thứ nhất tôi không nói xin lỗi mà tôi cũng không thấy cần thiết phải xin lỗi. Thứ hai, các vị là bạn học của Cửu Cửu, hoàn toàn không có liên quan gì tới tôi. Tôi tới đây chỉ vì muốn bảo vệ bạn gái của mình. Tôi sợ rằng ở đây có vài người mang ý đồ xấu muốn lợi dụng cô ấy, cũng là điều quan trọng nhất khiến tôi không uống rượu. Và tôi cũng không phải bạn bè của các vị. Tần Lạc giơ tay mời, cười nói, tôi đã nói xong. Các vị thấy cần uống thì cứ uống, coi như tôi không tồn tại. Những câu này của Tần Lạc khiến những người ở đây tức hộc máu. Hắn ta chỉ trích người ta lòng dạ nham hiểm sau đó còn bảo người ta coi như hắn ta không còn tồn tại. Chúng tao thực sự muốn coi mày không tồn tại thế nhưng như thế trong lòng cực kỳ uất nghẹn, tức giận. Mày giơ tay đánh người ta một bạt tai sau đó mày lên tiếng bảo coi như mày không tồn tại, vậy có nghe được không? Du Phi Dương rất tức giận, căn cứ theo tính cách của anh ta thật sự chỉ muốn đứng dậy đuổi người. Thế nhưng anh ta không thể quyết định, làm chủ cuộc chơi này. Du Phi Dương chỉ biết lén liếc nhìn Hoa Hạc. Du Phi Dương biết Hoa Hạc này rất giỏi nhẫn nhịn nhưng khi đã bị người bức bách tới mức này, anh ta còn muốn nhẫn nhịn tới bao giờ? Hoa Hạc giơ tay ra hiệu. Tâm trạng Du Phi Dương như được giải thoát, anh ta nói, nếu không muốn uống rượu, lại không muốn làm bằng hữu, việc anh ngồi ở đây không còn ý nghĩa nữa rồi. Sau đó Du Phi Dương cười đắc ý nhìn Vương Cửu Cửu nói, Cửu Cửu, lần sau chúng ta gặp lại. Đây chính là ý tiễn khách thế nhưng hình thức tiễn khách cực kỳ có ý đồ. Cách thức đối đãi với Tần Lạc hoàn toàn khác với cách thức đối đãi với Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu gật đầu, nàng đứng dậy nói, chúng tôi đi trước. Sau đó nàng chủ động ôm cánh tay Tần Lạc cùng đi ra ngoài. Nhìn hành động của Vương Cửu Cửu, ánh mắt Hoa Hạc cực kỳ hung ác sau đó gã cúi đầu xuống. Du Phi Dương vẫn quan sát sắc mặt của Hoa Hạc thầm chấn động. Du Phi Dương biết gã Hoa Hạc này muốn ra tay rồi. Ra khỏi phòng, Tần Lạc mỉm cười nhìn Vương Cửu Cửu nói, hãy giải thích với anh.
Chương 1102, đập nát xe. Đợi khi Tần Lạc và Vương Cửu Cửu rời khỏi phòng, Hoa Hạc liền không một tiếng động, đứng dậy, đẩy ghế, đi ra ngoài. Sở dĩ nói không một tiếng động là vì mọi người trong phòng hầu như không chú ý tới Hoa Hạc. Đây không phải lần đầu tiên Hoa Hạc tham gia cuộc tụ hội kiểu này. Ngay lần đầu tiên gã đã tới, mấy lần sau gã vẫn tới. Du Phi Dương không giới thiệu thân phận của Hoa Hạc mà chỉ nói Hoa Hạc là một người bạn. Hơn nữa Hoa Hạc trầm ngâm, ít nói, trông giống như một hũ nút. Dù có người tiến tới gần cũng phớt lờ, sau đó không một ai không tiếp xúc với Hoa Hạc nữa. Hơn nữa Hoa Hạc thật sự không có biểu hiện gì về năng lực và thực lực khiến người ta kinh hãi. Du Phi Dương tới, gã tới. Du Phi Dương đi, gã đi, trông chẳng khác nào người hầu theo sau lưng Du Phi Dương. Có ai muốn lãng phí thời gian nói chuyện với một gã hầu nhỏ bé không? Có thời gian tốt nhất hãy thu xếp mối quan hệ với Du Phi Dương hay mấy người bạn học khác có lai lịch bất phàm còn hơn. Đương nhiên đây cũng chính là điều Du Phi Dương muốn nhìn thấy. Du Phi Dương hiểu Hoa Hạc chướng tai gai mắt những người bạn học của mình, mà Du Phi Dương cũng không muốn có người quá thân cận với Hoa Hạc. Mọi người cứ uống đi, tôi vào toilet một lát. Du Phi Dương cười nói, khi nhìn thấy Tần Uyển Như cũng định đứng dậy theo ra ngoài, Du Phi Dương liếc mắt nhìn cô ta nói, Uyển Như, hãy giúp chiêu đãi mọi người. Được, anh bận cứ đi đi. Tần Uyển Như thầm kích động trong lòng, vui mừng nói. Mới rồi Tần Uyển Như bị Du Phi Dương mắng, cô ta còn tưởng mình khiến Du Phi Dương tức giận, nhân cơ hội anh ta đi toilet, Tần Uyển Như muốn tới giải thích, nhưng không ngờ anh ta còn quay lại bảo mình ở lại chiêu đãi bạn bè. Không phải đây là ý tứ của anh ta sao? Anh ta coi mình như là nữ chủ nhân của bàn tiệc này. Quả nhiên Lý Mạn và Trương Ngọc và mấy nữ học viên nhìn vẻ mặt đắc ý của Tần Uyển Như mà lòng như sát muối. Gia thế bất phàm, phong thái xuất chúng, năng lực con người, nhân duyên không tệ. Trong học viện, Du Phi Dương giống như tình nhân của phần lớn các cô gái. Du Phi Dương không đi vào toilet, nếu như anh ta thực sự muốn đi toilet thì ngay trong phòng đã có toilet, cần gì phải chạy ra ngoài. Du Phi Dương đi tới nơi nghỉ ngơi ở lầu 3, quả nhiên nhìn thấy Hoa Hạc đang ngồi một góc hút thuốc. Du Phi Dương đi tới ngồi đối diện Hoa Hạc, thân mật rút một điếu thuốc từ bao thuốc của Hoa Hạc, cười hỏi, thế nào, không hả? Còn cần phải hỏi sao? Hoa Hạc lãnh đạm hỏi, hắn là thầy thuốc hả? Hắn nói như vậy, Du Phi Dương cười nói, không hiểu thật hay giả, có cần tìm người điều tra không? Không cần, Hoa Hạc nói, hắn chính là thầy thuốc. Hoa thiếu gia khẳng định như vậy sao? Ta có cảm giác như vậy, Hoa Hạc nói, hắn không phải là người trong vòng tròn của chúng ta. Nếu như là người đã lăn lộn trong vòng tròn của chúng ta, ít nhiều đều có một vài tính cách đặc biệt. Du Phi Dương hiểu Hoa Hạc muốn nói vòng tròn là cái gì. Anh ta có khát vọng muốn vào cái vòng tròn đó nhưng rất khó. Không phải vấn đề tiền bạc mà là vấn đề thân phận. Có lẽ vì Vương Cửu Cửu muốn từ chối tôi nên mới kéo anh ta tới để ngụy trang. Lần sau chúng ta sẽ hẹn gặp lại. Du Phi Dương lên tiếng an ủi Hoa Hạc, tại sao Hoa thiếu gia không tới gặp nói chuyện trực tiếp với cô ta. Với thân phận của anh, cô ấy nhất định sẽ không từ chối. Vào trường quân sự không có nghĩa sau này sẽ trở thành một sĩ quan. Có anh giúp cô ấy, cả đời này cô ấy sẽ không lo chuyện cơm áo gạo tiền. Cô ấy cũng không còn phải lo cấp bậc thấp cao. Hoa Hạc chần chừ. Một lát sau Hoa Hạc lắc đầu nói, cô ấy không phải là người như vậy. Du Phi Dương không nói. Xét về luận tình cảm, Hoa Hạc này còn cho rằng am hiểu hơn bản thân anh ta. Không nói những chuyện khác, ánh mắt nhìn người của Hoa Hạc không tệ. Quả thật Vương Cửu Cửu không phải là cô gái vì thích hư vinh, vì tương lai mà từ bỏ tình cảm của mình. Thế nhưng cách thức nhìn nhận của Hoa Hạc có gì đó sai lầm, đương nhiên cũng có thể nói là hoàn toàn sai lầm. Thật sự Tần Lạc chỉ là một thầy thuốc, cả người hắn từ trên xuống dưới thể hiện mình chính là một thầy thuốc đặc biệt có khí chất. Tần Lạc này không giống như học sinh, hắn không phải là thương nhân, không phải là quan chức, lại càng không giống như con cháu nhà giàu hay con nhà quan chức ba đời. Thế nhưng tình hình của Tần Lạc cực kỳ đặc biệt, Tần Lạc không phải là học sinh, hắn giảng dạy sinh viên. Hắn không phải là thương nhân nhưng hắn là ông chủ, hắn không phải là quan chức, nhưng giống con cháu của cán bộ cấp cao cấp bộ. Hắn không phải là con cháu nhà giàu, đó là do người ta nhìn nhầm hắn. Chỉ vì hắn không mặc quần áo hàng hiệu, đi xe siêu sang sao. Hơn nữa chiếc xe bình thường đỗ ở bãi đậu xe trước cửa cũng không phải của hắn vì hắn không biết lái xe. Tần Lạc là một trường hợp đặc biệt, có mấy thầy thuốc có thể so sánh với hắn.
Chính vì vậy Hoa Hạc nhìn nhầm người cũng là chuyện bình thường. Tao không thích thằng đó. Hoa Hạc dí đầu mẫu thuốc lá vào trong gạt tàn, ngón tay gã xoay nhẹ như gã đang dí vào người Tần Lạc vậy. Tôi cũng không thích, Du Phi Dương nói, thằng này mồm mép cũng rất được nhưng có lẽ không còn năng lực nào khác. Nếu như vừa rồi không sợ bức bách quá, tôi nhất định không để hai người đó đi mất. Nếu như không sợ cô gái Hoa Hạc đã nhìn chúng bỏ chạy, quả thật Du Phi Dương sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Dù sao hắn cũng không muốn mất mặt, phải không? Tao sẽ cho người làm chút chuyện. Hoa Hạc nói, hãy chờ xem kịch vui đi. Hắn không biết xấu hổ vậy không cần nể mặt hắn. Giận hả, Vương Cửu Cửu ôm cánh tay Tần Lạc, tựa sát người vào người Tần Lạc, cọ đôi núi đôi mềm mại vào người Tần Lạc mà hắn làm bộ không thèm quan tâm, nàng cười tủm tỉm hỏi. Không, Tần Lạc lắc đầu, anh chỉ thấy quái lạ, không hiểu vì sao em lại làm vậy. Chơi đùa một chút thôi mà, Vương Cửu Cửu nũng nịu nói. Thật ra chuyện này khởi đầu cũng rất bình thường, hơn nữa còn rất đời thường. Bởi vì Vương Cửu Cửu không chỉ là học viên quân sự mà nàng còn đang nhậm chức trong quân đội nên bình thường rất ít khi xuất hiện ở học viện mà cho dù nàng có xuất hiện, thái độ cũng rất khiêm tốn. Có nhiều nam học viên lén mời nàng hay gửi thư tình nhưng nàng không bao giờ đáp trả lại những yêu cầu này. Thế nhưng chuyện đột nhiên thay đổi. Du Phi Dương danh tiếng lẫy lừng trong học viện đột nhiên công khai theo đuổi nàng, nhiều lần đưa ra lời mời đối với nàng. Mặc dù lần nào cũng bị Vương Cửu Cửu chính thức từ chối nhưng cuối cùng Vương Cửu Cửu đã trở thành kẻ thù chung của các học viên nữ. Ai bảo Du Phi Dương người ta rất được chào đón ở trong học viện. Là kẻ thù chung thì ứ để là kẻ thù chung, Vương Cửu Cửu không thèm quan tâm tới chuyện này. Suy nghĩ của Vương Cửu Cửu chín chắn hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, nàng không muốn so đo mấy chuyện vớ vẩn này với những cô gái khác, hơn nữa nàng cũng không cần tình bạn rẻ mạt của một vài người, thật sự không muốn giải thích với bọn họ. Ngay khi Tần Lạc quay về, nàng và Tần Lạc đi dạo phố, nàng đã nhận được điện thoại mời thứ N lần của Du Phi Dương. Vì vậy Vương Cửu Cửu đã nghĩ ra một cách khiến một lần giải quyết dứt khoát mọi chuyện. Dẫn theo bạn trai đi ăn cơm chùa, vậy Du Phi Dương có bỏ qua không? Nhưng còn một nguyên nhân khác, tất cả phụ nữ đều thích khoe khoang. Trong mắt Vương Cửu Cửu, Tấn Lạc chính là người đàn ông ưu tú nhất dù có lên trời, xuống đất cũng khó có thể tìm được. Một người đàn ông như vậy, không dẫn ra ngoài để mọi người nhìn thấy không phải đang phí của trời sao. Quả nhiên ngay khi Tần Lạc tới, địch ý của các cô gái lập tức tan biến. Bộ đôi Lý Mạn, Trương Ngọc vốn luôn muốn đối phó với nàng có thái độ thân thiết hơn nhiều. Cho dù cô gái Tần Uyển như kia vẫn còn rất cảnh giác nhưng thái độ cũng trở nên hòa hoãn hơn nhiều. Đương nhiên đây không phải là điều quan trọng, Vương Cửu Cửu không thích phiền phức mà phiền phức lại tới từ Du Phi Dương và những học viên nam khác. Chỉ cần chuyện Vương Cửu Cửu dẫn theo bạn trai tới tụ họp được truyền về học viện, vậy toàn bộ phiền phức này sẽ chấm dứt. Đáng tiếc ngay cả Vương Cửu Cửu cũng đoán sai. Người đàn ông thích nàng không phải là Du Phi Dương, mà Du Phi Dương có thích anh ta cũng không dám thích. Anh ta chỉ đóng vai là người trung gian, dẫn mối mà thôi. Mọi chuyện phát triển thuận lợi. Việc mọi người liên kết làm khó Tần Lạc cũng nằm trong sự dự đoán của Vương Cửu Cửu. Đây là chuyện người đàn ông cần đảm đương. Bà thân Tần Lạc cũng thừa nhận, ai bảo Vương Cửu Cửu nàng là người phụ nữ của hắn. Cho dù là một người phụ nữ kiên cường, xuất chúng thì vào thời điểm khó khăn cũng hy vọng người đàn ông của mình ra mặt gánh vác. Bình thường Vương Cửu Cửu không thích gây thêm phiền toái cho Tần Lạc mà chính là Tần Lạc thường có công việc cần nàng ra mặt giải quyết, thế nhưng điều này không có nghĩa Vương Cửu Cửu không ôm ảo tưởng về Tần Lạc. Hôm nay chính là một lần kiểm tra nho nhỏ, một lần kiểm tra mà không tính là kiểm tra. Đối Vương Cửu Cửu mà nói, Tần Lạc, giết người không nhất thiết phải dùng đao, dùng miệng cũng được. Tài ăn nói của Tần Lạc không tệ lắm, tổn hại người ta khiến người ta tức hộc máu, một mình đấu một đám người, Tả Xung Hữu Đột mà vẫn không rơi vào thế yếu. Vương Cửu Cửu tưởng rằng câu chuyện này tới đây là kết thúc. Ước hiếp một đám trẻ con chẳng có hứng, tốt xấu gì em hãy tìm cho anh mấy đối thủ có thực lực. Tần Lạc cười nói, anh sẽ đường đường chính chính tranh đoạt với bọn họ một lần. Sau này sẽ cho anh cơ hội khác. Vương Cửu Cửu ngẩng gương mặt nhỏ, trắng xinh nói, bản cô nương có rất nhiều người theo đuổi. Tần Lạc cười, thân thiết ôm sát Vương Cửu Cửu. Hai người tựa vào nhau đi về chiếc xe của mình. Khi đi tới bãi đậu xe, hai người trợn tròn mắt. Thân xe của hai người đã bị cạo sơn, đầu xe đánh đập dập nát, lốp xe bị chọc thủng, cửa xe bị người đánh dẹp, bật ra ngoài. Chiếc xe đã bị đập nát. Sau một thoáng ngẩn người, Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc,
cười như không có lương tâm vậy, anh xem, đối thủ đã tới. Chương 1103, không cho xin lỗi. Tần Lạc đã làm sư phụ nên hắn có cảm tình đặc biệt với những đệ tử. Khi mấy người Du Phi Dương buộc hắn uống rượu, cho dù trong lòng cực kỳ tức giận nhưng hắn tuyệt không có ý nghĩ sẽ ra tay với họ. Với kinh nghiệm có được sau khi giao chiến với bát đại chiến tướng hoàng đế, Tần Lạc thực sự không mảy may hứng thú với những nhân vật nhỏ bé, nhàm chán này. Hơn nữa vì mới tìm được con đường sống từ chân tơ kẽ tóc, Tần Lạc chỉ muốn có mấy ngày vui vẻ ở bên cạnh Vương Cửu Cửu. Hắn không muốn vì người khác mà lãng phí khoảng thời gian này của mình. Hắn không muốn người khác quấy rối sự vui vẻ của hai người. Mình là người lương thiện nhưng còn có mất thằng Vương Bát Đản lại cứ bức ép người lương thiện thành gái điếm. Trên thế giới này luôn có những tên khốn khiến người ta phải đau đớn. Bạn không muốn gây phiền toái nhưng hết lần này tới lần khác, sự phiền toái chủ động tìm tới bạn. Nếu như lúc nãy Tần Lạc chỉ tức giận khi bị khiêu khích nhưng lần này hắn thật sự phẫn nộ. Thân xe bị cạo sơn, cánh cửa xe bị đập bẹp, toàn bộ đầu xe bị đập nát. Một chiếc xe vốn còn nguyên vẹn bây giờ đã bị hủy hoại. Sau này cho dù có đại tu cũng không ai muốn mua lại. Hơn nữa tất cả những thứ bọn họ mua sắm hôm nay, quần áo, giày dép vân vân đều bị đập nát vụn ở trong xe, bị người ta xé rách lôi ra buột khắp nơi. Đây không còn là coi thường người khác mà chính là khinh người quá đáng. Em lại còn cười, Tần Lạc tức giận nói. Vương Cửu Cửu vội vàng thu lại nụ cười của mình, làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn, trợn mắt, lên tiếng quát mắng, kẻ nào dám đập phá xe của bà hả? Muốn sống thì không ra đây, hãy mau ra cho bà đánh một trận nếu không bạn trai của bà không để cho các người yên thân. Tần Lạc nhìn thấy sự đắc ý, vui vẻ hiện lên ở khóe miệng nàng. Hắn hiểu rằng cô gái này chỉ sợ thiên hạ không đại loạn mà thôi. Tần Lạc lắc đầu đi tới chỗ nhân viên bảo vệ bãi xe hỏi, xe của tôi bị người ta đập nát, tại sao các anh không ngăn cản? Chúng tôi không nhìn thấy. Một nhân viên bảo vệ trong bộ trang phục của nhân viên bảo vệ, dáng người cao lớn trả lời. Vậy các vị canh gác ở chỗ này là thần mòng hả? Tần Lạc cười hỏi. Lúc nãy tôi đi toilet nên không biết sự việc xảy ra bên ngoài. Hãy đi gọi ông chủ của các người ra đây. Tần Lạc không muốn tốn công nói nhiều với một nhân viên bảo vệ dám để cho người tới đập phá xe. Nhất định là có người đứng sau hậu thuẫn nên cho dù những nhân viên bảo vệ này có nhìn thấy cũng không dám nói ra chân tướng sự việc. Hắn phải tìm ông chủ của bọn họ để xem ông ta trả lời như thế nào. Tôi không biết ông chủ của chúng tôi là ai. Nhân viên bảo vệ cười nhạt nói, nếu muốn tìm, anh hãy tự đi tìm đi. Binh! Tần Lạc vung tay tát vào mặt nhân viên bảo vệ. Gọi ông chủ của các người ra đây. Con mẹ mày, mày dám đánh người. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng nhân viên bảo vệ, y trợn trừng đôi mắt đỏ như máu. Y là bộ đội xuất ngũ, thân thủ của mình không tệ. Mới rồi vì không phòng bị nên bị người đánh lén trúng một bạt tai, trong lòng hiển nhiên không phục, các anh em, đánh thằng khốn này. Theo lý mà nói một nhân viên bảo vệ trông xe nhỏ nhoi hoàn toàn không dám vô lễ với khách hàng như này, hơn nữa khách tới em gì, không phú thì quý. Nếu như ra tay khinh suất sẽ rước lấy phiền phức rất lớn. Nhưng vấn đề là mới rồi quản lý bảo vệ của bọn họ đã đích thân tới chỗ này, ra lệnh cho y và mấy đồng nghiệp cùng đạp chiếc xe đó. Hơn nữa quản lý đó còn trợ giúp bọn họ đập xe. Nói cách khác bọn họ vừa là người trông xe, cũng là người đập xe. Quản lý bảo vệ là ai? Người này chính là cháu trai ngoại của ông chủ khách sạn này. Ít nhất thì theo như lời nói của quản lý bảo vệ. Y tự mình dẫn người tới ra tay, điều này chứng minh điều gì? Cho thấy quản lý bảo vệ hay chính là ông chủ của khách sạn này không hài lòng với chủ nhân của chiếc xe này. Hơn nữa những nhân viên bảo vệ này có thói quen nhìn những chiếc Mercedes, BMW nên bọn họ cũng cảm thấy chướng mắt khi nhìn chiếc xe tầm thường của Tần Lạc. Lái một chiếc xe chỉ 100 ngàn mà cũng không biết xấu hổ tới nơi này ăn cơm hả? Thật là lãng phí một chỗ đậu xe. Tên bảo vệ gầm lên một tiếng, y và hai nhân viên bảo an khác cùng xông tới. Tần Lạc không lùi lại mà xông lên, hắn vung quyền đánh vào cằm một nhân viên bảo vệ, sau đó vung chân, quay 180 độ đá bay một gã bảo vệ định đánh lén vào cạnh sườn. Người thứ ba xông lên chính là gã bảo vệ đã hô đánh hắn cho tao. Gã này được Tần Lạc đối xử rất đặc biệt, Tần Lạc bóp chặt cổ tên bảo vệ, tay hắn liên tục đám mười mấy quyền vào mặt y. Một địch ba, đám người này căn bản không phải là đối thủ cùng cấp bậc. Ngay cả chiến tướng của hoàng đế cũng không thể chiếm ưu thế khi đối đầu với hắn, huống chi mấy tên lưu manh này. Làm gì vậy, làm gì vậy?
ai cho anh dám đánh người? Có còn pháp luật nữa không hả? Một người to cao mặc com lê chạy nhanh tới, sau lưng y còn có hai người đàn ông mặc quần áo bảo vệ, rõ ràng người đàn ông này chính là quản lý bảo vệ. Tần Lạc tủm tỉm nhìn y, trong lòng hoàn toàn không thấy tức giận. Người đàn ông to con đứng chắn trước người Tần Lạc, ba nhân viên bảo vệ bị Tần Lạc đánh cũng đứng ngay sau người y. Năm, sáu người đàn ông đứng chung một chỗ với nhau, nhìn qua có vẻ thực lực rất mạnh. Anh dựa vào cái gì mà đánh người hả? Hoàng An nghiêm nghị thể hiện một bộ mặt hiểm độc, quát Tần Lạc vẻ căm tức, hãy lập tức xin lỗi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Vậy anh cứ báo cảnh sát đi, Tần Lạc cười nói. Mày muốn chết, Hoàng An cực kỳ tức giận, thằng nhãi, tao cảnh cáo mày, đừng có không biết thức thời. Hãy mau chóng cút đi, nếu như mày chọc giận tao. Sao nào? Tao sẽ cho mày biết chữ tử, viết thế nào. Tôi đã sớm biết rồi, Tần Lạc hờ hững nói, anh không báo cảnh sát sao? Anh không báo cảnh sát không có nghĩa là tôi không muốn báo cảnh sát. Vậy mày hãy gọi điện xem cảnh sát sẽ giúp ai? Hoàng An khinh thường nói. Một người mở một khách sạn lớn như này, có thể không có thế lực đứng sau chống lưng không? Ngay cả Trương cục trưởng phân cục Thiên Nguyên còn phải ăn nói khép nép trước mặt cậu của y. Nếu như mời cảnh sát tới, chỉ cần gọi điện cho Trương cục trưởng tới hỗ trợ, chẳng lẽ bên cảnh sát còn làm khó dễ cho mình sao? Tần Lạc mỉm cười, rút điện thoại di động ra. Sau một hồi cẩn thận tìm kiếm, Tần Lạc phát hiện ra rằng mình không ghi lại số điện thoại của bọn họ. Khi Tần Lạc tới Yến Kinh hắn mới bắt đầu dùng số điện thoại. Những số điện thoại ghi lại gần như chỉ của những người quen biết sau này, những người có quan hệ ở Dương Thành thì hắn gần như không có số điện thoại. Thế nào, tại sao không báo cảnh sát? Hoàng An nhìn vẻ mặt cao lại của Tần Lạc, khấp khởi nói, thằng nhãi, nếu như mày biết điều thì hãy nhanh chóng xin lỗi nhân viên của tao sau đó bồi thường tiền thuốc men cho bọn họ, chuyện này coi như chấm dứt nếu không tao sẽ cho mày ngồi tù hút cháo. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi hắn cất điện thoại đi. Tần Lạc vẫy tay nói với Hoàng An, anh hãy lại đây. Nghĩ thông rồi hả? Hoàng An phá lên cười nói nhưng không tiến lên, mấy gã bảo vệ ở sau Hoàng An định tiến lên chắn trước người của Hoàng An. Thân thể Tần Lạc đột nhiên nhảy lên, một cước đá ra. Mấy tên bảo vệ thấy thế lập tức tản sang hai bên né tránh vì vậy một cước này của Tần Lạc vừa nhanh, vừa tàn nhẫn đánh ngay vào vùng mặt Hoàng An. Bịch! Hoàng An cuống quýt lui người lại sau mấy bước sau đó y ngồi phịch xuống đất. Mấy tên bảo vệ nhìn nhau, không ngờ sự việc phát triển tới mức này. Bọn họ cứ nghĩ rằng một khi mình né tránh, sẽ có người khác xông lên, giúp quản lý đỡ một cước này, ai ai cũng nghĩ như thế nên khi một cước đó của Tần Lạc tung ra, tất cả đều né tránh. Vì vậy Hoàng An không đề phòng đã bị đá trúng môi. Đán chết hắn, một bảo vệ gào lên. Bọn họ biết rằng nếu như hôm nay không cho gã này chảy ít máu, bọn họ thật sự không thể giải thích với quản lý của mình. Lên nhanh, lui cũng nhanh. Sư phụ của Tần Lạc chính là Ly. Chiêu thức của bộ đội đặc chủng chú trọng nhanh gọn, trực tiếp, tàn nhẫn, hoàn toàn không có động tác thừa, mỗi một quyền, một cước đánh ra đều vào chỗ hiểm. Tần Lạc như hổ xông vào giữa đàn dê, chỉ sau hai, ba quyền cước, đám bảo vệ đã ôm đầu bỏ chạy thục mạng. Đương nhiên Tần Lạc không để mấy gã bảo vệ bỏ chạy, sau khi hắn đánh ngã mấy gã bảo vệ, hắn hung hăng đạp vào hai đầu gối như vậy cho dù mấy gã bảo vệ có muốn đứng dậy bỏ chạy cũng không đứng được. Thằng nhãi, mày dám đánh tao, mày chết chắc rồi, tao sẽ cho mày không được chết tử tế, tao muốn cho mày hối hận vì đã làm người. Hoàng An gào lên nhưng âm thanh của y chỉ ra được một nửa vì Tần Lạc đã vung chân đạp vào mặt y. Mắng tiếp đi, Tần Lạc cười nói. Khi Hoàng An tiếp xúc với ánh mắt cười tủm tỉm của Tần Lạc, y hoàn toàn như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí Hoàng An còn không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc. Loại cảm giác này Hoàng An chỉ chứng kiến trên người cậu của mình khi y phi lễ với một nhân viên phục vụ, cậu của y cực kỳ tức giận, chỉ muốn tống cổ y đi tù. Lúc này Hoàng An cũng cảm nhận được cảm giác này trên người gã này. Tao cho mày mắng tiếp. Tần Lạc di di bàn chân của mình giống như hắn đang cố gắng dí mặt Hoàng An xuống bùn vậy thế nhưng lúc này mặt Hoàng An không chỉ cọ sát với bùn mà cả một khối da thịt lớn. Tao, mặt Hoàng An đau rát, cực kỳ đau đớn. Hoàng An chỉ muốn chửi ầm lên nhưng cuối cùng y chỉ nói, xin lỗi, chúng tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Bịch, Tần Lạc tung chân đá vào cằm Hoàng An binh một tiếng, cằm Hoàng An đã bị chật khớp, không thể nói được, không thể cử động, thậm chí còn không thể kêu đau. Hoàng An chỉ biết há mồm, nước mắt nước mũi cứ thế chảy xuống. Đau đớn. Không cho phép xin lỗi.
Tần Lạc tức giận, nói như mày nói xin lỗi, tao đánh mày sẽ phải mang cảm giác áy náy với mày sao? Tần Lạc chỉ muốn trước khi báo cảnh sát, tàn nhẫn đánh cho đám người này một trận nhớ đời, nếu như khi cảnh sát tới đây, những nhân vật tai to mặt lớn đều lộ diện, việc này rất khó làm. Kẻ nào đã chọc vào mình, anh bạn Tần Lạc của chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha, cho dù kẻ đó là con trời hay chỉ là một con gián. Sau khi giải quyết xong vở hài kịch này, lúc này Tần Lạc mới rút điện thoại, sau khi bấm một số điện thoại, hắn nói, hãy cho tôi số của Trần Cục Trưởng. Chương 1104, hãy bắt người cho tôi. Là nhân vật đỉnh nhất trong giới công tử Dương Thành, cuộc sống của Tôn Nhân Diệu vừa phong phú lại vừa nhàm chán. Không có người nào dám đắc tội với Tôn Nhân Diệu, tất cả mọi người chỉ biết lấy lòng, nịnh nọt y, tiền hô hậu ủng, rượu như ao, thịt như rừng, ngày ngày uống rượu, chén thù chén tạc, cực kỳ sôi động nhưng khi nghĩ tới lại rất nhàm chán. Đôi khi Tôn Nhân Diệu ngồi một mình, trầm lặng ở góc ghế salon tự hỏi cuộc sống như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Ăn, chán. Uống, chán. Phụ nữ, chán. Đánh bài, chán. Kiếm tiền. Tôn Nhân Diệu gã không cần buôn bán cũng có rất nhiều người mang tiền tới để trước mặt. Gã hiểu nỗi khó nhọc khi nhận mối nhân tình này nên càng không có hứng thú với tiền. Thế nhưng Tôn Nhân Diệu lại không muốn chết, chính vì vậy chỉ còn biết tiếp tục sống, cuộc sống giống như trước đây. Tôn Nhân Diệu đang ôm một cô gái ăn mặc rất đẹp, mấy gã thanh niên khác ngồi vây xung quanh. Tôn thiếu gia, nghe nói dạo này anh đang đi làm từ thiện. Tôn Nhân Diệu cười, điệu đà nói, không biết ai đã nói câu này. Nếu như anh không biết làm gì thì hãy đi làm từ thiện đi. Đương nhiên Tôn Nhân Diệu biết chủ nhân của câu nói này chỉ là gã không muốn nói cho những người này biết mà thôi. Tôn Nhân Diệu gã và người đó là huynh đệ, còn những người này, bọn họ chỉ là sản phẩm của sự giết thời gian nhàm chán của Tôn Đại Thiếu Gia mà thôi. Câu nói này rất hay. Một gã thanh niên mập mạp, đeo kính mắt nhỏ nói, người qua đường để lại tên. Chim bay qua để lại lông. Nếu như chúng ta đã tới thế giới này, thế giới này ắt phải vì chúng ta mà có sự khác biệt. Bốn mắt, tao không biết thế giới này có vì mày mà có điều khác biệt hay không, nhưng cô gái xinh đẹp bên cạnh mày chính vì mày mà biến từ xử nữ thành đàn bà đó. Một thanh niên dáng người cao to, mái tóc cột ở sau, thoạt nhìn trông cực kỳ có khí chất của một nghệ thuật gia, cười nói. Vào lúc này cô gái có dáng người cao ráo, xinh đẹp mà dù quẳng vào bất kỳ trường học nào cũng có thể trở thành một hoa hậu giảng đường, nép sát vào người gã bốn mắt vẻ hờn dỗi. Trong khi đó mấy người kia phá lên cười. Mọi người thấy tiếng cười quá dễ dàng và cũng cực kỳ dễ mạt. Đúng lúc đó chuông điện thoại trong túi Tôn Nhân Diệu vang lên. Ngay khi Tôn Nhân Diệu nhìn thấy số gọi đến, gã lập tức giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng. Những người đang ngồi đây có người nào mà không nhìn ánh mắt Tôn Nhân Diệu làm việc. Chỉ cần một động tác đó khiến bầu không khí trong phòng cực kỳ yên tĩnh, không một tiếng động. Cô gái ngồi bên cạnh Tôn Nhân Diệu cực kỳ nhanh trí. Cô ta cầm điều khiển tắt màn hình âm nhạc. Có việc gì vậy? Tôn Nhân Diệu cười hỏi. Tôn Nhân Diệu và Tần Lạc có mối quan hệ rất đặc biệt, dù hai người có quan hệ cực kỳ thân thiết nhưng nếu như không có chuyện gì xảy ra, bọn họ gần như không liên lạc với nhau, nhưng ngược lại đi uống rượu, ca hát, em út với đám người đang ngồi này thì cực kỳ thường xuyên. Hãy gửi cho tôi số của Trần Cục Trưởng. Tần Lạc cười nói. Ừ, có việc sao? Nụ cười trên gương mặt Tôn Nhân Diệu cứng đơ. Tần Lạc nói tới Trần Hữu Thiện, Cục trưởng Cục Công an. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, Tần Lạc tuyệt đối sẽ không chủ động muốn số điện thoại của Trần Cục trưởng. Tôi và Cửu Cửu ra ngoài ăn cơm, không ngờ xe bị người ta đập nát. Giọng nói của Tần Lạc rất bình tĩnh nhưng gương mặt đẹp trai của Tôn Nhân Diệu lập tức trở nên âm trầm. Mấy thanh niên đang ngồi liếc mắt nhìn nhau, sau đó tất cả đồng loạt đẩy những cô gái trong lòng ra, ngồi rất ngay ngắn. Bọn họ đều biết khi Tôn Thiếu Gia tức giận. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Khách sạn nào? Tôn Nhân Diệu hỏi. Em gì? Cậu có bị thương không? Không. Tôn Nhân Diệu ngừng một lát rồi nói, hãy để tôi gọi cú điện thoại này. Được, có thể sẽ có chuyện phiền phức. Hãy để Trần Thúc ra mặt là được. Cậu không cần tới đây. Tần Lạc nói. Sau khi ngắt điện thoại, Tôn Nhân Diệu nhìn gã bốn mắt hỏi, mập, tối nay cha mày có nhà không? Đại ca, muốn chơi người hả? Ánh mắt bốn mắt lóe sáng, gã kích động hỏi. Đây là chuyện của tôi, các cậu không cần nhúng tay vào. Tôn Nhân Diệu nói, gã cầm điện thoại bấm một dãy số. Tối hôm này Trần Hữu Thiện không ra ngoài xã giao như thường lệ mà lựa chọn ở nhà ăn cháo với vợ con. Thịt cá hàng ngày ăn đã nhiều,
Nếu như hàng ngày có thể ở nhà uống hai bát cháo, có thể nói đối với bọn họ chính là phần thưởng hậu hĩnh. Ngay khi Trần Hữu Thiện mới bỏ bát xuống, tiếng chuông điện thoại di động trên bàn vang lên. Trần Hữu Thiện cau mày nhưng ông ta vẫn tiếp nhận điện thoại từ tay vợ mình. Ngay khi nhìn số gọi tới, lập tức lông mày ông ta giãn ra. Trần Hữu Thiện mỉm cười bấm nhận cuộc gọi, nói, nhân diệu, dạo này không thấy tới nhà chơi đó. Chú Trần, có chuyện phải làm phiền chú rồi. Tôn Nhân Diệu rất khách sáo nhưng Trần Hữu Thiện không dám tự cao tự đại trước mặt Tôn Nhân Diệu. Ừ, đừng khách khí với chú Trần, có việc gì cứ nói đi. Tần Lạc tới ăn cơm ở MG bị người ta đánh, xe bị đập nát. Nói xong Tôn Nhân Diệu ngắt ngay điện thoại. Trần Hữu Thiện ngồi sửng sốt trên sofa một lát rồi ông ta lập tức bật dậy. Bà vợ Hà Tú Tú nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ này của chồng, kinh ngạc hỏi, lão Trần, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trời sụp, Trần Hữu Thiện vừa mặc quần áo, vừa chạy ra ngoài cửa. Chỉ cần người biết thân phận của Tôn Nhân Diệu nhận được điện thoại của hắn không thể không vội. Con người Tôn Nhân Diệu này bề ngoài coi như hòa nhã nhưng khi có người trêu chọc vào hắn, hắn sẽ hoàn toàn biến thành một kẻ điên. Không chỉ nhìn hắn điên cuồng mà hắn còn khiến người khác cũng điên vì mình. Nếu như không xử lý tốt chuyện này, nhất định Tôn Nhân Diệu không để yên. Hơn nữa trong chuyện này còn có một Tần Lạc nữa. Tần Lạc là một trong Dương Thành Tam Kiệt tiếng tăm kém nhất, cũng là người khiêm tốn nhất. Ngoại trừ mấy ông già nhận ân huệ của hắn, gần như không có nhiều người biết tới hắn bởi vì Tần Lạc không gây chuyện, không tán gái, không tham gia bất kỳ hoạt động tụ tập, thậm chí rất ít khi ra khỏi cổng nhà mình. Thế nhưng Trần Hữu Thiện biết rất rõ con người này hơn nữa ông ta còn cực kỳ coi trọng con người trẻ tuổi này. Cha mẹ Trần Hữu Thiện chính là bí thư chính pháp trước đây của Dương Thành. Mấy năm trước ông ốm nặng, căn bệnh này không hề đơn giản, thậm chí ngay cả Kiều Bố Tư nổi tiếng, kiêu ngạo kia cũng không thể chữa trị được. Khi đó Tần Gia và Hà Gia đã mời nhiều danh y nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng có người giới thiệu, tới cầu Dược Vương Tần Tranh. Tần Tranh không tự mình tới mà ông cử cháu mình, Tần Lạc tới xem bệnh. Khi đó hai nhà Trần, Hà cảm thấy đây chính là sự sỉ nhục. Nếu như chỉ là một thầy thuốc bình thường, bọn họ đã sớm hành hạ hắn tới chết. Thế nhưng Tần Gia không phải là một gia đình bình thường, hơn nữa người ở giữa giới thiệu cũng là người mà bọn họ không thể đắc tội. Kỳ tích đã xảy ra. Sau khi Tần Lạc tới một tháng, bệnh của cha vợ Trần Hữu Thiện có chuyển biến tốt hẳn. Sau đó tiếp một tháng củng cố, uống thuốc đông y 3 tháng trời, căn bệnh của cha vợ Trần Hữu Thiện hoàn toàn khỏi hẳn. Mặc dù lúc này cha vợ ông ta đã về hưu nhưng Trần Hữu Thiện được ông nâng đỡ lên chức cục trưởng cục công an. Chính vì vậy có thể nói chức vụ cục trưởng này của Trần Hữu Thiện có một nửa công lao của Tần Lạc. Nếu như cha vợ ông ta chết bệnh, ông ta có thể thuận lợi ngồi lên cái ghế này không? Trợ hữu ước Tôn Nhân Diệu chính là vì quan hệ lợi ích, cư xử với Tần Lạc đơn thuần chỉ là cảm giác trả ơn. Trần Hữu Thiện biết em gì, ông ta đã nhiều lần tiếp khách ở bên đó. Sau khi lên xe, bảo tài xế lái tới em gì, Trần Hữu Thiện bắt đầu gọi điện thoại điều binh khiển tướng. MG là nơi như thế nào? Khi ở bãi đậu xe xuất hiện sự kiện đánh người, lập tức đã gây chấn động. Hơn nữa điều càng khiến người ta kích động hơn chính là khách hàng đánh bảo vệ. Tất cả mọi người đều biết chuyện này có nghĩa như thế nào. MG dễ dàng bị người ức hiếp như vậy sao? Nếu như bọn họ không giải quyết tốt chuyện này, danh tiếng của MG sẽ bị hủy hoại, sau này còn ai tới nơi này ăn cơm nữa không? Đối với người có tiền mà nói, nơi ăn cơm chính là thể diện. Nếu như các người bị người ta đánh mà còn không dám lên tiếng thì cho dù khách sạn của các người cao cấp tới cỡ nào thái độ phục vụ tốt như nào đi nữa, cũng không ai muốn mời khách tới đây. Có rất nhiều người chạy tới vây xung quanh xem, cũng có người đứng trên phòng ăn của mình quan sát qua cửa sổ. Nhường đường nào, Trương Đức Quý gào lên. Gã chính là cục trưởng phân cục cảnh sát Thiên Nguyên ở địa bàn MG này. Tối nay có ông chủ một công ty mời ăn cơm ở MG. Thư ký xinh đẹp của ông chủ kia liên tục mời rượu, thân thể mềm mại cũng gần như ngã vào người Trương Đức Quý thì bất chợt nghe tiếng náo loạn bên dưới. Khi hỏi một nhân viên phục vụ thì được biết có người đang gây chuyện ở MG, lại còn đánh bảo vệ của MG. Sao lại có chuyện này? Trương Đức Quý tự nhận bản thân mình là bạn bè của ông chủ khách sạn. Nếu như để cho ông chủ khách sạn biết mình đang ăn cơm ở MG nhưng không quan tâm tới chuyện xảy ra ở MG, nhất định ông ta sẽ có thành kiến với mình. Hơn nữa còn xảy ra đánh nhau, đây không phải là phạm vi chức trách của mình sao? Vì vậy Trương Đức Quý dẫn theo hai thuộc hạ thân tín tới nơi này.
người này là ai? Hãy nhanh chóng thả người cho tôi. Trương Đức Quý đã uống khá nhiều rượu, hai mắt hoa hoa, mơ hồ nhìn thấy một thanh niên đang dùng chân đạp lên người một người nên quát mắng người đó. Anh là ai? Tần Lạc cau mày hỏi. Tôi là Trương Đức Quý, cục trưởng phân cục Thiên Nguyên. Trương Đức Quý vung tay nói, hãy bắt người này cho tôi. Chương 1105, cứu viện của ai? Ồ, không phải đây là Tần Lạc sao? Trong đám người đang vây xung quanh xem, một thanh niên đeo kính thì thào. Gã này quay về lúc nào nhỉ? Không phải nghe nói anh ta đang ở Yến Kinh rất nở mày nở mặt sao? Là anh ta, ha ha, lần này sợ rằng Trương Đức Quý đã phải cục sắt rồi. Mặc dù gã Tần Lạc này khiêm tốn nhưng cũng không phải là người dễ bị ức hiếp hơn nữa còn Tôn Nhân Diệu và Hạ Dương. Những người nhận ra Tần Lạc đều cố tình muốn xem kịch hay ở sau nên bọn họ nói chuyện rất nhỏ. Đương nhiên càng không có người nào muốn chủ động đứng ra ngăn cản. Trong khi đó những người không nhận ra thân phận của Tần Lạc thì có thái độ như không liên quan tới mình. Đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối không vì một người xa lạ mà đắc tội với ông chủ sau lưng của MG và cục trưởng phân cục công an. Đương nhiên Trương Đức Quý đang trong tình trạng đầu óc không tỉnh táo. Không nghe thấy tiếng bàn tán của người xung quanh. Bây giờ việc y muốn làm là bắt giữ thằng nhãi đáng ghét này ném vào nhà giam phân cục cảnh sát. Sau khi vào trong đó, cho nó ăn hay uống sẽ căn cứ vào ý tứ của bên MG này. Đối với Trương Đức Quý mà nói, đây không phải là việc khó. Trước kia đã từng có không ít chuyện như này. Còn về phần việc này, đúng hay sai thì có cần phải hỏi không? Bên MG có quan hệ tốt với y đương nhiên là phải, còn bên không có quan hệ với y đương nhiên là trái. Ở đất nước Trung Quốc này, mối quan hệ xã hội phải trái tới bây giờ vẫn là một vấn đề không được coi trọng. Người có thể đi theo Trương Đức Quý đi dự tiệc đương nhiên chính là Tâm Phúc của Tâm Phúc. Cục trưởng đại nhân đã hạ lệnh, cho dù đúng hay sai, bọn họ đều chấp hành vô điều kiện. Hai gã cảnh sát Đại Phúc cũng đã uống khá nhiều rượu, một phải một trái cùng đi về phía Tần Lạc. Đúng vậy, là đi tới. Bởi vì hai người này chưa tới giờ tuyệt đối không ngờ có người dám phản kháng. Lại càng không sợ đối phương bỏ trốn. Trước tiên bọn họ có thể chụp mũ thêm cho hắn vào tội danh, tới khi bắt được, tội danh không còn giống như ban đầu nữa. Thế nhưng tình hình xảy ra tiếp theo đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Khi nhìn thấy hai cảnh sát bước tới bắt mình, Tần Lạc không có biểu hiện gì là căng thẳng. Một chân Tần Lạc vẫn dẫm trên người Hoàng An, hắn nhìn cảnh sát hỏi, các anh không hỏi tình hình trước sao? Hỏi tình hình sao, tình hình đã rất rõ ràng, một cảnh sát nói. Y rút còng tay ở bên hông ra, bước tới định còng tay Tần Lạc, đi về cục cảnh sát rồi nói sau. Tôi ăn cơm ở bên trong, khi tôi ra về phát hiện ra xe của mình đã bị người ta đập nát, Tần Lạc nói, tôi tới tìm bọn họ muốn nghe giải thích. Những bảo vệ này không những không chịu trách nhiệm mà còn ra tay đánh người. Bọn họ nói bọn họ không nhìn thấy ai đập xe, lại còn chửi tôi cút đi, đây không phải đang ức hiếp người khác sao, xe của tôi thích đập thì đập. Nếu như xe của khách hàng khác đồ ở trước cửa cũng bị đập nát, bọn họ có không chịu trách nhiệm không? Còn nữa, các vị cũng thấy đó, bọn họ, 6-7 người đánh một mình tôi. Cho dù có bắt người, các vị cũng phải bắt bọn họ mới đúng chứ. Bọn họ thực sự không phải là bảo vệ mà chính là tổ chức xã hội đen. Tần Lạc nói những câu này không phải cho mấy cảnh sát này. Hắn thật sự không đánh giá cao nhân phẩm và đạo đức nghề nghiệp của những người này. Hắn chỉ nói với những người đang đứng xem xung quanh, cho dù làm bất kỳ chuyện gì, hắn trước tiên đều muốn chiếm được chữ lý. Một khi làm được như vậy, dù sau này có ra tay tàn nhẫn tới mức độ nào đi nữa cũng không bị người bàn ra nói vào. Nếu như không chiếm được chữ lý thì chính là, ỷ thế hiếp người. Hơn nữa Tần Lạc thật sự muốn mượn sự kiện đập xe này khiến mọi người cùng có kẻ thù chung. Những người tới MG đều tự mình lái xe tới. Nay xe của người khác bị đập nát mà không đòi được sự công bằng, hơn nữa còn bị bắt vào ngục cảnh sát. Chẳng lẽ những khách hàng không cảm thấy trong lòng không thoải mái sao? Hãy về đồn rồi nói. Chúng tôi không tin lời nói của anh, một cảnh sát mang bộ mặt hung ác, tức giận đầy Tần Lạc. Y tức giận vì Tần Lạc mang lại phiền toái cho mình, vốn mình đang có rượu ngon, thức ăn ngon, bên cạnh còn có gái đẹp hầu chuyện không phải quá tiêu sái sao? Không ngờ thằng nhãi này nhảy ra gây chuyện. Cho dù Tần Lạc đúng hay sai, trong mắt cảnh sát, hắn chỉ là người xấu, bị ức hiếp thì cứ để ức hiếp, phản kháng làm cái gì? Mày phản kháng không phải làm lớn chuyện lên sao? Không có việc, tự mua việc cho mình. Tôi có thể làm chứng,
Bọn họ đã ra tay đánh người trước. Vương Cửu Cửu chỉ vào đám bảo vệ đang nằm rên rỉ trên mặt đất nói. Bọn họ đánh người sao lại nằm hết trên đất, gã cảnh sát cười nhạt nói. Cô gái, đây không phải là chỗ ăn nói lung tung. Câu nói này căn bản không ăn khớp với tình hình. Đó là vì tất cả bọn họ đều là phế vật. 6, 7 người không đánh lại một người mà ngược lại còn bị đánh không khác gì con chó. Vương Cửu Cửu cười khinh miệt nói. Nàng liếc mắt nhìn hai gã cảnh sát rồi nói tiếp, bọn họ cứ nghĩ rằng trên người mặc bộ đồng phục thì có thể một tay che trời. Nếu có người thật sự muốn ra tay với bọn họ thật sự sẽ trở thành đống hàng trong túi mà thôi. Câu nói này của Vương Cửu Cửu cực độc, nàng không những mắng 6 nhân viên bảo vệ bị Tần Lạc đánh như con chó chết mà ngay cả hai gã cảnh sát cũng gặp hạn. Bọn họ cũng mặc cảnh phục mà cho rằng mình có thể một tay che trời sao. Tiếng cười vang lên, khá nhiều người bật cười vì câu nói châm biếm của cô gái này. Gương mặt Trương Đức Quý cao có, y quát to, nói làm nhảm với hắn làm cái gì. Hãy mau bắt người. MG không giống với nơi khác, nơi này là nơi quan chức, người giàu có tụ tập. Nếu như có người đứng xem đứng ra can thiệp, Trương Đức Quý y quả thật không ứng phó được, lúc này cần nhanh chóng bắt người đưa về đồn. Nơi đó chính là lãnh địa của mình, khi đó muốn hành hạ gã này thế nào, không phải là việc của bọn họ mà do chính mình. Ôi, cô gái này xinh đẹp thật, hai mắt Trương Đức Quý sáng ngời, y thầm nghĩ, nếu như là bạn của thằng nhãi này thì hay rồi. Tới khi đó nhất định phải nhốt thằng nhãi này không thả. Muốn nhận người ra ngoài, nhất định phải trả một cái giá gì đó. Khi nghe thủ trưởng thúc giục, hai viên cảnh sát vội vàng ra tay. Một người đi tới chộp vai. Một người khác nắm cổ tay, định còng tay Tần Lạc lại. Binh! Khuỷu tay Tần Lạc thúc mạnh, hung ác đánh mạnh vào mặt gã cảnh sát đang từ sau sông. Tới! Gã cảnh sát gào lên một tiếng, cái mũi của gã giống như nồi áp suất mở áp. Máu tươi bắn ra tung tóe. Ngay khi khuỷu tay đánh xong lập tức hóa trường thành quyền, một quyền này đánh vài mắt gã cảnh sát còn lại. A! Gã cảnh sát đang cúi đầu định còng tay Tần Lạc, không đề phòng. Bị quyền này của Tần Lạc đánh bay ra ngoài. Thân thể gã cảnh sát lảo đảo lùi lại sau tới tận khi chạm vào người Trương Đức Quý mới dừng lại. Trương Đức Quý đẩy đồ vô dụng đang tựa vào mình ra. Nhớn nhác hô to, mày đám đánh cảnh sát, hãy mau gọi điện kêu người. Đúng như Vương Cửu Cửu nói, những người này sở dĩ đáng sợ là vì bộ quân phục trên người bọn họ. Nếu như có người không coi trọng bộ quân phục này, bọn họ sẽ kinh hãi, hoảng loạn, không chịu nổi một đòn. Trương Đức Quý vừa nói xong, tiếng còi hụ cảnh sát chói tai từ xa truyền tới. Từ xa tiến tới gần, chỉ trong nháy mắt đã tiến tới noi. Điều này khiến Trương Đức Quý không khỏi ngạc nhiên, lúc này mình mới ra lệnh, sao đám tiểu tử đó đã chạy tới vậy? Một xe, hai xe, ba xe. Khi xe cảnh sát chạy tới càng nhiều, Trương Đức Quý bừng tỉnh trong cơn men chánh choáng, y nhận ra tình hình có gì đó không ổn. Cho dù phân cục cảnh sát Thiên Nguyên có huy động hết cảnh sát cũng không thể có nhiều người như này. Hiển nhiên lực lượng trợ giúp này không phải do y gọi tới. Không phải mình gọi cảnh sát, chẳng lẽ ông chủ MG gọi sao? Nhất định ông ta nghĩ rằng mình không thể xử lý tình hình trước mắt nên mới gọi điện thoại tìm người tới trợ giúp. Vì biết ông chủ du của MG là người có nhiều quan hệ nên Trương Đức Quý thật sự không coi những xe cảnh sát này liên quan tới Tần Lạc. Kẻ nào không muốn sống mà chạy tới đập phá ở địa bàn của ông chủ du vây. Két! Một chiếc Audi màu đen chạy thẳng vào bãi đỗ xe. Khi Trương Đức Quý nhìn biển số xe, lập tức tươi cười chạy tới xun xoe mở cửa xe. Trần Cục trưởng, sao ngài cũng tới? Những chuyện nhỏ nhặt như này nào dám làm phiền ngài đại giá quang lâm? Tôi đã cho người bắt lại. Bọn họ không chạy được đâu. Trương Đức Quý cười nịnh nọt. Hay Trần Cục trưởng hãy vào uống trà với ông chủ du. Chuyện nơi này cứ giao cho tôi xử lý. Sau khi xử lý xong tôi sẽ tới báo cáo với cục trưởng. So với cô thư ký xinh đẹp Tiểu Lý, đương nhiên tiền đồ của mình còn quan trọng hơn. Trần Hữu Thiện không hiểu Trương Đức Quý đóng vai trò gì trong chuyện này. Ông ta thậm chí không có tâm trạng quan tâm. Sau khi Trần Hữu Thiện xuống xe, ánh mắt ông ta đảo bổn xung quanh, nhìn thấy Tần Lạc đang đứng giữa đám người, trông như hạc giữa bầy gà. Trần Hữu Thiện đi như chạy tới cầm tay Tần Lạc. Ân cần hỏi, Tiểu Tần à, có bị thương không, thân thể thế nào, có cần đi tới bệnh viện đã không? Khi Tôn Nhân Diệu gọi điện nói Tần Lạc bị người đánh, xe bị đập nát. Xe bị đập, không quan trọng, có thể mua xe khác, nhưng nếu người bị đánh thì đó là chuyện lớn, chính vì vậy ông ta mới quan tâm tới thương thế của Tần Lạc.
Không cần, chỉ bị thương ngoài da thôi, Tần Lạc nói. Tần Lạc không hiểu nguyên nhân nào khiến Trần Hữu Thiện hỏi câu đó, nhưng một khi người ta đã hỏi, nhất định phải cho những người này thêm chút nước mắt mới xong. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, Trần Hữu Thiện vừa lau mồ hôi trán vừa nói. Trương Đức Quý trợn tròn mắt. Trời ơi, cục trưởng là cứu binh của thằng nhãi này sao? Chương 1106, Niêm Phong khách sạn. Thật ra suy nghĩ của Hoa Hạc cực kỳ đơn giản. Trước tiên gã gọi điện thoại cho người đập phá xe của hai người Tần Lạc. Khi hai người Tần Lạc đang tranh cãi với đám bảo vệ cực kỳ bại hoại này không có kết quả, chính Hoa Hạc sẽ xuất hiện, các nhân viên bảo vệ sẽ lập tức kéo kẻ chết thay đã sớm sắp đặt ra ngoài, rồi cuối cùng là bồi thường tiền xe. Như vậy hình tượng của gã trong lòng Vương Cửu Cửu không phải chỉ thoáng chốc vụt lớn, cực kỳ quang minh, vĩ đại sao? Có người phụ nữ nào mà khi gặp chuyện bất trắc không có khát vọng một anh hùng cao lớn, anh tuấn, bách chiến bách thắng xuất hiện không? Có người phụ nữ nào mà trong giấc mơ của mình nằm mộng thấy mình đang cưỡi bạch mã với vương tử chứ không phải với một tiểu tử kiết xác? Yếu đuối không? Hàng có thể so với hàng, nhưng người so với người chỉ có chết mà thôi. Mặc dù tình cảm của Vương Cửu Cửu và Thả Huy Ích nhãi họ Tần này rất tốt, nhưng sau chuyện này, một Tần Lạc mềm yếu, không năng lực nhất định sẽ khiến Vương Cửu Cửu dao động. Trong khi đó, sau khi mình đã đột phá, tạo được ấn tượng tốt đẹp, sau này mình tiếp tục dùng thêm một vài thủ đoạn nữa, nhất định sẽ được ôm người đẹp trong lòng. Ngay khi biến đổi bất ngờ đầu tiên xảy ra, Tần Lạc ra tay đánh người. Hoa Hạc không ngờ thằng nhãi này có thân thể lợi hại như vậy. Thảo nào hắn ngông cuồng như vậy, thì ra hắn thật sự có năng lực. Hoa Hạc đứng nhìn qua cửa sổ nhìn biến cố dưới bãi đỗ xe. Nói vẻ giễu cợt, Du Phi Dương là người thông minh, ngay lập tức anh ta nói một câu Hoa Hạc rất thích nghe, cái dũng của kẻ thất phu. Đánh 6 người thì không có vấn đề, nhưng 60 người thì sao? 600 người thì sao nào? Bây giờ tao ra ngoài không thích hợp, Hoa Hạc nói. Vì vậy một suy nghĩ nảy sinh trong đầu Du Phi Dương. Anh ta sai người làm chút chuyện mờ ám khiến sự việc náo loạn này rơi vào lỗ tai Trương Đức Quý đang ẩn trong căn phòng chữ Mai. Trương Đức Quý và chú anh ta, ông chủ MG, Duy Nguy có quan hệ khá thân thiết. Nếu như cho Trương Đức Quý biết có người tới gây chuyện ở MG, nhất định Trương Đức Quý sẽ không bỏ qua. Quả nhiên Trương Đức Quý không hiểu đầu cua tai nheo sự việc, dẫn theo hai thuộc hạ chạy xuống dưới. Hoa Hạc liếc nhìn Du Phi Dương mà không nói gì, gã hiểu người này là do Du Phi Dương sai bảo. Thế nhưng đây cũng chính là điều Hoa Hạc muốn. Trước tiên bắt, tống thằng nhãi này vào giam trong cục cảnh sát, sau đó bảo Du Phi Dương lên tiếng yêu cầu giữ người không được thả, đợi tới khi Vương Cửu Cửu cầu cứu khắp nơi nhưng không thể cứu được bạn trai ra ngoài, chính mình sẽ xuất hiện kịp thời ngăn cơn sóng dữ. Con mẹ nó, không ngờ thằng nhãi này lại tàn nhẫn tới mức này, ngay cả cảnh sát nó cũng dám đánh. Một lần nữa kế hoạch của Hoa Hạc thất bại khiến sắc mặt gã âm trầm như có thể vắt ra nước. Hoa Hạc có cảm giác rằng hình như chuyện này đang phát triển về một hướng không thể khống chế được nữa. Sau tiếng còi xe cảnh sát liên tục vang lên, một người có thể làm cho Trương Đức Quý khom người khúm núm xuất hiện đi nhanh tới nắm tay thằng nhãi đó. Ông ta là ai? Hoa Hạc lạnh lùng hỏi. Là Trần Hữu Thiện, cục trưởng cục công an. Du Phi Dương hít một hơi thật sâu. Trần Hữu Thiện không như Trương Đức Quý. Đó là nhân vật tai to mặt lớn quản lý công an cả thành phố này. Trần Hữu Thiện có quan hệ xã giao với chú của anh ta nhưng không quá thân thiết. Không phải chú anh ta không muốn, mà người ta vẫn chưa muốn coi chú anh ta thành nhân vật được coi trọng. Một người có thể ngồi lên vị trí đó, xung quanh có biết bao người đi theo nịnh nọt, liệu có tới lượt ông chủ một khách sạn không? Một cú điện thoại có thể chịu được Trần Hữu Thiện tới. Thằng nhãi này thật sự có cái để kiêu ngạo. Hoa thiếu gia, sợ rằng chuyện này không có kết quả tốt đẹp, Du Phi Dương cười nói. Một thái độ rất phớt tỉnh nhưng thật ra trong lòng anh ta cực kỳ căng thẳng. Yên tâm, tao sẽ ra tay, Hoa Hạc thản nhiên nói. Lúc này Du Phi Dương mới thật sự yên tâm, nhưng nụ cười trên môi dần biến mất. Xe Vương Cửu Cửu bị đập nát, Tần Lạc đánh nhau với bảo vệ MG đã nhanh chóng lọt vào tai mấy người Tân Uyên, như trên gương mặt người nào người ấy đều xuất hiện sự vui vẻ không cần che giấu. Tần Uyên như bỏ đũa xuống nói, Cửu Cửu là bạn học của chúng ta. Bây giờ cô ấy xảy ra chuyện, chúng ta không thể không quan tâm. Tôi đề nghị mọi người xuống dưới xem thế nào. Đề nghị của Tần Uyển như được tất cả bạn học ủng hộ, vì vậy bọn họ đã rời khỏi phòng ăn. Xuống lầu, đứng quan tâm từ xa. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Chỉ một chiếc xe bị đập mà cũng dám tới gây chuyện với người ta. Tần Uyển như đương nhiên biết ông chủ của khách sạn này.
Nay cô ta nhìn thấy có người tới gây chuyện nên cực kỳ tức giận. Đúng vậy, thảo nào xe bị người ta đập nát, vấn đề quan trọng là đắc tội với nhiều người. Chỉ bằng vào cái miệng thúi của anh ta, bị người ta đập bể xe cũng đáng đời. Tại sao Vương Cửu Cửu lại thích loại đàn ông không có khí chất như này nhỉ? Bọn họ rất vui vẻ, bọn họ rất cao hứng nhưng vì bọn họ là bạn học cùng lớn nên sự cao hứng, sự vui vẻ của bọn họ phải kìm nén xuống một chút. Loại mùi vị này thật sự không dễ chịu gì. Mọi người mồm năm miệng người bàn tán châm chọc, công kích, nhục mạ nhưng trong khi đó Lý Mạn và Trương Ngọc không cùng với Tần Uyển Như nên khi hai người không tham gia vào hàng ngũ này. Tần Lạc đánh bảo vệ, tâm trạng bọn họ cực kích động. Anh ta muốn chết mọi người nói. Tần Lạc đánh, bọn họ càng kích động. Hắn chết chắc rồi mọi người cùng nói. Tần Lạc bắt tay cục trưởng Trần Hữu Thiện. Bọn họ trầm ngâm không lên tiếng. Tần Lạc không bị thương khiến nỗi lo trong lòng Trần Hữu Thiện vơi đi phân nửa. Trần Hữu Thiện nhìn đám người nằm ngổn ngang trên mặt đất hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Lạc dẫn Trần Hữu Thiện đi tới trước mặt chiếc Volkswagen Golf của Vương Cửu Cửu bị đập nát. Nói, tôi cùng với bạn gái của mình ăn cơm bên trong, khi đi ra ngoài thì xe bị đập nát như này. Tôi tìm bảo vệ hỏi tình hình, không ngờ bọn họ vừa nghe đã chửi mắng. Lại còn động chân động tay với bạn gái tôi. Vu cho chúng tôi đánh người. Tần Lạc thật sự cũng là tay hiểm độc. Chỉ một câu nói động chân động tay với bạn gái tôi gần như đã tuyên án tử hình đối với đám bảo vệ này rồi. Quả nhiên sau khi nghe Tần Lạc nói xong, hai hàng mi Trần Hữu Thiện dựng đứng, ông ta nói, cậu yên tâm. Tôi sẽ không để cho người tốt chịu oan ức, cũng không để cho kẻ xấu ung dung tự tại bên ngoài. Trần Hữu Thiện hiểu quá rõ thân phận của Tần Lạc. Bây giờ có người đám đùa bỡn với bạn gái của hắn vậy không phải đốt đèn lồng đi WC. Muốn chết sao? Hơn nữa Trần Hữu Thiện cũng hiểu rằng nếu như hôm nay không giải quyết cho Tần Lạc một sự công bằng, ngày mai. Không ngay đêm nay sẽ có rất nhiều người tìm ông ta nói chuyện. Tần gia không có người nào tiến vào quan trường nhưng trong quan trường có bao nhiêu người nhận ân huệ của Tần gia? Một người dùng y thuật cứu tính mạng người khác, điều này cần làm bao nhiêu chuyện mới đủ báo đáp? Đúng. Trần Cục trưởng nói đúng, trách nhiệm của chúng ta là gì? Chính là trừ bạo yên dân. Tất cả những băng, tổ chức bạo lực đều thuộc phạm vi thanh trừng của chúng ta. Tất cả người dân lương thiện đều là đối tượng bảo vệ của chúng ta. Phân Cục Thiên Nguyên chúng tôi kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của Trần Cục trưởng. Tôi có thể dùng nhân cách của mình để cam đoan với Trần Cục trưởng rằng chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp nhất. Trương Đức Quý chạy tới trước mặt Trần Hữu Thiện, gương mặt nghiêm nghị, giọng nói đầy chính khí. Có câu nói như thế nào nhỉ? Người thông minh nhất nước Mỹ đều tập trung ở Wall Street. Người thông minh nhất Trung Quốc đều vào quan trường. Trương Đức Quý có thể trèo lên vị trí này, đương nhiên y không thể là kẻ ngu xuẩn. Ngay khi nhìn thấy Trần Hữu Thiện, xếp trường, thân thiết với thằng nhãi này. Đáng vẻ cực kỳ căng thẳng. Trương Đức Quý, một kẻ cực giỏi nịnh nọt lập tức hiểu rằng thằng nhãi này chính là một kẻ giả chưa ăn thịt hổ. Ngay lập tức Trương Đức Quý nhảy ra, thay đổi thái độ. Ôm chặt chân Trần Hữu Thiện. Nếu không đợi khi người ta thu thập tàn cuộc, mình có muốn giãy giụa cũng đã muộn rồi. Đáng tiếc anh chàng Tần Lạc này lại là người không thích bỏ qua kẻ thù. Có thù tất báo. Tần Lạc nhìn lướt qua Trương Đức Quý nói, sau khi chúng tôi báo cảnh sát. Vị người tự xưng là phân cục trưởng phân cục Thiên Nguyên đã dẫn người tới. Không cần hỏi ai đúng ai sai. Đã lập tức cho người bắt tôi lại. Tôi lập tức giải thích tình huống với bọn họ nhưng bọn họ không nghe. Cứ đòi bắt tôi mang đi. Trương Đức Quý Trần Hữu Thiện quát to, nhìn Trương Đức Quý với ánh mắt đằng đằng sát khí. Cục trưởng, hãy nghe tôi giải thích. Hai chân Trương Đức Quý mềm nhũn. Thằng nhãi này độc ác thật, đúng là thọc dao vào bụng người khác, hắn căn bản không khách sáo với người ta. Không phải mình đã nhận thua rồi sao? Không cần giải thích, Trần Hữu Thiện nói thẳng thừng, bây giờ anh bị cách chức tạm thời. Đợi khi tôi điều tra chân tướng rõ ràng, tôi sẽ tính sổ với anh. Cục trưởng, tôi. Cút. Trần Hữu Thiện nhìn chiếc xe bị đập nát, thầm thở dài. Những kẻ này quá xui xẻo. Chọc vào người nào không chọc mà sao cứ chọc vào tiểu tử này. Cậu nói xem việc này nên xử lý thế nào. Trần Hữu Thiện đi sát vào Tần Lạc, thì thào hỏi. Ý tứ của ông ta chính là, cậu muốn thế nào tôi sẽ phối hợp với cậu. Xe của tôi bị người đập nát, em gì phải có câu trả lời. Tần Lạc cười tủm tỉm nói. Hắn không phải là người ngu ngốc. Đương nhiên không cần chỉ dẫn cho một cục trưởng cục công an cần phải làm như thế nào, nếu không lần này người ta giúp mình, lần sau người ta nhất định sẽ trốn tránh.
thế nhưng hắn đã ám chỉ. Tôi hiểu rồi, Trần Hữu Thiện cực kỳ nhanh nhạy, ông ta vung tay nói, Niêm Phong khách sạn. Chương 1107, đập. Du Nguy là chú của Du Phi Dương và cũng là ông chủ của MG. Thật ra hôm nay Du Nguy không có mặt ở khách sạn để chứng kiến tình cảnh này. Du Nguy đang ăn tối trong ánh nến với một người phụ nữ trong một ngôi biệt thự tư nhân. Anh ta theo đuổi người phụ nữ đã lâu, không chỉ mua xe, tặng nhà cao cấp mà còn thiết lập mối quan hệ ở đài truyền hình để cô ta được làm người dẫn chương trình, một chương trình rất ăn khách. Cuối cùng anh ta cũng hạ được người phụ nữ này, hay nói một cách chính xác cô ta đã bị hạ gục bởi giá cả hấp dẫn của anh ta. Chính vì vậy hôm nay người phụ nữ chủ động gọi điện thoại mời Du Nguy tới nhà cùng ăn tối. Du Nguy hơn 30 tuổi, đáng người cao gầy, thanh tú, cực kỳ giống Du Phi Dương, là kiểu đàn ông rất được phụ nữ yêu thích. Hơn nữa phong cách nói chuyện của Du Nguy hòa nhã, đúng mực. So với Du Phi Dương càng có mị lực của người đàn ông trưởng thành hơn, rất có duyên với phụ nữ ở bên ngoài. Hai người tình ý mặn nồng, một chai rượu đỏ đã với phân nửa. Hai người vốn ngồi đối diện này đã ngồi sát ôm nhau, bàn tay Du Nguy đã luồn vào trong quần áo người phụ nữ. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi Du Nguy có thể lột người phụ nữ thành con cừu trắng nhỏ, thì tiếng chuông điện thoại di động trên bàn vang lên. Du Nguy chỉ muốn đấm tay vào tường, phát tiết sự kích động, nhưng anh ta là người làm ăn. Biết rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Du Nguy bất đắc dĩ rút tay ra, cười xin lỗi người phụ nữ, nhận một cuộc điện thoại thôi. Du Nguy vừa nói vừa cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ. Nguy ca, anh ở đâu? Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Du Phi Dương. Du Phi Dương không thích gọi Du Nguy là chú. Du Nguy cũng không quá chú ý tới sự hỗn loạn này. Hai người có quan hệ rất thân thiết. Thằng nhóc, quấy rầy chuyện tốt của chú mày rồi đó, Du Nguy hạ thấp âm thanh, khẽ rim lên. Không còn cách nào khác. Chuyện khẩn cấp, Du Phi Dương nói. Có chuyện gì? Du Nguy biết Du Phi Dương sẽ không bao giờ nói giỡn chơi với mình những chuyện như này nên sắc mặt anh ta trở nên nghiêm túc. Hoa Hạc cho Hoàng An đập nát một cái xe, Du Phi Dương nói. Anh ta muốn dạy cho một tên ngông cuồng một bài học. Không ngờ lần này chúng ta nhìn nhầm người. Thằng đó chỉ cần gọi một cú điện thoại đã kéo được Trần Hữu Thiện tới. Nghe vậy Du Nguy thầm mắng, anh ta hỏi nhỏ, cháu đang ở đâu? Toilet. Hoa Hạc đâu? Chúng tôi không ở cùng với nhau, muốn mắng thì cứ mắng đi, Du Phi Dương cười nói. Con mẹ nó, cái thằng khốn đó, tao đánh bỏ mẹ nó chứ. Cả ngày chỉ biết mang phiền phức tới cho lão tử. Hắn thì tốt rồi, xong việc vỗ mông bỏ đi. Tao phải làm gì bây giờ? Đắc tội với Trần Hữu Thiện, sau này công việc này còn tiếp tục được nữa hay không? Du Phi Dương đã sớm đoán chú mình sẽ có phản ứng này, Nguy ca, bây giờ xử lý thế nào? Du Nguy trầm ngâm một lát rồi hỏi, Trần Hữu Thiện nói gì? Không tiếp xúc với ông ta, nhưng có lẽ sẽ không có kết cục tốt. Bây giờ chú sẽ quay về ngay, Du Nguy nói, còn nữa. Hãy coi chừng Hoa Hạc, không được để thằng khốn này chuồn mất. Vào thời khắc quan trọng vẫn cần nó ra mặt. Tôi muốn nói là anh đừng có quay về. Chuyện này thằng họ Hoa gây ra, hãy để nó đứng ra gánh vác xử lý. Chuyện càng náo nhiệt càng tốt. Như vậy sẽ khiến hai nhà chúng ta bị trói buộc chặt chẽ với nhau. Thối lắm, cháu cho rằng Trần Hữu Thiện dễ đuổi đi lắm sao? Cháu nghĩ rằng Hoa Hạc là đồ ngốc hả? Chú không ra mặt được sao? Nếu như chú không làm hòa dịu chuyện này thì sẽ hoàn toàn đắc tội với hai bên. Du Nguy mắng nhỏ, Phi Dương, chú không biết cháu có vai trò gì trong chuyện này, nhưng cháu phải nhớ kỹ một điều. Trên thế giới này có những người còn thông minh hơn nhiều so với cháu nghĩ. Tôi hiểu rồi. Nếu như có thể lựa chọn. Trần Hữu Thiện thật sự không muốn làm ra chuyện bá đạo Niêm Phong khách sạn. Trần Hữu Thiện không sợ ông chủ của MG này, mà ông ta sợ những khách hàng ở đây phản đòn. MG dường như là một khách sạn xa hoa nhất Dương Thành, hơn nữa còn dùng quy chế hội viên để ăn cơm, hay nói một cách chính xác những người ăn ở những phòng riêng chính là hội viên. Hội viên là như thế nào? Chính là những người quyền quý ở cách một tầng so với người bình thường, có quyền, phú quý. Những người này đều tính tình kiêu ngạo. Đang trong lúc ăn cơm, khách sạn bị người niêm phong, bọn họ không tức giận sao? Thế nhưng Trần Hữu Thiện lại không thể không làm như này. Tần Lạc chính là ân nhân cứu mạng nhà ông ta, chính là lực đẩy quan trọng trên con đường làm quan của ông ta. Nếu như không có Tần Lạc, Trần Hữu Thiện nhất định không có vị trí ngày hôm nay. Một giọt nước thì ân cần suối tuôn báo đáp, nếu như hôm nay Trần Hữu Thiện ông ta dám phụ ân Tần Lạc. Sau này còn ai dám ra mặt trợ giúp Trần Hữu Thiện ông ta nữa không?
hơn nữa cú điện thoại này là do Tôn Nhân Diệu gọi tới. Tiểu tử Tôn Nhân Diệu này tuy vẻ bề ngoài cực kỳ khách khí, một câu chú Trần hai câu chú Trần nhưng thật ra trong lòng hắn không coi Trần cục trưởng này vào mắt. Không thể trách được, ai bảo lão gia nhà hắn chính là đại quan hàng đầu trấn thủ các tinh phương Nam. Ai bảo tới nay cha hắn, các chú, cô hắn vẫn nắm giữ chính trường phương Nam. Ai bảo môn sinh Tôn gia trải khắp thiên hạ. Hơn nữa Trần Hữu Thiện còn biết mối quan hệ của Tôn Nhân Diệu và Tần Lạc không tầm thường. Nếu như hôm nay bạn của Tôn Nhân Diệu bị người đánh, xe bị đập nát, bạn gái bị động chân động tay. Ông ta lại chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ, không giúp Tần Lạc này hả giận, nhất định gã điên đó sẽ trút giận lên đầu ông ta. Vị trí cục trưởng này cực kỳ quan trọng, là địa bàn tranh đoạt của các nhà. Nếu như Trần Hữu Thiện ông ta không được Tôn gia ủng hộ, ông ta còn ngồi được ở cái ghế đó không? Chính vì vậy Trần Hữu Thiện mới cực kỳ thông minh, hạ mình hỏi Tần Lạc cách thức xử. Lý, Tần Lạc thật sự cũng không phải là đèn đã cạn đầu. Khi bị người coi thường như này nếu như không vung tay tát lại một cái, vậy hắn đã quá mềm yếu. Đánh, hung hăng mà đánh. Trần Hữu Thiện mới ra lệnh một tiếng, một viên đội trưởng ở bên cạnh ông ta vung tay lên, một đám người lập tức vọt vào trong MG. Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng ồn ào cả tiếng chửi mắng tức giận. Còn có tiếng phụ nữ kêu lên kinh hãi. Tần Lạc vẫn chỉ cười tủm tỉm đứng ở góc, giống như hắn hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh xảy ra bên trong. Mặc dù Trần Hữu Thiện lo lắng nhưng chuyện ngày hôm nay anh ta không còn cách quay đầu lại. Sự việc đã xảy ra tới mức này, ông ta chỉ còn biết khiến người thanh niên này hài lòng. Chỉ cần hắn hài lòng, Tôn Nhân Diệu mới hài lòng, Tôn gia mới hài lòng hay nói một cách chính xác ông ta mới bảo vệ được vị trí của mình. Rất khó có thể nói mọi việc đều rất thuận lợi, vững vàng nhất chỉ có mỗi cách ôm cái chân to nhất mà thôi. Người trong quan trường, trèo tới vị trí quan cao này. Trần Hữu Thiện há có thể không hiểu đạo lý này sao? Cùng với việc đi vào các gian phòng khuyên bảo khách hàng, những khách hàng ở các phòng lần lượt đi ra ngoài. Trần cục trưởng thật uy phong lẫm liệt, muốn ăn một bữa cơm mà cũng bị ông cho niêm phong khách sạn. Trần Hữu Thiện, ông đang làm cái gì vậy hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần cục trưởng, bận bịu nhỉ? Ha ha, có chuyện gì vậy? Người nào chọc làm ông tức giận vậy? MG quả thật ngọa hổ tàng long. Những khách hàng có hậu thuẫn hùng mạnh đã không nể mặt Trần Hữu Thiện, có những người còn có cấp bậc cao hơn ông ta một chút, có những người có quan hệ rất rộng còn đi tới châm chọc. Trần Hữu Thiện nhỏ nhẹ giải thích với những người này, thầm chấp nhận áp lực mà ông ta đã suy đoán. Chiếc Ferrari màu đỏ của Du Nguy đỗ ở cạnh đường sau đó anh ta vội vàng chạy tới bên này. Trần cục trưởng khi Du Nguy nhìn thấy Trần Hữu Thiện, anh ta vội vàng đi chậm lại. Lúc này anh ta không thể sợ hãi, luống cuống, sẽ bị người ta coi thường, khi nói chuyện sẽ mất đi giá trị của mình. Du Nguy bước tới bắt tay Trần Hữu Thiện, cười nói, Trần cục trưởng, Du Nguy có điều gì không chu đáo, đại nhân ngài không nên tính toán với tiểu nhân này. Có chuyện gì xin hãy độ lượng. Có việc gì cũng có thể thương lượng được, là do tôi sau, tôi bày tiệc rượu xin lỗi, nếu không được ngài cứ dùng gậy đánh tôi đi. Hai người Trần Hữu Thiện và Du Nguy có quen biết, bình thường khi Trần Hữu Thiện ăn cơm ở đây, Du Nguy không thể không tới mời rượu, nếu như không phải anh ta đắc tội với Tần Lạc, Trần Hữu Thiện nhất định sẽ làm người giữ hòa giải. Dù gì người ta cũng để cho mình thể diện, hạ mình rồi sao? Làm người hãy giữ thể diện cho người khác. Lần sau chính mình rất có thể sẽ được giữ thể diện nhưng Du Nguy này không ngờ đi chọc vào sát tinh Tần Lạc này. Du Nguy, không phải tôi không nể mặt anh, là do các anh đã khinh người quá mức, khi nói Trần Hữu Thiện lén nhìn sắc mặt Tần Lạc. Ông ta nói, một người bạn của tôi ăn cơm ở đây. Xe bị người ta đập nát còn không nói, bảo vệ của các anh còn xông lên đánh người. Khách hàng chính là Thượng Đế, các anh làm vậy còn muốn làm ăn không? Trần Hữu Thiện nói rất rõ ràng. Khách hàng là Thượng Đế, anh làm cho khách hài lòng, chuyện này coi như xong. Ai là khách? Đương nhiên Du Nguy không hỏi câu hỏi ngu xuẩn này. Du Nguy bước nhanh tới trước mặt Tần Lạc, thân mật bắt tay Tần Lạc. Không ngờ Tần Lạc không quan tâm tới hành động của Du Nguy, hắn chỉ cười tủm tỉm hỏi, anh là ông chủ MG? Là tôi, tệ nhân họ Du, tên Nguy, xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Xưng hô thế nào không có liên quan gì tới anh, tôi chỉ có một câu. Xe của tôi bị người đập nát, rốt cuộc các anh có bồi thường hay không? Bồi thường, đương nhiên bồi thường. Du Nguy nói một cách dứt khoát, anh ta đặt chìa khóa chiếc xe Ferrari vào tay Tần Lạc nói, chiếc Ferrari này mới tặng cho tôi. Trước tiên ngài hãy khởi động xe,
tôi cho người làm thủ tục sang tên. Nếu như ngài thấy không hài lòng, chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng chuyện bồi thường, được không? Một chiếc Volkswagen Golf đổi lấy một chiếc Ferrari khiến tất cả những người đứng xem xung quanh đều cảm thấy gã này thắng lớn. Tần Uyển như nói với một giọng điệu đầy mùi vị với người bạn học bên cạnh, ha ha. Vương Cửu Cửu cuối cùng cũng có xe thể thao dù do dọa dẫm mà có. Tần Lạc không nhận chiếc chìa khóa mà hắn chỉ nói với Du Nguy, hãy lái xe lại đây. Được, được, tôi sẽ lái tới Du Nguy đi như chạy tới bên chiếc Ferrari thể thao cực kỳ chói mắt của mình, lái sang bên này. Thích không? Tần Lạc quay người hỏi Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu lắc đầu nói, không thích, màu quá sặc sỡ. Vậy đập đi, Tần Lạc hờ hững nói. Chương 1108, hãy lưu lại cho người một con đường, sau này dễ dàng gặp lại. Du Nguy ngây người. Trần Hữu Thiện ngây người. Tần Uyển Như ngây người. Tất cả mọi người đều ngây người. Tuy khách hàng của MG bị xua ra ngoài nhưng bọn họ không bỏ về, xung đột xảy ra ngay trước cửa MG. Cục trưởng Trần Hữu Thiện có dính dáng tới chuyện này, hơn nữa còn có quyết định niêm phong khách sạn. Có ai tình nguyện bỏ qua chuyện náo nhiệt này không? Điều không ai ngờ tới là lúc này kịch hay mới chính thức bắt đầu. Chiếc xe tầm thường hơn 100 ngàn của khách hàng bị đập phá, Du Nguy đã bồi thường ngay chiếc xe Ferrari mấy triệu tệ của mình cho khách. Mọi người vốn tưởng chuyện này sẽ được giải quyết, dù gì đi nữa Du Nguy đền bù thật sự hào phóng. Có ai có thể từ chối chiếc xe tuyệt vời này không? Thế nhưng hết lần này tới lần khác vẫn có người không nể mặt người khác. Chỉ hỏi bạn gái một câu, có thích không, bạn gái nói không thích, màu quá sặc sỡ, anh ta không thèm nghĩ ngợi, bảo bạn gái đập phá xe. Lúc này trong số khách hàng của MG, có khá nhiều người là phụ nữ, bọn họ đều thầm nghĩ, nếu như mình là bạn gái của anh ấy không phải sẽ rất tuyệt sao? Tại sao lại từ chối một chiếc xe thể thao đẹp nhường đó? Chẳng lẽ đầu hai người này ngấm nước hả? Chỉ có một vài người biết rõ thân phận của Tần Lạc. Sắc mặt khinh bỉ. Bọn họ thầm nghĩ, Du Nguy này đúng là quá sai lầm. Sau khi dẫm chân vào đống lửa, phát hiện ra đối phương có lai lịch quá khủng, không ăn được, đã dùng chiếc xe để giải quyết phiền phức. Dương Thành Tam Kiệt mà phải coi trọng chiếc xe Ferrari của anh ta sao? Du Nguy làm như không nghe rõ câu nói của Tần Lạc, anh ta cười hỏi lại, ngài nói cái gì? Mặc dù nụ cười hiện trên gương mặt Du Nguy nhưng ánh mắt anh ta khá lạnh lẽo. Hiển nhiên Du Nguy rất tức giận. Dù gì đi nữa Du Nguy cũng là một người có danh tiếng ở Dương Thành. Một người mà ngay cả Trần Hữu Thiện cũng phải nể mặt. Thằng nhãi này là cái quái gì? Đương nhiên Du Nguy cũng biết rằng một người chỉ một cú điện thoại có thể gọi Trần Hữu Thiện là nhân vật không hề đơn giản. Cũng vì biết thân phận người này không đơn giản nên Du Nguy mới ăn nói khép nép. Thậm chí còn hạ mình làm trò cười trước mặt mọi người, nhận lỗi, bồi thường cả chiếc xe của mình. Thế nhưng thằng nhãi này hành động có phần quá đáng. Nếu như anh ta để chiếc xe của mình bị người đập phá, sau này anh có thể ngẩng đầu ở Dương Thành nữa không? Anh nói là đập nát chiếc xe này, Tần Lạc nói. Hắn quay đầu chỉ vào chiếc xe Volkswagen Golf của Vương Cửu Cửu giờ như một đống sắt vụn nói, vậy hai chiếc xe mới giống nhau. Khi mày dễ dàng cho người đập xe của người khác, mày không nghĩ sẽ bị người khác đập xe của mình sao? Mày sợ mất mặt, người khác không sợ mất mặt sao? Du Nguy cau mày, hỏi lại lần nữa. Tiên sinh họ gì? Chuyện này không liên quan gì tới chuyện xảy ra tối hôm nay, Tần Lạc nói. Nếu như hắn nói ra thân phận của mình, nói mình chính là một trong Dương Thành Tam Kiệt, nói Tôn Nhân Diệu và Hạ Dương chính là anh em của mình, nhất định sau đó những người này sẽ ăn nói khép nép, lấy lòng hắn. Thế nhưng Tần Lạc vẫn giống như sự suy đoán trước đây của bọn họ, một thầy thuốc nhỏ nhoi, không quyền không thế. Vậy kết quả của chuyện này sẽ như thế nào? Xe bị đập phá, bạn gái bị làm nhục. Thậm chí còn có thể bị bắt vào trong cục công an phân cục Thiên Nguyên, bị giam giữ một thời gian. Nếu như gặp kẻ thù lòng dạ độc ác, nhất định khi ở trong nhà giam sẽ chơi trò mèo đuổi chuột, ngã xuống chết. Đúng vậy, đây chính là sự thật. Sự thật trần trụi. Nếu như không có quyền thế, bạn chỉ là con chó chết. Khi bạn yếu, bọn họ chỉ muốn đồn bạn vào chỗ chết. Khi bạn hùng mạnh, bọn họ lại ăn nói khép nép, cầu xin bạn tha thứ. Tất cả mọi người đều nhớ rất rõ câu nói của bậc thánh nhân kia lây đức báo oán, nhưng thật ra bọn họ còn không biết rằng thật ra ở sau đó còn câu nói tại sao lại báo đức. Thánh nhân cũng không có chuyện dễ dàng tha thứ. Bạn nghĩ rằng anh chàng Tần Lạc bụng dạ hẹp hòi này có thể dễ dàng bỏ qua sao? Người anh em là người Dương Thành hả? Cái đó không liên quan gì tới anh.
hãy để cho người một con đường sống, ngày sau dễ dàng gặp lại. Du Nguy cười nói. Hãy để cho anh một con đường, ngày sau dễ dàng gặp lại. Nói thật dễ nghe, các người đạp phá xe của tôi, xé rách quần áo của bạn gái tôi, sai bảo vệ ra tay đánh người, sau khi đó các người không nghĩ tới lúc này. Tần Lạc cười nhạt nói, nếu như tôi tha thứ cho anh, không phải quá dễ dàng cho anh sao? Khi anh ức hiếp người khác, người đó đáng đời phải gặp xui xẻo, khi anh không ức hiếp được, tôi phải tha thứ cho anh. Nói thế tôi tình nguyện làm một người xấu, giá trị phạm tội có vẻ quá thấp nhỉ. Tôi nghĩ anh hẳn nên gọi điện thoại với người nhà mình. Du Nguy uy hiếp, Du Nguy đoán rằng gã này có thể có chút bối cảnh nhưng nhất định người trong nhà sẽ không biết rõ chuyện gã làm bên ngoài. Bình thường trong những gia đình có bối cảnh, mọi người thường chú trọng giữ gìn hòa khí, hoàn toàn không giống như thằng nhãi này dồn người ta vào chỗ chết. Du Nguy nhắc nhở Tần Lạc gọi điện cho người nhà chính là nhắc nhở Tần Lạc, muốn Tần Lạc biết ý tứ của người nhà trong chuyện này. Dù gì đi nữa nếu như với tình hình hiện nay cứ tiếp tục phát triển, chuyện này không chỉ của mấy thanh niên nóng đầu nữa mà là chuyện của hai hay nhiều gia tộc họp lại. Tôi không muốn cho anh biết thân phận của tôi nhưng tôi muốn nói cho anh biết rằng tôi là người trưởng thành. Tôi hiểu tôi đang làm gì, Tần Lạc cười nói, nhưng thật ra khi anh sống tới 3, 40 tuổi, anh có biết anh đang làm những gì không? Du Nguy sờ mặt mình, anh ta muốn nói cho thằng nhãi láo toét này lão tử chỉ mới hơn 30 thôi. Du Nguy quay nhìn Trần Hữu Thiện, muốn Trần Hữu Thiện nói đỡ mấy câu, không ngờ lão hồ ly Trần Hữu Thiện này lại làm bộ như không nhìn thấy. Ý tứ của Trần Hữu Thiện rất rõ ràng, anh hãy thu phục thằng nhãi này rồi nói tiếp. Rốt cuộc Du Nguy không kiềm nén được sự tức giận của mình. Anh ta sầm mặt hỏi, nếu như tôi không đập thì sao? Mặc dù bản thân Du Nguy có hàng trăm triệu nhưng anh ta cũng không hào phóng tới mức tùy hứng đập phá một chiếc Ferrari mấy triệu tệ. Hơn nữa nếu Du Nguy để anh ta làm vậy, đây chính là một đại sỉ nhục ở Dương Thành. Con người coi trọng thể diện, những người làm ăn như bọn họ càng coi trọng thể diện, bọn họ coi nó còn quan trọng hơn tính mạng mình. Như vậy Niêm Phong khách sạn Tần Lạc cười nói, khi nào ông chủ em gì bồi thường thỏa đáng tổn thất của tôi? Khách sạn này sẽ được giải tỏa Niêm Phong. Tôi muốn xem người nào dám tới Niêm Phong khách sạn, giọng nói một người đàn ông vang lên. Giọng nói của người này rất quái dị, cứ giống như một hạt cơm bị dính cát vậy, khi nói nghe như âm thanh cọ sát vào nhau. Vì giọng nói vang lên bất ngờ nên ngay lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Phi Dương Tần Uyển như nhìn thấy Du Phi Dương và Hoa Hạc đang đứng trước cổng MG, cô ta vội vàng dẫn bạn học đi về bên đó. Du Phi Dương nhìn Tần Uyển như, gật đầu. Lúc này Tần Uyển như mới nhận ra có gì đó không đúng. Trước kia Hoa Hạc toàn đi theo sau Du Phi Dương. Du Phi Dương cũng không bao giờ giới thiệu thân phận của Hoa Hạc, mọi người vẫn cứ nghĩ Hoa Hạc chỉ là một kẻ lẽo đẽo theo lưng Du Phi Dương. Tình huống hôm nay thật sự khiến mọi người cực kỳ kinh hãi. Du Phi Dương đứng ngay sau lưng Hoa Hạc, hai người đứng cách nhau khoảng chừng nửa người. Hoa Hạc ngẩng đầu, ưỡn ngực, ánh mắt sắc bén nhìn đám người bên dưới vẻ khinh miệt, trong khi đó thái độ của Du Phi Dương có vẻ cung kính như kiểu một cận vệ của Hoa Hạc. Chẳng lẽ Hoa Hạc vẫn giả vờ chưa ăn thịt hổ sao? Những người bạn học khác cũng nhận ra sự thay đổi thân phận giữa Hoa Hạc và Du Phi Dương. Bọn họ nhớ ra trước kia đã không quan sát kỹ người này. Nay không ngờ người này mới chính là nhân vật chủ chốt của chuyện này. Tần Lạc véo bàn tay nhỏ nhắn của Vương Cửu Cửu, cười nói, nhân vật chính xuất hiện rồi. Anh biết anh ta, Vương Cửu Cửu kinh ngạc hỏi. Không biết, khi trước anh chỉ cảm thấy anh ta rất đặc biệt nên chú ý vài lần, Tần Lạc cười nói. Lúc trước, khi hắn đi theo Vương Cửu Cửu vào trong phòng, sau khi Du Phi Dương nhìn thấy hắn đã lén quay nhìn người này. Khi đó Tần Lạc đã nhận ra có gì đó không đúng. Khi uống rượu, không chỉ có hắn không nể mặt Du Phi Dương không uống cạn chén rượu mà người này cũng không uống. Thế nhưng Du Phi Dương chỉ chăm chú đối phó với hắn như thế không nhìn thấy hành động của Hoa Hạc này. Tần Lạc mỉm cười nhìn Trần Hữu Thiện nói, Trần Cục trưởng, có người muốn xem ai đám Niêm Phong khách sạn này. Trần Hữu Thiện tức giận. Bản thân mình đã mang theo rất nhiều người tới đây thế mà tiểu tử này còn âm hiểm, kiêu ngạo thách thức. Chẳng lẽ chính mình dẫn người tới đây chỉ để trang trí sao? Trần Hữu Thiện vung tay lên nói, Niêm Phong. Rầm rầm. Một đám người xông lên, đóng cửa khách sạn MG, dán giấy Niêm Phong. Dừng tay một người vội vàng chạy tới. Những người này chạy tới trước mặt Hoa Hạc, đứng nghiêm chào, động tác cực kỳ chỉnh tề, ngay ngắn, chỉ cần nhìn cũng biết là những quân nhân trải qua rèn luyện nhiều năm. Quân nhân. Không có gì phải nghi ngờ, những người này đều là quân nhân.
Sau khi một người đàn ông cao to thì thảo báo cáo với Hoa Hạc, gã móc một chứng minh ra đưa cho viên đội trưởng, các anh hãy về đi. Người này do chúng tôi tiếp quản. Chương 1109, nhìn hắn không vừa mắt. Hạ Dương là người làm ăn nên hàng ngày đều bận tối tăm mặt mũi. Thế nhưng Hạ Dương có một thói quen, cho dù công việc bận rộn tới mức nào đi nữa, Hạ Dương đều về nhà vào tối chủ nhật để ăn cơm với ông nội. Hạ gia và Tôn gia khác nhau, Tôn gia phát triển lớn mạnh, thế lực càng lớn mạnh. Thế lực Hạ gia trong hệ thống quân đội còn khổng lồ hơn. Thế nhưng điều tiếc nuối chính là hiện nay rơi vào tình cảnh không người kế thừa. Hạ lão gia chỉ có hai con trai lớn chỉ sinh được một trai, một con gái. Con trai nhỏ tới giờ vẫn không có con nối dõi. Mặc dù con trai lớn và con trai thứ đều có địa vị cao trong đại quân khu phía nam nhưng tới đời thứ ba lại rơi vào cảnh chìm nghỉm. Hạ Dương không muốn vào quân đội, chỉ muốn chuyên tâm làm một phú ông. Hạ Nguyệt Nguyệt vẫn chỉ là một học sinh, cho dù muốn vào quân đội. Cộng thêm sự hỗ trợ của Hạ gia ở phía sau, sự phát triển cũng sẽ bị hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ vị trí thực quyền ở hai ngành văn công hay hậu cần nhưng gần như không có khả năng nếu muốn trở thành người đứng đầu một đại quân khu. Chính vì vậy Hạ gia hay nói chính xác là người bên dưới của Hạ gia không thể không lo lắng tới vấn đề tiếp quản quyền lực. Đương nhiên Hạ Dương cũng biết tâm lý Hạ lão gia vì vậy mỗi khi có thời gian Hạ Dương đều về nhà nói chuyện với ông mình. Cho dù bị ông nói mấy câu. Tóm lại vẫn do mình là người có lỗi với ông. Nếu như ông mình không nghe thấy, không hỏi han, khi đó mới thật sự lo lắng xem có phái mình bị ông gia tộc bỏ rơi hay không. Hôm nay Hạ Dương sau khi hết công việc đã vội vàng quay về nhà, ăn cơm tối với ông mình. Bốn món thức ăn, một món canh, đây chính là thực đơn tiêu chuẩn của Hạ lão gia, chế biến đơn giản, không có những món ăn xa xỉ như tổ yến, vây cá gì đó. Những người của thế hệ trước đã từng trải qua sự khổ sở của cơn đói bụng nên bọn họ cực kỳ hiểu đạo lý của sự tiết kiệm. Trong khi đó những con cháu thế hệ thứ hai, thứ ba lớn lên trong yên ấm. Trở thành những người coi trọng lợi ích, coi ăn uống là vấn đề quan trọng nhất. Sau khi ăn cơm xong, theo thói quen từ lâu Hạ Dương đọc báo cho ông nghe. Đầu tiên là tường yếu quốc gia. Đây chính là báo chí nội bộ cấp cao. Không phát hành ra bên ngoài, chỉ có cán bộ cấp cao của đất nước mới có. Một nguyên nhân khiến công việc làm ăn của Hạ Dương cực kỳ thành công chính là nhờ vào việc này. Điều gì quan trọng nhất trong thế kỷ 21? Tin tức. Có tin tức thì có tất cả. Trên thế giới này bất bình đẳng lớn nhất chính là bất bình đẳng về tin tức. Khi một công trình được khởi công những bạn vẫn hoàn toàn không biết gì. Những người tin tức nhanh nhẹn đã chia gọn chiếc bánh ngọt này. Tới khi bạn kịp có phản ứng, xin lỗi, muộn rồi. Tiếp đó là mấy tờ báo quan trọng trong nước và khu vực. Hạ Dương không đọc tất cả các bài báo trong mỗi tờ báo cho ông mình nghe. Dù sức khỏe của Hạ lão gia không tệ nhưng không thể ngồi liền mấy tiếng đồng hồ chỉ nghe đọc báo. Hạ Dương chỉ lựa chọn những tin mà mình cảm thấy có giá trị đọc cho ông nghe. Hạ Dương không vào quân đội, không vào quan trường nhưng xuất thân từ gia đình danh giá nên vẫn có con mắt chính trị. Hạ Dương, bỏ đấy đi Hạ lão gia vỗ vỗ xuống ghế nói. Hạ Dương gấp tờ báo, cười hỏi, ông mệt à? Hai ông cháu chúng ta nói chuyện Hạ lão gia nói. Hai ông cháu Hạ gia còn khá hơn nhiều so với Tôn Nhân Diệu và ông của gã. Tôn Nhân Diệu và ông của mình, một già một trẻ không hợp tính nhau. Nếu như không phải ngày lễ, ngày Tết, hai người này gần như không nói chuyện với nhau, càng không có chuyện gặp mặt. Ông muốn nói chuyện gì vậy? Mặc dù Hạ Dương thầm cười gượng trong lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đối diện với ông mình. Hạ Dương biết ông mình lại muốn bức hôn rồi. Không còn cách nào khác, bản thân mình chỉ biết mưu cầu lợi nhuận làm ăn. Hạ Nguyệt Nguyệt vẫn chỉ là một học sinh, cái bụng của thím hai mãi mà không chịu to lên. Đời thứ ba của Hạ gia không còn người khác nên suy nghĩ của Hạ lão gia bắt đầu đặt lên đời thứ tư. Đời thứ tư, ở trong bụng người vợ. Thế nhưng trước mắt không phải cần tìm được một người vợ sao? Vì sao người đàn ông đưa cái vòng bằng vàng cho người phụ nữ lại gọi là nhẫn? Âm hài của nhẫn chính là mượn con. Có nghĩa vừa thô tục lại vừa tao nhã. Trí tuệ của người cổ đại thật sự khiến người ta phải cảm thán. Nói một cách chính xác lúc này Hạ lão gia thực hy vọng Hạ Dương tìm được một người phụ nữ mượn con. Lần trước ông đã nói với gã chuyện này. Hạ Dương đã nói mình sẽ xem xét chuyện này thế nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát được chuyện này sao? Chuyện lần trước ông nói với cháu đã nghĩ như thế nào rồi? Đôi mắt của Hạ lão gia vẫn khép hờ, đột nhiên mở ra, ánh sáng lấp lánh.
Ông, cháu sẽ xem xét, cháu cũng qua lại với mấy cô gái. Hạ lão gia giơ tay chặn lại, nói, ông già rồi nhưng ông vẫn không hồ đồ. Chỉ một câu thôi, cháu có đồng ý không? Hạ lão gia không tin Hạ Dương sẽ lấy cớ những người phụ nữ kia từ chối. Đàn ông Hạ gia muốn tìm phụ nữ, không phải chỉ là cái vẫy tay thôi sao? Không, thậm chí không cần vẫy tay, chỉ cần thông báo tin tức này ra ngoài, sẽ có bao nhiêu phụ nữ chủ động tới tận cửa. Bất kỳ lúc nào cũng tuyệt đối không được coi thường lòng ham muốn, lòng tham tài, quyền lực của phụ nữ. Phụ nữ thích những vương tử bạch mã nhưng làm bạch mã hay làm vương tử chỉ có thể chọn một trong hai. Khi đó tất cả những người phụ nữ đều chọn vế sau. Đẹp trai sao? Đẹp trai thì có thể dùng mặt mình để quét thẻ không? Hạ Dương biết ông mình đang nghiêm túc, nếu như vẫn tiếp tục tìm cớ né tránh thì sẽ biến ông thành người ngốc. Người dám coi ông mình là người ngốc, người đó chính là kẻ ngốc nhất trên thế gian này. Ông, cháu cảm thấy. Đúng lúc này chuông điện thoại di động trong túi Hạ Dương vang lên. Hạ Dương nhìn dãy số trên màn hình điện thoại và nói, ông, cháu nghe điện thoại. Có việc khẩn cấp. Thật ra đây chỉ là điện thoại của một người bạn gọi tới. Hạ Dương cũng không biết có chuyện gì khẩn cấp hay không. Có lẽ chỉ là ra ngoài uống rượu, chơi bời em út. Thế nhưng không phải là cái cớ rất hay để chuồn sao. Nghe điện ở đây, nghe xong ông cháu ta nói tiếp Hạ lão gia bá đạo nói. Bất đắc dĩ Hạ Dương phải đi tới cạnh cửa sổ, bấm nút nghe. Sau khi nghe xong, Hạ Dương sầm mắt, ngắt điện thoại. Ông, cháu muốn ra ngoài một lát, Hạ Dương nói nhỏ. Có chuyện gì? Hạ lão gia liếc nhìn sắc mặt cháu mình, trầm giọng hỏi. Ông biết nếu như là một cái cớ không chính đáng, Hạ Dương tuyệt đối không dám làm trái lời ông. Một khi ông đã nói sẽ tiếp tục nói chuyện mà Hạ Dương vẫn muốn đi ra ngoài, chứng tỏ Hạ Dương hiểu ông sẽ đồng ý. Tần Lạc đã xảy ra chuyện, Hạ Dương nói, đi ra ngoài ăn cơm với cô gái Vương gia. Xe bị đập phá, người bị thương, cục trưởng Trần Hữu Thiện đã tới đó nhưng không ngờ đối phương có thể điều động quân đội. Mặc dù nói quân đội không can thiệp vào chính sự nhưng người chính quyền một khi gặp quân đội cũng chỉ biết thối lui. Cháu phải tới xem thế nào. Binh! Bàn tay Hạ lão gia đập mạnh vào thành ghế. Hiển nhiên tâm trạng ông rất kích động. Ông đã nói rồi, cho dù ông còn sống hay đã chết, chuyện Tần gia chính là chuyện của Hạ gia. Hạ lão gia xác định thái độ của mình trong chuyện này. Ông cứ yên tâm. Bây giờ cháu sẽ đi xử lý. Cháu sẽ không để Tần Lạc vô cớ bị hại. Hạ Dương giống hệt Tôn Nhân Diệu, cùng thổi phồng chuyện Tần Lạc bị hại, vì một khi như vậy thì cho dù chuyện náo nhiệt như nào đi nữa cũng sẽ có người đứng ra thu xếp cho bọn họ. Nếu không thì đừng có dựa vào việc tranh chấp với người ta mà đòi niêm phong khách sạn. Đây không phải là đòi công bằng mà chính là ỷ thế hiếp người, khi đó người nhà không những không ra mặt mà còn có thể phang cho mấy gậy vào mông đít. Đám công tử cực kỳ hiểu rõ những chuyện như thế này. Đi đi, Hạ lão gia xua tay thả người, hãy mang Hạ Bản. Hạ Dương chấn động rồi thì cực kỳ vui mừng. Hạ Bản chính là thư ký của Hạ lão gia, bình thường những chuyện của Hạ lão gia, đối ngoại, xã giao đều do Hạ Bản phụ trách. Nói một cách khó nghe một chút là ngay cả thị trưởng Dương Thành cũng phải cúi người trước mặt Hạ Bản. Hạ lão gia cho Hạ Bản đi theo, đại biểu cho chính mình xuống núi. Mãnh hổ xuống núi, những tiểu quỷ còn muốn ngăn cản sao? Khi Hạ Dương đi ra ngoài sân, từ trong phòng truyền ra giọng của Hạ lão gia, sau khi xong mọi việc, hãy nhớ mời Tần tiểu tử này và Vương nha đầu tới nhà chơi. Ông, cháu biết rồi, Hạ Dương trả lời. Hạ Dương nói với Hạ Bản bên cạnh, ông thật bất công, ngay cả khi tôi gặp chuyện ông cũng không nỡ cho tôi mượn tấm áo da hổ này. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cục công an là Từ Bân thuộc Hạ Tâm Phúc của Trần Hữu Thiện. Đội cảnh sát hình sự là chuyên ngành nòng cốt của Cục Công an nên bất kỳ người nào cũng muốn nắm nó trong tay mình. Có sự quan tâm của Trần Hữu Thiện, cuộc sống của Từ Bân thật sự dễ chịu, hình thành thái độ kiêu căng ngày hôm nay. Hôm nay Từ Bân dẫn đội cảnh sát hình sự ra ngoài làm việc, y thực sự rất muốn chứng tỏ bản thân với Trần Hữu Thiện. Thế nhưng khách sạn chưa bị niêm phong, đột nhiên một đám người, thoạt nhìn biết ngay thân thế bất phàm đuổi bọn họ đi. Ban đầu Từ Bân rất tức giận nhưng khi y xem xong giấy chứng nhận gã to con đưa cho mình, sự tức giận lập tức trở thành áp lực và sự không cam lòng. Từ Bân đi tới thì thào báo cáo với Trần Hữu Thiện. Sau khi Trần Hữu Thiện nghe xong, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, ánh mắt bất định, ông ta nói, cậu đã nhìn kỹ chưa? Đã nhìn kỹ rồi, Từ Bân quả quyết, chuyện quan trọng như vậy, y sao không dám nhìn kỹ cơ chứ? Trần Hữu Thiện do dự một lát rồi đi tới trước mặt Tần Lạc. Nói. Chuyện này khó rồi,
Bọn họ là đội tra xét của hải quân. Bọn họ nói đây là việc của quân đội. Bắt chúng tôi phải rút người về. Không còn cách nào khác sao? Tần Lạc nheo mắt nhìn Hoa Hạc. Lúc này đối phương cũng đang nhìn hắn, trong mắt hiện rõ sự khinh miệt. Cảnh sát thì sao nào? Không phải sẽ phải bỏ chạy như một đám chuột nhắt sao? Rất khó. Trần Hữu Thiện nghiến răng nói, xung đột với quân cảnh, không ai có thể gánh được hậu quả này. Có nên gọi điện thoại cho Tôn thiếu gia không? Không cần. Một giọng nói hiểu điệu vang lên, hãy bắt thằng đó lại. Tôi thấy không vừa mắt. Chương 1110, Tam Tú tập họp. Gương mặt nhỏ nhắn, tuấn tú, dáng người lẳng, giọng nói hiểu điệu. Đây chính là gay, không phải là trang bị tiêu chuẩn của Tôn đại thiếu gia. Không hiểu có phải mẹ Tôn Nhân Diệu vì nghi ngờ giới tính của hắn khi mang thai nên đã dùng kích thích tố quá liều hay không nên đã sinh ra một đứa con chẳng khác gì con gái. Thế nhưng điều khác với trước là lúc này Tôn đại thiếu gia không giữ mái tóc đài, thay vào đó là chiếc đầu một phân trông cực ngầu. Sở dĩ có chuyện này là vì ảnh hưởng của sự kiện ám sát khi Tôn Nhân Diệu hộ tống ông Tần Lạc tới Yến Kinh. Tôn Nhân Diệu vì muốn báo thù cho Tần Tranh đã ở lại Yến Kinh đã lâu, nhưng khi Tần Lạc nhiều lần khuyên bảo, Tôn Nhân Diệu mới tạm thời về Dương Thành. Thế nhưng Tôn Nhân Diệu đã giữ mái tóc ngắn này, coi nó như là một lời cảnh tỉnh. Tôn Nhân Diệu không phải là khách mời quen thuộc trên TV, cũng hiếm khi có bài báo nào đề cập tới hắn. Xét về góc độ nào đó, Tôn Nhân Diệu chính là một công tử cực kỳ thu mình. Tôn Nhân Diệu thu mình, người bình thường không biết hắn là vì những người không làm tới một cấp bậc nhất định sẽ không thể biết hắn. Chỉ có những người chính thức bước vào vòng tròn của hắn mới biết được Tôn Nhân Diệu có tiếng nói cực kỳ trong lượng trong phạm vi thế lực ở Dương Thành này. Chính vì vậy khi Tôn Nhân Diệu tới không khiến toàn trường chấn động và xôn xao, chỉ có mấy người đứng xem với sắc mặt tái nhợt, lén lút tranh ra, lùi lại sau đám người, kể cả mấy người lúc nãy mới nghi ngờ, chất vấn Trần Hữu Thiện. Những người này lúc trước không coi Trần Hữu Thiện là gì, nhưng khi nhìn thấy Tôn Nhân Diệu, thái độ giống như chuột nhìn thấy mèo. Chỉ cần một hiện tượng này cũng đủ nói lên nhiều điều. Không phải tôi đã nói cậu không cần tới sao? Tần Lạc cười bói, anh em chính là anh em, bất kỳ lúc nào cũng không bao giờ bỏ rơi người khác. Cho dù bề ngoài Tần Lạc cảm thấy Tôn Nhân Diệu không cần tham gia vào chuyện này, nhưng khi Tôn Nhân Diệu thực sự đứng trước mặt mình, Tần Lạc vẫn cảm thấy xúc động. Đàn ông và phụ nữ thật ra cũng không có gì khác nhau. Khi bọn họ nói không, chính là muốn. Nếu như mình không cần hắn mới thật sự là ngu ngốc. Tới lâu rồi, Tôn Nhân Diệu bĩu môi nói, tôi sợ xuất hiện sẽ không thể làm cho cậu chút hết cơn giận của mình nên chỉ ở sau quan sát. Không ngờ ngay cả đám lưu manh này cũng có thể gọi đội tra xét hải quân tới. Vậy thì sao nào, thích ức hiếp người khác hả? Sau khi Tôn Nhân Diệu gọi điện cho Trần Hữu Thiện, hắn lập tức giải tán cuộc tụ hội của mình, tự mình lái xe tới, đương nhiên mấy người anh em của Tôn Nhân Diệu cũng đi theo. Lúc này còn không thể hiện, sau này mình gặp chuyện không may. Tôn đại thiếu gia có ra tay trợ giúp không? Tôn Nhân Diệu biết uy phong của mình trong vòng tròn này, chính vì vậy hắn không xuống xe mà chỉ quan sát từ xa. Nói gì thì nói, nếu như ông chủ Du Nguy của MG nhìn thấy Tôn Nhân Diệu hắn tới, nhất định anh ta sẽ ăn nói khép nép, chạy tới xin lỗi. Đừng nói là đập một chiếc xe mà ngay cả bảo anh ta đập MG, anh ta cũng làm mà không dám phản đối. Đừng nhìn vẻ yêu mị của Tôn Nhân Diệu, hắn là người cực kỳ hiểu đạo lý đối nhân xử. Thế, nếu như Tôn Nhân Diệu hắn tới sớm, hắn sẽ là người chủ trì cục diện nơi này. Tần Lạc đặt ở đâu? Hơn nữa người khác không biết thân phận của Vương Cửu Cửu, nhưng Tôn Nhân Diệu hắn có thể không biết sao? Rõ ràng chuyện xảy ra hôm nay chính là một lần kiểm tra của cô công chúa nhỏ nhà Vương gia. Nếu như chính mình ngu ngốc chạy tới thể hiện, làm hỏng chuyện của nàng. Sau này Vương Cửu Cửu không cho hắn đẹp mặt mới là lạ. Nếu như Vương Cửu Cửu thật sự muốn đối phó với những người này, chỉ cần một cú điện thoại là có thể gọi Hạ Dương tới, cần gì phải làm lớn chuyện như này không? Thế nhưng tới bây giờ Vương Cửu Cửu vẫn không dùng tới. Vì sao? Bởi vì hắn biết Trần Hữu Thiên này là loại lão luyện trên chốn quan trường. Điều ông ta coi trọng nhất chính là cái ghế của mình. Khi đối phương đã đưa giấy chứng nhận thân phận mà còn đối nghịch với đối phương sao? Trần Hữu Thiên tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Ông ta không thể gánh chịu trách nhiệm này. Tần Lạc, không sai là người có ơn nghĩa với ông ta, nhưng chuyện báo đáp cũng có thể gác lại lần sau, không cần phải ấp gáp báo đáp, đúng không? Đây chính là suy nghĩ của quan chức. Đừng nghĩ tới cái gì là ân oán phân minh. Đừng nghĩ tới cái gì là giọt nước thi ân, suối tuôn báo đáp. Tất cả chỉ là lợi ích. Trên quan trường không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
ngày hôm nay bạn và người ta tranh đoạt quyền lợi, chọc dao vào nhau, nhìn nhau không vừa mắt nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến thành đồng bọn hợp tác mật thiết. Chuyện này còn ít sao? Tôn Nhân Diệu xuất hiện không phải để giải quyết sự việc mà chính là gây áp lực lên lão hồ ly Trần Hữu Thiện. Tôn Nhân Diệu đã dùng hành động của mình nói rõ ràng với Trần Hữu Thiện, ông có thể đặt mình ra ngoài chuyện này, ông có thể thu quân quay về. Thế nhưng hôm nay ông có thể ứng phó được bảo vệ vị trí của mình nhưng ngày mai thì sao? Vốn nghĩ rằng Du Phi Dương kia ở phía sau giở trò nhưng không ngờ còn một con cá to ở đằng sau. Khi nói câu này, Tần Lạc quay đầu nhìn Vương Cửu Cửu ở bên cạnh. Em không nhận ra anh ta. Trước đó chưa từng tiếp xúc với anh ta, Vương Cửu Cửu chột dạ giải thích. Quả thật Vương Cửu Cửu đã nói thật, từ trước tới giờ Vương Cửu Cửu chưa từng biết tới con người Tần Lạc này. Lần nào cũng là do Du Phi Dương ra mặt mời nàng tới dự hội họp. Vương Cửu Cửu vốn nghĩ rằng người theo đuổi mình chính là Du Phi Dương. Nàng tuyệt đối không ngờ còn một gã ẩn giấu rất sâu, chỉ một cú điện thoại mà có thể điều động được cả quân đội. Vương Cửu Cửu hiểu rõ rằng việc điều động quân đội không thể tùy tiện, bất kỳ lúc nào cũng có thể điều động được. Đây chính là vũ khí sắc bén của đất nước, dựa vào cái gì mà đi phụ vụ cá nhân cho ai đó. Thế nhưng khi cấp bậc của bạn, hay nói một cách chính xác cấp bậc của cha bạn tới một mức độ nhất định nào đó thì sẽ không bị ngăn cản bởi quy định này. Một tiểu đội trưởng tự mình dẫn đội ra ngoài làm việc riêng, ngay sau khi quay về sẽ bị cách chức điều tra. Thế nhưng nếu người ra lệnh là cấp chỉ huy cao hơn, ai dám cách chức người đó? Vương Cửu Cửu chỉ thầm muốn để Tần Lạc thể hiện một phen, nhưng từ tình huống này có thể thấy không thực tế. Khi nhìn thấy công chúa nhỏ Vương gia có dáng vẻ nhu thuận nghe lời trước mặt Tần Lạc, Tôn Nhân Diệu không thể không bội phục bản lĩnh chế ngự phụ nữ của Tần Lạc. Nói thật, so về phụ nữ thì Tôn Nhân Diệu có nhiều hơn Tần Lạc nhiều. Xét về chơi đùa thì nhiều không kể xiết, thế nhưng xét về chất lượng thì hai người không cùng đẳng cấp. Đêm quan trọng nhất là, đây chính là công chúa nhỏ Vương gia. Tôn Nhân Diệu hắn không được chơi những cô gái ở đẳng cấp này. Cậu muốn làm gì thì cứ làm vậy, không cần phải e ngại, Tôn Nhân Diệu nói. Sau này đương nhiên sẽ có người tới nói chuyện với bọn họ. Tôi không tin bọn họ cũng sẽ lễ phép như này. Câu nói này chính là sự ủng hộ lớn nhất của Tôn Nhân Diệu với Tần Lạc. Ý tứ rõ ràng, ủng hộ người anh em của tôi, cho dù tôi có chịu thiệt thòi cũng không thể để ông bị oan ức. Việc Tôn Nhân Diệu tới đây không khiến Trần Hữu Thiện cảm thấy bất ngờ. Mà ngược lại, nếu như Tôn Nhân Diệu không đến, Trần Hữu Thiện mới cảm giác chuyện này có gì đó không bình thường. Lúc này Trần Hữu Thiện chấp hành mệnh lệnh của Tôn Đại Thiếu Gia, đồng thời cũng trừ hại cho dân chúng. Thế nhưng sau khi người bên quân đội nhúng tay vào, ông ta có muốn làm bất kỳ chuyện nào cũng bị trói tay trói chân. Bình thường bên quân đội không can thiệp vào công việc bên ngoài. Thế nhưng nếu như sự việc đó ảnh hưởng tới phạm vi quyền lực của họ, cảnh sát hãy ngoan ngoãn đứng sang một bên. Trần Hữu Thiện biết hậu quả của sự việc này nên ông ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu như có người tình nguyện đứng sau ủng hộ, tình thế đã không còn như trước. Nếu như ông ta phạm sai lầm nhưng vẫn có thể dựa vào bên Tôn Đại Thiếu Gia. Con người ta không thể cả đời không phạm sai lầm. Vấn đề quan trọng nhất là sai lầm này có đáng giá để mắc hay không mà thôi. Nhân Diệu, bắt người này hả? Trần Hữu Thiện cười hỏi. Bắt Tôn Nhân Diệu quả quyết. Từ bân Trần Hữu Thiện nhận được sự giúp đỡ, lá gan cũng to hơn, ông ta gọi to, chuẩn bị điều binh khiển tướng. Từ từ đã, Tần Lạc quát. Trần Hữu Thiện quay sang hỏi, Tần Lạc, ý của cậu là? Chờ một chút, Tần Lạc nói. Chờ sao? Trần Hữu Thiện quay nhìn Tôn Nhân Diệu. Tần Lạc gật đầu, hắn quay người nói với Tôn Nhân Diệu, tôi biết ý của cậu. Tôi cũng biết mấy người chú Tôn sẽ giúp tôi nhưng chuyện này cực kỳ nhạy cảm. Đừng làm khó ông ấy nữa. Đã lâu rồi tôi không tới thăm ông cậu, sao có thể vừa về tới nhà đã mang phiền toái tới cho ông cậu được. Vậy chuyện này cứ thế mà xong sao? Tôn Nhân Diệu hỏi ngược lại. Tôn Nhân Diệu biết Tần Lạc chỉ muốn tốt cho mình. Tôn gia hùng mạnh trở lại, chẳng lẽ vẫn không có đối thủ sao? Nếu như hôm nay gây ra chuyện này nữa, không phải chính mình đặt đạn pháo vào tay đối thủ để bọn họ oanh tạc ông hắn sao? Thế nhưng có một số việc dù biết rõ hậu quả nhưng không thể không làm. Tôi cảm thấy nếu thuộc hệ thống quân đội, hãy để người bên trong của bọn họ xử lý thì tốt hơn, Tần Lạc nói, tôi sẽ gọi điện cho Hạ Dương. Sắc mặt Tôn Nhân Diệu trở nên rất khó coi, hắn nói, không cần anh ta. Điều anh ta có thể làm, tôi vẫn có thể làm được. Trần Cục trưởng, bắt người. Khi nói ra những câu này, thái độ của Tôn Nhân Diệu chẳng khác nào vợ ba uất ức tranh giành tình cảm của vợ cả vậy, cô ấy làm gì để anh yêu cô ấy? Anh dựa vào cái gì mà không yêu em?
cô ấy có thể cho anh những gì, em cũng có thể cho anh. Tôn Nhân Diệu, hãy có lý trí một chút, Tần Lạc quát nhỏ. Bây giờ không phải lúc tranh giành nghĩa khí. Tôi biết Tôn gia các cậu không ngại phiền phức, nhưng sự việc ngày hôm nay hoàn toàn không cần gây phiền phức cho chú Tôn. Khi nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Tôn Nhân Diệu, suýt chút nữa cặp kính của Trần Hữu Thiện rớt xuống đất. Bạn nên nhớ rằng Tôn Nhân Diệu có biệt danh là thằng điên. Khi Tôn Nhân Diệu phát điên, thậm chí cả cha mẹ, anh em, ông bà, chú bác hắn cũng không nhận. Thế nhưng chỉ cần Tần Lạc quát một tiếng, Tôn Nhân Diệu lập tức ngoan ngoãn nghe lời, giống như một người vợ bé mới bước chân vào nhà vậy. Trần Hữu Thiện biết mối quan hệ của Tôn Nhân Diệu và Tần Lạc rất tốt. Ông ta cũng biết Tôn Nhân Diệu rất quan tâm tới Tần Lạc, nhưng ông ta vẫn cứ nghĩ rằng Tôn Nhân Diệu là người chiếm vị trí bề trên trong mối quan hệ này. Bây giờ hình như chuyện không phải vậy. Trần Hữu Thiện lại nhìn Tần Lạc, ánh mắt ông ta thay đổi rất nhiều. Có chút ngang ngược lại ngu ngốc, cậu không nói cho hắn biết hắn vừa ngốc vừa ngang hắn sẽ không biết mình như vậy, một giọng nói sang sảng vang lên. Tiếp đó đám người tách ra, một thanh niên đáng người cao gầy dẫn theo một người đàn ông trung niên đeo kính chậm rãi đi tới. Chỉ có hai người nhưng trông giống như có thiên quân vạn mã dưới trướng. Chương 1111, đánh mặt. Đang định gọi điện, không ngờ đã tới rồi, Tần Lạc cười nói, tới thật đúng lúc. Đỡ lãng phí tiền điện thoại. Tần Lạc biết với quan hệ của Tôn Nhân Diệu và Hạ Dương, bọn họ hiểu rõ chuyện xảy ra ở Dương Thành như trong lòng bàn tay. Chỉ cần người hơi biết mối quan hệ của Tần Lạc hắn và Hạ Dương, nhìn thấy hắn bị ức hiếp nhất định sẽ gọi điện báo với Hạ Dương. Đây chính là cơ hội bắc cầu để bọn họ làm quen với Hạ Dương, Tôn Nhân Diệu. Hạ Dương thân thiết ôm bả vai Tần Lạc, cười hỏi, trở về khi nào vậy? Đã quay về sao không gọi điện thoại? Mỗi lần được nghỉ về nhà nó đều hỏi cậu có về không? Nó hỏi không thấy phiền nhưng tôi nghe nhiều đến phiền phức. Trước tiên giải quyết sự việc đã, Tôn Nhân Diệu cắt ngang câu nói của Hạ Dương với sắc mặt không lấy gì làm vui. Hắn nói với Tần Lạc, bây giờ không phải là lúc ôn chuyện cũ. Lúc này không có gì hay mà nói, cũng không thiếu con gái. Tôn Nhân Diệu có một cảm giác nguy cơ, người này đã không quá hiền lành, bây giờ lại còn dùng em gái làm mỹ nhân kế. Nếu như Tần Lạc và Hạ Nguyệt Nguyệt kia thật sự yêu nhau, đi tới kết quả cuối cùng, Tần Lạc chính là em vợ của Hạ Dương, khi đó không phải mối quan hệ của mình và Tần Lạc sẽ xa cách hơn một chút sao? Không được, nhất định phải tìm mọi cách chia rẽ. Tôi và Tần Lạc đang nói chuyện, xen vào làm gì hả? Hạ Dương cũng tức giận, hắn nói với vẻ không hài lòng. Tôi nói chuyện với Tần Lạc, có quan hệ gì với cậu? Vậy dựa vào cái gì mà cắt ngang lời nói của tôi? Có quy định nào nói khi người khác nói chuyện tôi không thể xen vào không? Người khác sợ Tôn điên khùng, tôi không có giác ngộ đó thì sao nào? Muốn đánh nhau sao? Chó má thật, Hạ thiếu gia trong mắt tôi chỉ như cục phân. Muốn đánh nhau thì đánh, ai sợ nào? Trước tiên cả hai hãy yên lặng đã nào, Tần Lạc tức giận nói. Hai người này thật là, lúc nào cũng có thái độ như nước lửa không dung. Bình thường cả đời không qua lại với nhau, nay ngẫu nhiên gặp nhau ở đây đã lập tức nhìn không vừa mắt tới mức tranh cãi với nhau. Tần Lạc là người giữa, cũng là người lão luyện trong giải quyết tranh chấp kiểu này. Mỗi khi hai người này tranh chấp nhau tới tình trạng sắp sửa mất khống chế, Tần Lạc phải vội vàng đứng ra hòa giải. Bình thường bọn họ làm vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng lúc này kẻ thù còn chưa giải quyết xong, mâu thuẫn bên trong đã bộc phát, lại còn không sợ người ngoài chê cười nữa chứ. Khi nghe Tần Lạc lên tiếng khiển trách, Tôn Nhân Diệu chỉ hung hăng nhìn Hạ Dương với vẻ uất ức, không nói nữa. Hạ Dương ôm Tần Lạc cười nói, người này chính là con chó, cứ nhìn thấy người là cắn. Ha ha, thôi được tôi không nói nữa, không phải ở phía tây có một thằng hề xấu xa đang nhảy nhót sao? Có gì đáng giá mà Tần đại thiếu gia phải coi trọng? Nếu thật sự muốn tiêu diệt hắn, không phải là chuyện một phút đồng hồ sao? Trần Hữu Thiện vốn đang lo lắng nếu như hai người Tôn Nhân Diệu và Hạ Dương thật sự đánh nhau, mình có cần phải trợ giúp không? Nếu phải trợ giúp thì phải giúp ai bây giờ? Tôn Nhân Diệu là người không thể đắc tội nhưng Hạ gia là chỗ có thể đắc tội sao? Không ngờ Tần Lạc chỉ nói một câu, hai đại thiếu gia mà ông ta sợ hãi nhất lập tức yên lặng. Bà cô của tôi ơi, Trần Hữu Thiện thầm nghĩ, sau này không thể không nghĩ cách gần gũi với hắn thì không thể coi hắn là ân nhân mà phải coi hắn như một thiếu gia. Nếu như tôi có năng lực này, còn tìm cậu làm gì, Tần Lạc cười nói, khi tôi bị người ức hiếp mới gọi điện cho Nhân Diệu. Dương Thành là quê hương của tôi bị người đập phá xe ở ngay quê hương của mình, không phải quá mất mặt sao?
lại còn giả ngu với tôi nữa. Hạ Dương vỗ vỗ vào lưng Tần Lạc, nói mà như muốn nói cho Vương Cửu Cửu nghe. Nếu cô ấy gọi điện thoại cho ông mình, nói không chừng không hiểu ông tôi sẽ nóng vội tới cỡ nào nhỉ. Được rồi, được rồi. Mấy đứa trẻ con chơi đùa với nhau đừng để mấy người bọn họ nhúng tay vào, nếu không sự việc sẽ thay đổi bản chất của nó. Tần Lạc cười xua tay nói, thấy chưa, bọn họ đã mang đội tra xét hải quân tới. Bây giờ thành chuyện lớn rồi. Nhân Diệu có liên quan tới phía chính quyền, chuyện này cậu ấy không nên ra mặt. Những chuyện này đương nhiên nên tìm tôi giải quyết, tìm anh ta làm gì? Tự xem mình như một công cụ sao? Dựa vào cái gì mà phải tìm? Cút đi nếu không tôi cho bọn họ bắt lại. Tại sao tôi phải cút? Tôi không cút đó. Người tới càng lúc càng nhiều, Vương Cửu Cửu đi tới khoác tay Tần Lạc nói. Đây là việc tôi nên làm. Em gái hãy yên tâm. Tôi nhất định sẽ đòi lại món nợ này. Tôi nhất định phải đòi lại thể diện. Hôm nay vì Vương Cửu Cửu đã lên tiếng nên Hạ Dương không còn tâm trạng đấu võ mồm với Tôn Nhân Diệu. Sau khi nói xong, Hạ Dương liền cùng với Hạ Bản ở bên cạnh mình đi về phía Hoa Hạc. Một lần nữa Trần Hữu Thiện trợn mắt há hốc mồm. Trần Hữu Thiện biết gã công tử này có mối quan hệ rất rộng rãi nhưng thật ra không cần coi trọng một cô gái như này. Nói khó nghe một chút, trong mắt mấy người bọn họ, phụ nữ chỉ là một khối thịt có da, khi thích thì bọn họ ôm ấp, khi không thích thì đá văng ra ngoài. Thế nhưng lúc này hình như mấy thiếu gia này rất coi trọng cô bạn gái này của Tần Lạc mà còn có chút gì đó gọi là tôn kính, đúng tôn kính. Tình hình lúc này có gì đó không đúng, cho dù bọn họ tôn trọng Tần Lạc, nể mặt Tần Lạc thì dựa vào cái gì mà khiến những công tử kiêu ngạo này phải có thái độ tôn kính. Người như nào bạn như thế? Một triệu phú thì đương nhiên phải có bạn là triệu phú. Mặc dù những câu này không phải lúc nào cũng đúng nhưng nhất định phải có đạo lý của nó. Duy Nguy biết Tôn Nhân Diệu trong một buổi tiệc, Du Nguy chỉ nhìn thấy Tôn Nhân Diệu từ xa. Khi đó Tôn Nhân Diệu dẫn theo một đám thanh niên mặc quần áo hàng hiệu đi vào. Tuy người này có gương mặt cực kỳ đẹp trai nhưng lại có vẻ không đủ ụp phong thế, nhưng cảnh tượng tiền hô hậu ủng. Và cảnh vô số người tranh nhau nịnh nọt khiến người này cực sáng chói. Bọn họ không đứng lại ở đại sảnh mà người chủ bữa tiệc mời ngay bọn họ vào phòng riêng. Khi đó Du Nguy đã hỏi một người bạn bên cạnh mình, hỏi người này là ai. Người bạn đó nói với sắc mặt đầy thâm ý rằng đó là Tôn Nhân Diệu, Dương Thành Tam Tú. Tôn Nhân Diệu, anh ta nhớ rõ gương mặt này. Nhớ kỹ cái tên này. Không phải vì muốn nịnh nọt, Du Nguy biết rõ bản thân mình rất khó tiếp cận Tôn Nhân Diệu mà chỉ là vì sự liên kết khoảng cách. Có những người không thể làm bạn nhưng cũng tuyệt đối không thể làm kẻ thù. Năng lực của những người này quá khủng, lật tay làm mây, úp tay làm mưa, giẫm chết một người chỉ như giẫm nát một kiến vậy. Thế nhưng điều Du Nguy không ngờ là chuyện này kinh động tới Tôn Nhân Diệu. Hơn nữa Tôn Nhân Diệu đã đi thẳng tới chỗ người thanh niên bị Hoa Hạc đập xe kia, khiến anh ta thậm chí còn không có cơ hội lên tiếng. Duy Nguy cực kỳ lo lắng, cực kỳ sợ hãi nhưng anh ta không lập tức. Bởi vì Du Nguy biết Hoa Hạc có chổng lưng rất mạnh trong quân đội. Chỉ cần Hoa Hạc đồng ý ra tay, gã thanh niên kia sẽ không thể làm được gì bọn họ. Sau khi chuyện hôm nay giải quyết xong, ngày mai sẽ chuẩn bị hậu lễ đi gặp gã Vương Bát Đản kia với thái độ hạ mình một chút, tươi cười nhiều hơn một chút, gã thanh niên kia nhất định sẽ không làm khó mình, đúng không? Cho dù kết quả cuối cùng là như nào đi nữa, không phải chính mình đã biểu diễn thực lực sao? Quả nhiên Hoa Hạc đã ra chiêu khiến những người kia sợ ném chuột vỡ đồ quý. Du Nguy vốn nghĩ rằng tình hình đang tiến triển theo những gì anh ta dự tính. Khi sự việc đang lâm vào trạng thái giằng co, chính mình sẽ kịp thời xuất hiện nói mấy câu xin lỗi, bồi thường hậu hĩnh. Cho dù là gã thanh niên mặc trường bào hay Tôn Nhân Diệu, hay là Hoa Hạc, đây chính là một lối thoát để giữ thể diện cho bọn họ. Thế nhưng tình hình một lần nữa biến chuyển theo hướng khác. Hạ Dương tới. Du Nguy không quen biết Tôn Nhân Diệu là vì Tôn Nhân Diệu là kẻ chơi bời lêu lổng. Hạ Dương thì khác, Hạ Dương chính là thương nhân thành công nhất Dương Thành, không cả các tỉnh thành phía Nam. Chính anh trai Du Nguy là Du Long khi nhìn thấy Hạ Dương cũng phải niềm nở chào một câu, Hạ Tổng. Du Nguy đã hỏi anh trai Du Long về thân phận của Hạ Dương. Du Nguy đã chỉ lên đỉnh đầu mình, Du Nguy đã hiểu. Thế nhưng bây giờ Du Nguy thấy Hạ Tổng đã đứng về phía gã thanh niên mặc trường bào. Kia, gã thanh niên mặc trường bào, Hạ Dương, Tôn Nhân Diệu, chẳng lẽ đây chính là Dương Thành Tam Tú sao? Du Nguy tự tát vào mặt mình, mắng, đúng là đầu lợn. Tại sao không hòa giải sớm một chút, còn chờ Hoa Hạc biểu diễn lực lượng nữa chứ? Đây chính là Dương Thành Tam Tú mà.
Du Nguy vội vàng chạy tới đứng trước mặt Hạ Dương, tươi cười, cúi đầu. Ân cần chào hỏi, Hạ Tổng, đã lâu rồi không gặp mặt. Hôm nay sao ngài rảnh rỗi tới em gì vậy? Hạ Dương đứng lại, nhìn Du Nguy hỏi, là... Kẻ bất tài Du Nguy đã cùng anh là Du Long tới công ty thăm Hạ Tổng. Du Nguy cười nói. Đôi mắt đẹp nhìn Hạ Dương chăm chú như thể muốn khôi phục trí nhớ của Hạ Dương về bọn họ. Cuối cùng Hạ Dương vuốt cằm nói, ồ, đúng rồi. Khi nghe thấy Hạ Dương đã nhớ ra mình, Du Nguy vui mừng nói, Hạ Tổng, khách sạn này là của kẻ hèn này. Ngài có thể vào trong ngồi một lát không? Ồ, mở em gì? Nụ cười trên gương mặt Hạ Dương cứng đơ, sắc mặt phục trở nên âm trầm. Đúng vậy, Du Nguy cứng đơ cả người nhưng vẫn cố kiên trì, nhân viên khách sạn không hiểu chuyện, làm sai với vị khách kia. Tôi xin mời Hạ Tổng nói giúp mấy câu, tôi xin nhận lỗi, chịu mọi bồi thường. Binh! Hạ Dương vung tay tát vào mặt Du Nguy vì Hạ Dương dùng sức quá mạnh nên một nửa khuôn mặt đẹp trai của Du Nguy sưng đỏ, cả người lảo đảo, lùi lại sau mấy bước. Lại đây, tương đương Hạ Dương mắt hổ lóe tinh quang, hắn nhìn chằm chằm vào Du Nguy và nói. Du Nguy do dự một lát rồi vẫn cắn răng đi tới. Đứng ở ngay vị trí lúc trước. Binh! Lại một cái tát. Chương 1112, Thanh Tràng. Hoa Hạc, con mẹ nó! Mày đang nói tiếng người sao? Cuối cùng Du Phi Dương cũng bị chọc giận, cái gì gọi là chuyện bên ngoài mày không quản được. Khi mày muốn cưới con gái nhà người ta sao mày không nói những câu này? Du gia chúng tao dựa vào nhà mày để kiếm tiền nhưng không có nghĩa là chúng tao phải làm nô tài cho chúng mày. Nếu như mày không ra ngoài nói đỡ cho ông ấy, hôm nay mọi người sẽ cá chết lưới rách. Đột nhiên Hoa Hạc quay người, ánh mắt gã ngập tràn mùi tử khí, mày đang uy hiếp tao. Là mày không cho chúng ta con đường sống, Du Phi Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Khi bị Hoa Hạc nhìn chằm chằm, đột nhiên Du Phi Dương có cảm giác tim đập hỗn loạn, khi nhớ tới những thủ đoạn đối phó với người khác của Hoa Hạc, Du Phi Dương không khỏi lạnh lưng. Anh hãy nhìn xem chú tôi bị chúng đánh như nào kìa. Nếu như anh không cho người đi hỗ trợ, nhất định chú tôi sẽ bị đánh chết. Anh sợ cái gì, với thân phận của anh thì sợ cái gì chứ? Anh hãy cho những người này tới ngăn cản chúng lại xem chúng có dám từ chối không? Hoa Hạc thở dài, chỉ tay vào Du Nguy và nói với gã đàn ông cao to, người kia là bạn của tôi, hãy tới nhận anh ta. Gã đàn ông cao to liếc nhìn Du Nguy, thì thào với Hoa Hạc, như vậy không hay đâu. Chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện địa phương. Anh ta là bạn của tôi, là gia đình quân nhân. Hoa Hạc lạnh lùng quát. Gã đàn ông cao to do dự một lát rồi đi tới trước mặt Hạ Dương, quát, anh bạn hãy dừng tay. Binh! 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 Hạ Dương vẫn như không nghe thấy, tiếp tục đánh. Nếu như người khác nói cái gì cũng phải nghe theo thì đối với Hạ đại thiếu gia, không phải quá mất mặt sao? Tôi bảo anh dừng tay lại, gã cao to tức giận, đáng vẻ như chuẩn bị ra tay. Tuy gã cảm thấy nhúng vào chuyện địa phương không đúng lắm nhưng người này hoàn toàn không coi trọng bọn họ. Điều này đã chọc vào lòng tự tôn của gã. Anh ở đơn vị nào? Hạ Bản đi lên, bình tĩnh hỏi. Gã cao to móc chứng minh trong người ra đưa. Hạ Bản nhìn thoáng qua rồi ném vào mặt gã đàn ông quát to, là ai phái các người tới? Từ khi nào đội tra xét có quyền lực lớn như này hả? Đốc thúc hải quân thì không nói, từ khi nào các anh có quyền quản lý cả bộ đội ở đất liền vậy? Khi thấy Hạ Bản chất vấn với thái độ của bậc bề trên, gã đàn ông không khỏi thầm sợ hãi nhưng vẫn cố cứng cỏi hỏi lại, ông là người của đơn vị nào? Dựa vào cái gì mà ông can thiệp vào chuyện của chúng tôi? Không biết sống chết gì cả. Danh tiếng quân nhân của chúng ta đã bị lũ bại hoại các người phá hỏng hết rồi. Hạ Bản móc chứng minh của mình ở trong túi ra. Khi nhìn thấy tấm các nhỏ màu xanh có quốc huy chạm nổi, gã đàn ông thầm kêu xui xẻo. Tới khi gã đàn ông nhìn thấy chức vụ và cấp bậc của ghi tên giấy, suýt chút nữa gã té phịch xuống đất. Cộp! Lập tức gã đứng thẳng người, cung kính chào, nói, kính chào thủ trưởng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Một lần nữa mọi người ngây ra. Tại sao người Hoa Hạc gọi tới lại chào người của Hạ Dương mà lại còn gọi là thủ trưởng gì đó nữa chứ? Ông ta là thủ trưởng. Là thủ trưởng gì vậy? Tần Lạc và Tôn Nhân Diệu vì đã từng trải qua những chuyện như này nên không ngạc nhiên. Hạ lão gia chính là nguyên lão cấp quốc gia, mặc dù Hạ Bản chỉ là thư ký kiêm trương hộ vệ nhưng người như Hạ Bản khi ra ngoài, ngay cả tư lệnh quân khu cũng phải cẩn thận đối đãi. Liệu có ai biết người này có nói bậy bạ về mình mấy câu trước mặt Hạ lão gia không? Quân đội thành một hệ thống riêng, cực kỳ chú ý quan hệ và bối cảnh. Mặc dù Hạ lão gia đã cao tuổi,
cũng không còn đảm nhận chức vụ lãnh đạo, nhưng chỉ cần ông nói một câu, cả giới quân nhân phía Nam sẽ phải run rẩy. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao người ta gọi Hạ Dương là Nhất Ca mà không gọi con trai tư lệnh đại quân khu phía Nam là Nhất Ca, vì tư lệnh đại quân khu phía Nam chính là do Hạ Lão ra chính tay đề bạt. Biệt danh Nhất Ca này của Hạ Dương chính là một cái tên thuộc về số mệnh, không thể thoát khỏi nó. Đây chính nội tình trong nước, những người có quyền, có tiền không nhất thiết là những người có thể nhìn thấy rõ như ban ngày. Những kẻ ngốc nằm trong bảng xếp hạng của Forbes đừng có vội mừng. Nếu như bọn họ có dũng khí xếp hạng những người thực sự có tiền này, không còn người của quốc gia nào xuất hiện trên cái bảng Forbes đó nữa. Những người mà bạn không nhìn thấy đó, thực lực của bọn họ mới thực sự khủng khiếp. Hãy mang người của mình về, đừng có ở chỗ này làm mất mặt ta. Còn về chuyện trừng phạt các anh, ta sẽ đích thân gọi điện cho Điên Trấn Đông Hạ bản thăng thường nói. Dạ, thủ trưởng một lần nữa gã đàn ông cung kính chào, sau đó gã quay người, vung tay ra hiệu. Những thuộc hạ do gã mang tới lập tức tập họp, sau khẩu hiệu chạy bộ, bọn họ thực sự chạy bộ như chạy trốn. Hoa Hạc ngây người. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người là do gã gọi tới, tại sao lại nghe lời người khác bỏ chạy? Thậm chí khi bỏ đi còn không nói với gã một câu, giống như gã là một ôn thần vậy. Nếu như Hoa Hạc thực sự biết rằng trong suy nghĩ của người đàn ông cao to Hoa Hạc tự so sánh với ôn thần này thực tế còn không bằng cục phân chó, nhất định Hoa Hạc sẽ phải thu lại sự kiêu ngạo bẩm sinh của mình. Cuối cùng Hạ Dương cũng dừng tay, hắn móc một chiếc khăn tay trắng, lau vết máu ở bàn tay. Thế nào, hết giận chưa? Hạ Dương cười tủm tỉm nhìn Vương Cửu Cửu hỏi nhỏ. Vân còn một chút nữa, Vương Cửu Cửu liếc nhìn Hoa Hạc và Du Phi Dương nói. Ha ha, đây là chuyện của người đàn ông của cô. Tôi không thể tranh giành phần vinh dự này, nếu như tôi tranh phần này, nhất định cô sẽ hận tôi. Hạ Dương cười ha hả nói. Hạ Dương nhìn Tần Lạc cười nói, bây giờ chúng ta đã thanh toán xong. Bây giờ tới cậu, nam diễn viên chính ra ngoài thể hiện mình. Chương 1113, cây súng. Không phải tôi đã nói với cậu là hàng ngày cậu quá hạ mình sao? Bây giờ có những người con mắt chó nhìn người rất kém. Nếu như cậu giống như những người khác, đi tới đâu cũng có một đám đàn em vây xung quanh, còn ai dám coi thường cậu nữa không? Hạ Dương cười nói, có lẽ vì Hạ Dương muốn trả thù Tôn Nhân Diệu tội quấy rầy khi hắn đang nhận em rể nên trong khi đang nói rất bình thường đột nhiên chuyển hướng, sặc mùi vị châm chọc, trả thù cá nhân. Vương Bát Đản. Có tin lão tử xe rách cái miệng của mày ra không? Tôn Nhân Diệu bị chọc tức tới mặt đỏ tía tai. Hai mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào Hạ Dương. Tôn Nhân Diệu hiểu rõ rằng người chạy sổ bốn xung quanh, lúc nào cũng dẫn theo một đám đàn em chính là chi đích danh Tôn Nhân Diệu hắn. Này nhân yêu, có bản lãnh, thì xông tới đây đi. Hạ Dương nhún nhún vai vẻ thờ ơ nói. Hai người các cậu yên tĩnh một lát có được không? Tần Lạc nói vẻ bất đắc dĩ. Muốn làm ầm ĩ thì đi tìm nơi nào ít người mà gây chuyện. Làm trò trước mặt bao người thế này, hai cậu không cảm thấy rất mất mặt sao? Trần Hữu Thiện nhanh chóng quay mặt đi, làm bộ mình không nhìn thấy những gì đang xảy ra. Càng tiếp xúc càng thú vị, càng tiếp xúc càng kinh hãi. Hai vị công tử đanh tiếng nhát Dương Thành lại bị quản thúc bởi một thầy thuốc nhỏ nhoi. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, không phải sẽ gây chấn động sao? Mặt Du Nguy bị đánh sưng vù. Hai hốc mắt và khóe miệng vẫn còn đang chảy máu nhưng anh ta không dám lau đi. Đương nhiên Du Nguy cũng không muốn lau đi. Du Nguy muốn mượn hình dáng khốn khổ này mới khiến khi mình đứng trước mặt những người này mới có dáng vẻ đáng thương, đúng không? Du Nguy khom người đi tới trước mặt Hạ Dương, nói vẻ lấy lòng, Hạ Tổng, ngài đã hết giận chưa? Nếu chưa hết giận, ngài có thể đánh tiếp. Hôm nay quả thật tôi đã sai. Tôi xin lỗi Hạ Tổng, cũng như xin lỗi Tôn Đại Thiếu Gian, vị tiên sinh và cô gái này. Hạ Dương cười tủm tỉm nhìn Du Nguy nói, ông chủ Du có vẻ rất biết điều. Nếu như có thể làm mấy vị đại thiếu gia vui vẻ. Gương mặt này của tôi đáng gì? Hạ Tổng, ngài xem tiếp theo nên làm thế nào? Tôi xin nghe lời Hạ Tổng, mấy câu này Du Nguy ẩn chứa ý đồ rất rõ ràng. Tôi đã hạ thấp mình rồi. Quyền quyết định chuyện này đã giao vào tay các anh. Như vậy mà các anh vẫn không biết xấu hổ. Ra tay tàn nhẫn sao? Ông chủ Du, tôi không dính vào chuyện này. Người bạn này của tôi sẽ quyết định. Hạ Dương chỉ vào Tần Lạc nói. Ông có thể khiến anh ấy tiêu tan tức giận, chuyện hôm nay coi như xong. Du Nguy vội vàng đi tới trước mặt Tần Lạc, áy náy nói, thiếu gia, tôi thật sự xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện như vậy.
vì tôi quản lý không nghiêm nên đám bảo vệ mới dám làm chuyện coi thường luật phép như vậy. Ngài xem cần phải làm gì để có thể làm tiêu tan cơn tức giận. Hay ngài tiếp tục đánh tôi? Quản lý không nghiêm, Tần Lạc cười nhạt nhìn chằm chằm vào Du Nguy, ông chủ Du. Ý của ông nói là chuyện này hoàn toàn không liên quan tới ông. Chỉ do mấy người bảo vệ tự mình làm, đúng không? Chúng tôi đổ oan cho ông, phải không? Du Nguy cau mày thầm nghĩ. Anh ta quá thật muốn đẩy phần trách nhiệm này lên đám bảo vệ nhưng không ngờ gã thanh niên này quá nhạy cảm. Anh ta chỉ nói hàm hồ như vậy mà gã đã bắt bẻ, không buông tha. Không phải vậy, không phải vậy, đây chính là trách nhiệm của tôi. Hoàn toàn là trách nhiệm của tôi. Du Nguy nhìn thấy ánh mắt hai người Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu đang chăm chú nhìn mình, anh ta vội vàng chắp tay xin lỗi, đây là khách sạn của tôi. Toàn bộ sự việc xảy ra ở đây đều là trách nhiệm của tôi. Hoàn toàn không liên quan tới người khác. Không liên quan tới bất kỳ người nào khác sao? Tần Lạc nheo mắt cười hỏi. Nếu như ông chủ Du đã nói như vậy, tôi chỉ muốn hỏi một chút. Trước đây tôi và ông chủ Du đã từng gặp nhau chưa? Không. Không có xảy ra mâu thuẫn nào. Hoàn toàn không có. Tôi có làm chuyện gì có lỗi với ông chủ Du không? Sao lại thế? Hoàn toàn không có chuyện này. Tôi tới đây ăn cơm. Ông có nhất thiết phải đập phá xe của tôi không? Du Nguy há miệng nhưng lại không biết nên trả lời như nào mới phải. Anh ta mới nói chuyện này hoàn toàn là trách nhiệm của anh ta, bây giờ anh ta mà nói không biết, không phải chính mình vác đá đập vào chân mình sao? Ông chủ Du, chúng tôi cũng muốn một câu giải thích. Tôn Nhân Diệu thản nhiên nói. Chẳng lẽ khi muốn ức hiếp bạn của tôi thì cho người đập phá xe sao? Ông muốn thể diện, chúng tôi cũng muốn thể diện. Du Nguy nghiến răng nói. Tôi biết cần phải làm như thế nào. Du Nguy đi tới trước chiếc Ferrari đỏ của mình, lấy một thanh sắt từ sau xe ra, vung thanh sắt đập xuống đầu xe. Bịch! Mặc dù chiếc xe này quý giá nhưng khi bị vật nặng liên tục đập lên. Chỉ một thoáng đầu chiếc xe đã lõm xuống. Bịch! Du Nguy vung gậy đập vào đèn xe. Chiếc đèn trước của xe rất đẹp lập tức nát vạm thành một đống thủy tinh. Bịch! 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 Du Nguy hành động giống như bản thân mình có oán thù với chiếc Ferrari này. Anh ta nghiến răng nghiến lợi vung gậy đập xuống, gậy nào cũng cực mạnh, mỗi một gậy đều nện xuống vị trí quan trọng, tay lái. Khí cụ, động cơ, chiếc xe trị giá mấy triệu tệ nhanh chóng biến thành một đống sắt phế liệu. Đây không phải là qua loa, làm chiếu lệ, căn cứ theo giá trị thị trường, cho dù bạn có đưa chiếc xe này tới gara sửa chữa thì chỉ e tiền sửa xe cũng đủ mua một chiếc xe mới. Cho nên có thể nói chiếc xe đã hoàn toàn bị đập nát. Mỗi một gậy của Du Nguy đập xuống đều giống như đâm một đao vào bụng những người phụ nữ có mặt ở nơi này. Đây là chiếc Ferrari mà, tại sao lại đập phá vậy? Hãy để cho em, cả đời này em làm vợ bé. Làm tình nhân hay bảo mẫu gì đó cho anh cũng được. Một gậy của Du Nguy đánh xuống lốp xe, không ngờ chất lượng lốp xe quá tốt, lực phản quá mạnh, cây gậy sắt trong tay Du Nguy bắn ngược lại. Đập mạnh vào bụng anh ta. Du Nguy ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất một lúc lâu. Đầu tới mức giàn giụa nước mắt. Đợi tới khi cơn đau đớn qua đi. Du Nguy đứng dậy, đi tới trước mặt Tần Lạc cười tươi nói. Căn cứ theo căn dặn của ngài, chiếc xe đã bị đập nát. Cái gì mà căn cứ theo phân phó của tôi? Tần Lạc buồn bực nói. Tôi còn tưởng rằng anh muốn cho người khác chứng kiến một cảnh tượng khác người nên mới đập chiếc Ferrari của mình làm trò vui. Tôi bảo anh đập xe của anh lúc nào? Điều này có gì liên quan tới tôi? Du Nguy suy nghĩ, suýt chút nữa anh ta không nhịn được vung tay tự vả cho mình mấy cái. Hôm nay có chuyện gì với mình vậy? Tại sao mình liên tục mắc phải mấy sai lầm sơ đẳng như này? Dương Thành Tam Tú là ai nào? Tất cả đều là những nhân vật. Trong nhà bọn họ đều có những đại nhân vật chống lưng. Mặc dù quan hệ trong nhà bọn họ cao tới mức nào nhưng tóm lại bọn họ vẫn chú trọng tới thể diện. Nếu như chuyện hôm nay bọn họ bức bách anh ta phải đập xe của mình truyền ra ngoài, không phải điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của bọn họ sao? Dạ dạ, là tôi nói sai, tôi cảm thấy màu của chiếc xe này quá chói lọi, thô tục nên tôi muốn đập nát để đôi một chiếc xe khác. Du Nguy vội vàng đôi giọng. Xe của anh đã đập xong rồi, anh có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa? Tần Lạc không muốn tiếp tục dây dưa tới chuyện kia nữa, chúng ta không thù không oán. Vì sao các vị muốn đập phá xe của tôi? Du Nguy bị thằng nhãi này bức bách tới phát khóc, anh ta vốn nghĩ sau khi mình đập phá chiếc Ferrari của mình, gã này sẽ không tiếp tục truy hỏi vấn đề này nữa, không ngờ gã này vẫn không có ý bỏ qua.
thế nhưng Du Nguy thật sự không biết cần phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Du Nguy biết người sai đập xe chính là Hoa Hạc, nhất định Du Phi Dương cũng tham gia vào chuyện này. Khi những người này hỏi vấn đề này, đương nhiên muốn anh ta khai hai chủ mưu thực sự ra. Anh ta có thể làm vậy không? Hoa Hạc thì anh ta không thể đắc tội. Du Phi Dương, anh ta không muốn cháu mình bị thương. Thế nào, không định trả lời tôi hả? Tần Lạc cười nói, nếu như ông chủ Du tình nguyện gánh tất cả trách nhiệm thì cũng không sao. Thế nhưng tôi là người thù đai. Bồng Dung bị người ta chơi mình một vố, tôi không thể nuốt trôi cục tức này. Sau này nhất định tôi sẽ đòi lại, nếu như vậy có thể ông chủ Du sẽ không thể sống ở Dương Thành được nữa. Không phải tôi đang đe dọa ông chủ Du mà đây chính là sự thật. Đương nhiên Du Nguy biết gã này đang nói sự thật, không sống được chỉ là chuyện nhỏ. Điều khiến Du Nguy thực sự lo lắng chính là đang lái xe trên đường sẽ bị người chặn xe đập phá, tông xe. Sắc mặt Du Nguy biến đổi khôn lường, một lát sau anh ta hạ quyết tâm, gọi to, Du Phi Dương, lại đây. Du Phi Dương biết bản thân mình cần phải xuất trận hơn nữa, anh ta cũng hiểu sứ mạng của mình khi xuất hiện. Du Phi Dương liếc nhìn Hoa Hạc đang hồn bay phách tán đứng một chỗ, căn bản gã không quan tâm tới những chuyện khác. Khi có chỗ dựa dẫm, gã dương nanh múa vuốt, nhưng khi chỗ dựa đẫm bị người ta đánh tan tác, gã bị một đòn đả kích chí mạng. Tần Uyển Như cầm chặt cánh tay Du Phi Dương, không muốn cho anh ta đi tới. Du Phi Dương hất tay cô ta ra, sau đó đi tới trước mặt Du Nguy. Xin lỗi, Du Nguy nói, hãy xin lỗi các thiếu gia. Không cần xin lỗi, Tần Lạc xua tay nói, tôi không nghĩ xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề. Tôi chỉ cần biết sự thật, hãy nói cho tôi biết chân tướng sự việc. Tôi thích Phương Cửu Cửu, tôi chỉ muốn thể hiện trước mặt cô ấy thôi. Đập xe của anh chính là khiến anh mất mặt, thể hiện anh là người vô năng. Du Phi Dương biết chính mình phải gánh vác chuyện này, không thể trông cậy vào Hoa Hạc, cũng như anh ta tuyệt đối không thể bán đứng Hoa Hạc. Du Nguy vung tay tát Du Phi Dương mắng, khốn nạn. Cả ngày không chịu khó học hành, chỉ biết ăn chơi. Vương Tiểu Thư là cô gái để cho mày thích hả? Hãy nhìn bộ dạng như tiêu quy của mình xem. Mày muốn làm mất mặt người ta à? Mày muốn người ta vô năng sao? Bây giờ là mày đang mất mặt ở đây, là hạng vô năng đó. Tần Lạc cười tủm tỉm nhìn hai chú cháu đang diễn, nói, xem hai người phối hợp không tốt lắm. Tần Lạc nhìn chằm chằm vào Du Phi Dương nói, làm cây súng cho người ta thì phải có giác ngộ của cây súng. Làm tốt thì có thưởng, làm xấu thì sự trừng phạt này do chính anh phải gánh chịu. Binh. Chương 1114, chân chó. Hãy cẩn thận suy nghĩ đi, không cần nóng vội trả lời câu hỏi của tôi, giọng nói Tần Lạc ôn hòa nhưng không mất đi sự uy nghiêm. Thế nhưng tôi có thể nói với anh, trừng phạt đó không nhẹ đâu. Nếu như anh đã ức hiếp bạn của tôi, món nợ này nhất định phải đòi trên người của anh. Tôn Nhân Diệu cười nhạt nói, cuộc đời này của anh không cần phải lái xe nữa. Chỉ cần tôi biết anh lái xe, tôi sẽ cho người tới đập nát, anh mua một chiếc, tôi đập một chiếc, cuộc sống của tôi rất nhàm chán, có thể tìm được vài việc thú vị để làm cũng hay. Không thể dễ dàng tha cho hắn, Hạ Dương cười nói, chúng ta có cần đòi chi phí xuất trận không nhỉ? Bình thường tôi không tham gia vào những chuyện như này. Trên thế giới này không có tình yêu vô cớ cũng như không có thù hận vô cớ. Đúng như mấy vấn đề Tần Lạc chất vấn, trước sự kiện lần này, hắn chưa từng gặp mặt Du Nguy, hai người chưa từng xảy ra mâu thuẫn với nhau, cũng chưa từng làm gì mà phải xin lỗi Du Nguy, vậy tạo sao Du Nguy phải sai người đập xe của hắn? Đương nhiên kẻ đầu sỏ gây tội không phải là anh ta. Thế nhưng có thể mở một khách sạn MG danh tiếng như này ở một thành phố như Dương Thành, khẳng định ông chủ này không phải là kẻ ngốc. Nếu không ngốc, tại sao Du Nguy phải làm như vậy? Điều này nói rõ anh ta không phải chủ mưu của chuyện này nhưng lại chủ động đứng ra gánh chịu, anh ta ấm đầu hả? Lợi ích này là gì? Tần Lạc không quan tâm tới vấn đề này. Hắn chỉ cần điều tra tìm hiểu màn độc thủ ở sau lưng, điều tra rõ nguyên nhân của sự việc này. Vì từng trải qua nhiều sự kiện nên suy nghĩ của Tần Lạc cực kỳ nhạy cảm. Vì đã rất nhiều lần rơi vào cảnh khốn cùng, đối mặt với cái chết, tìm được đường sống trong chân tơ kẽ tóc. Tần Lạc cực kỳ ghét cay ghét đắng nhưng âm mưu âm hiểm. Hắn chưa từng chủ động động vào bất kỳ ai nhưng những phiền phức hắn gặp phải thì vô số. Biết người, biết mặt không biết lòng, ai biết được liệu những người này chỉ muốn đập một chiếc xe khiến bản thân mình mất mặt hay không? Ai biết được những người này còn chuẩn bị chiêu mờ ám nào ở sau không? Mà cho tới tận lúc này Du Nguy vẫn đang đấu giếm, thậm chí còn gọi thêm Du Phi Dương tới diễn trò.
Rốt cuộc lợi ích này lớn tới mức độ nào mà khiến anh ta không tiếc phải đắc tội với Dương Thành Tam Tú? Đê Nguy đã hiểu rất rõ rằng nếu anh ta tiếp tục chơi trò lừa gạt, anh ta càng gánh chịu thêm phiền toái, nhưng anh ta vẫn làm như vậy. Như vậy lai lịch của thằng kia nhất định không nhỏ. Tần Lạc hiểu rằng có lẽ chuyện này có liên quan tới đẳng cấp của thằng có tên Hoa Hạc kia, nhưng hắn chỉ đoán thế. Hắn tuyệt đối không thể đi tới rồi đánh cho thằng Hoa Hạc đó một trận, nói, tao nghi ngờ mày sai người đập xe của tao. Hắn cần một người làm chứng, một cái cớ danh chính ngôn thuận để tấn công. Điều càng khiến Tần Lạc tức giận là Du Nguy và Du Phi Dương vẫn không từ bỏ, không biết vì lợi ích hay sợ vì đắc tội. Chẳng lẽ hai người này cảm thấy ức hiếp một người tốt dễ dàng hơn sao? Hai chú cháu Du Nguy thật ra đã tính toán rất kỹ, gánh tất cả tội trạng lên người mình. Khi sự việc hôm nay qua đi, khi đó bọn họ sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Hoa gia, sau này lợi nhuận hàng năm có thể tăng mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Đây chính là sự khác biệt của 1 triệu với mấy chục triệu đó. Bị người tạt tai mấy cái thì tính là gì? Thế nhưng hai chú cháu Du Nguy không hiểu một điều là, Tần Lạc không có ý bỏ qua. Giống như trên báo chí đã từng đăng, mỗi khi có một quan chức chính phủ phạm tội, sẽ có một cấp dưới đứng ra nhận tội thay, gọi là lâm thì công. Vì sao những lâm thì công này vui mừng đứng ra gánh tội thay? Vì bọn họ hiểu một điều, những tổn thất chỉ là ở ngoài ánh sáng, còn những đền bù tổn thất cho bọn họ trong bóng tối. Thật sự còn khủng hơn tổn thất nhiều. Không nghi ngờ gì nữa, Du Ngu và Du Phi Dương chính là lâm thì công Hoa Hạc ném ra ngoài. Tần Lạc không thể thu thập được những lâm thì công khác, nhưng hắn quyết tâm đánh đổ hai lâm thì công này. Không cần nghĩ tới những chuyện khác, hắn nhất định phải lôi cổ tên đầu sỏ của chuyện này. Quả nhiên sau khi Tần Lạc nói xong, hai mắt Du Phi Dương liên tục đảo đi đảo lại. Tại sao Du Phi Dương làm lính tiên phong xung trận cho Hoa Hạc? Đó là vì Hoa gia của Hoa Hạc có thể mang lại lợi ích khổng lồ cho Du gia của anh ta. Du Phi Dương vốn chỉ nghĩ Tần Lạc chỉ là một người nhỏ bé, giẫm một cái là chết, chết đứng vây xung quanh như này. Hai người cứ ngồi đi, chúng tôi chỉ đứng xem thôi, Hạ Dương đứng trước cửa, hai tay khoanh trước ngực. Nói, Tôn Nhân Diệu bực bội liếc nhìn Hạ Dương. Hạ Dương đã chiếm đoạt mất lời thoại của hắn. Đại thiếu gia, ngài muốn uống gì, trà hay cà phê? Tôi có mấy chai La Phi lâu năm, bình thường không dám uống. Hôm nay có khách quý tới, Du Nguy khẩn khoản chiêu đãi. Không cần Tần Lạc nói, hắn đứng dậy, đi đạo quanh phòng một vòng, sau đó tháo cây gậy đánh gôn đang treo trên tường xuống. Đại thiếu gia cũng thích chơi gôn sao? Du Nguy cười hỏi. Không chơi, Tần Lạc thẳng thắn nói. Sau khi Tần Lạc thử độ cứng của cây gậy đánh gôn, hắn cực kỳ hài lòng. Tần Lạc bỏ cây gậy đánh gôn trước mặt Du Phi Dương, cười nói, anh đã thích làm chân chó của người khác, vậy hãy tự đánh gãy chân của mình đi. Chết thì cũng đã chết rồi, đây không phải là lần đầu tiên hai người Du Phi Dương. Hoa Hạc làm chuyện này, đối với gia đình bọn họ mà nói, việc giẫm chết mấy tên ma cà bông không tiền, không quyền thì có đáng gì không? Nếu ngay như việc thể hiện quyền lực còn không được, cuộc sống của bọn họ còn có ý nghĩa nữa không? Thế nhưng cả hai thật sự không ngờ hôm nay cả hai đã đá vào một miếng sắt. Đá vào miếng sắt còn chưa tính là gì. Du Phi Dương hiểu rất rõ thân phận của Hoa Hạc, biết Hoa Hạc có thể điều động quân đội, thế nhưng kết quả bên kia người tới còn khủng bố hơn, đuổi ngay người của Hoa Hạc về. Mấy người Hoa Hạc vốn muốn những kẻ cai phải quỳ trên mặt đất để hát bài ca chinh phục, không ngờ tới lượt những kẻ kia ca bài ca đó. Nói ra chân tướng của sự việc, bản thân mình sẽ thoát khỏi chuyện này, nhưng Hoa Hạc lâm nguy. Việc làm ăn trong nhà cũng mất đi, mà chính Hoa Hạc sau này cũng sẽ không tha cho anh ta. Giấu giếm, không đối phó được với những người này, nhưng so sánh với nhau, Hoa Hạc càng nguy hiểm hơn. Vì vậy Du Phi Dương kiên cường nói, tôi không làm khẩu súng cho người ta. Chuyện này chính do tôi gây nên, chuyện tôi thích Phương Cửu Cửu ai cũng biết, không tin anh có thể hỏi bạn học của tôi. Đúng đúng. Tôi có thể làm chứng, Tần Uyển Như chạy tới nói, Phi Dương liên tục theo đuổi Vương Cửu Cửu. Chuyện này ai cũng biết. Tôi có thể làm chứng. Anh hãy tới học viện hỏi bất kỳ người nào cũng thế. Tất cả mọi người đều biết. Phi Dương chỉ muốn đùa cợt với cô một chút thôi. Cửu Cửu, cô hãy mau nói giúp Phi Dương đi. Những người bạn học khác cũng chạy tới bên này. Dù sao đi nữa cũng ăn của người ta rồi. Mặc dù những học viên này sợ Tần Lạc và hai người Tôn Nhân Diệu, Hạ Dương bên cạnh, bọn họ vẫn tình nguyện đứng ra nói dối. Nếu khi bước vào căn phòng đó, nhận ra ánh mắt của Du Phi Dương nhìn Hoa Hạc, Tần Lạc đã tin lời bọn họ nói.
thế nhưng Tần Lạc đã sớm biết chuyện không đơn giản như này. Hết lần này tới lần khác, lũ người này chỉ coi hắn là tên ngốc. Được rồi, tôi tin tưởng anh, Tần Lạc gật đầu nói. Tần Lạc quay người nói với Hạ Dương và Tôn Nhân Diệu, đứng bên ngoài này hơi mệt mỏi. Chúng ta vào bên trong nói chuyện. Đúng đúng, vào bên trong nói tiếp, Du Nguy gập đầu như bổ củi. Thầm nghĩ, chỉ cần bọn họ đồng ý vào trong nhà, mình xin lỗi cẩn thận, sau đó bồi thường một ít tổn thất, không phải chuyện này đã được giải quyết sao? Lần này hai chú cháu Du Nguy nghiến răng nghiến lợi không khai gã Hoa Hạc này ra, khiến Hoa Hạc này nợ bọn họ một món nợ rất lớn. Nếu như người Hoa gia biết chuyện này, bọn họ còn không bồi thường hậu hĩnh sao? Sang năm nắm được họp đầu mấy trăm triệu không còn là vấn đề lớn nữa rồi. Em khát nước, Vương Cửu Cửu yểu điệu nói. Vì Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đã nói thế, Tôn Nhân Diệu và Hạ Dương đều không phản đối. Trần Hữu Thiện, ông ta căn bản không đủ tư cách phản đối. Vì vậy Tần Lạc cầm tay Vương Cửu Cửu đi trước, Đăng Huy đi ở bên cạnh dẫn đường. Hai người Tôn Nhân Diệu và Hạ Dương đi song song ở đằng sau thế. Nhưng ánh mắt hai người như đang nhìn lỗ mũi của mình, căn bản như không thấy người bên cạnh. Hạ Bản đi theo sau Hạ Dương, giống như một thư ký vậy. Sau đó mới tới Trần Hữu Thiện, đám người Du Phi Dương. Tần Uyển Như, đám khách hàng cũng muốn đi theo xem náo nhiệt nhưng bị cảnh sát ở cửa cản lại. Bọn họ đứng vây quanh chiếc Ferrari, thở dài, bình phẩm mấy câu rồi giải tán. Tất cả mọi người đều là người có thân phận, có thể đứng chầu hầu ngoài cửa không? Một thanh niên trẻ, đeo kính đứng ở sau đám đông, đợi khi đám người Tần Lạc đi vào trong MG, y móc điện thoại di động ra gọi. Dưới sự mời mọc của Du Nguy, bọn họ đi vào một căn phòng rộng rãi, cực xa hoa. Trong phòng có một bộ salon, thiết bị chơi gôn trong phòng và thiết bị âm thanh. Rõ ràng đây chính là phòng làm việc và nghỉ ngơi của Du Nguy. Mời ngồi, Du Nguy nhiệt tình mời mấy người Tần Lạc, Tôn Hạ ngồi xuống. Kết quả chỉ có Tần Lạc và Vương Cửu Cửu ngồi, những người khác nói gì đi nữa cũng không chịu ngồi. Cuối cùng một đám người vây xung quanh, hai người Tần Lạc, giống như Tần Lạc và Vương Cửu Cửu giống như Hoàng đế và Hoàng hậu. Tại sao lại không ngồi, Tần Lạc cười hỏi, hắn thật sự không quen cảnh có nhiều người đứng xung quanh. Chương 1115, ra tay. Câu nói này vừa bay ra, mọi người kinh hãi. Du Nguy và Du Phi Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Lạc. Đường như không tin điều mình vừa nghe thấy là sự thật. Không phải chuyện đã được giải quyết rồi sao? Tại sao người này còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Hai chú cháu vốn nghĩ rằng Tần Lạc đồng ý đi vào trong phòng nói chuyện là hắn đã đồng ý không tiếp tục truy cứu, không ưng lúc này kịch hay mới bắt đầu. Hắn kéo mọi người vào trong phòng không vì muốn chấm dứt mọi chuyện mà là chuẩn bị hạ thủ tàn nhẫn. Nhưng ánh mắt hai người Hạ Dương, Tôn Nhân Diệu cùng bừng sáng, cả hai vẫn không lên tiếng. Anh chàng này được lắm, Hạ Bản thì thào vào tai Hạ Dương. Người mà lão gia chúng ta cực kỳ thích thú có thể kém cỏi như vậy sao? Liệu có phải cảm thấy hắn không giống như người thích ức hiếp kẻ khác không? Hạ Dương nói vẻ đắc ý, một khi hắn đã trở nên tàn nhẫn thì ngay cả gã Tôn điên khùng kia cũng phải e ngại hắn. Họ Du kia đúng là cực phẩm, chuyện xảy ra tới nước này rồi mà vẫn muốn đùa bỡn với người khác. Lúc này hắn muốn một chân là còn quá nhân từ. Hắn không phải muốn một chân mà hắn chỉ cần một thái độ. Hãy chờ xem trò hay còn ở phía sau. Vương Cửu Cửu nắm chặt tay Tần Lạc, thầm ám chỉ ủng hộ hắn. Nhân Diệu, làm như vậy không hay lắm đâu, Trần Hữu Thiện muốn đứng ra khuyên can. Dù kết quả của chuyện này như nào đi nữa thì với vị trí của mình, Trần Hữu Thiện thật sự không muốn phải thu thập chuyện tối nay. Đập nát một chiếc xe, niêm phong một khách sạn chỉ là chuyện tổn thất kinh tế, nhưng nếu như đánh gãy chân một người, xâm phạm tính mạng của người khác, chuyện không còn đơn giản nữa. Chú Trần, không cần suy nghĩ quá nhiều, Tôn Nhân Diệu cắt ngang lời Trần Hữu Thiện. Trần Hữu Thiện không dám nói tiếp khi nhìn thấy sắc mặt không lấy gì làm vui của Tôn Nhân Diệu. Ra tay đi, Tần Lạc nhìn thấy Du Phi Dương đang đứng ngây người liền lên tiếng thúc giục, thế nào? Không thể tàn nhẫn ra tay với chính mình sao? Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Du Nguy khom người đứng trước mặt Tần Lạc, cầu khẩn, đại thiếu gia. Phi Dương tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu như làm sai chuyện gì xin đại thiếu gia bỏ qua. Không phải anh ta không hiểu chuyện mà hiểu rất nhiều chuyện, Tần Lạc cười nói, lanh lợi nhưng lanh lợi sai chỗ. Đại thiếu gia ta là người như thế nào? Tôi biết các người muốn đuổi tôi đi để nhận đền bù hậu hĩnh từ người khác. Có lẽ các người có cảm giác rằng sắp đạt được đền bù này nên so với một chân gãy thì tốt hơn nhiều, đúng không? Nếu đã như vậy,
tôi sẽ đánh gãy một chân anh ta. Đây chính là cái giá phải trả khi anh ta muốn làm khẩu súng cho người khác. Đại thiếu gia, không có chuyện này, thật sự không có chuyện này. Phi Dương chỉ là trẻ tuổi hung hăng, càn quấy. Nó không có ý lừa gạt đại thiếu gia. Đúng, tôi hiểu rõ ý này. Nếu như tôi chỉ là một thầy thuốc nhỏ nhoi, anh ta có ý gãy chuyện với tôi. Nếu như tôi không có hai người bạn thoạt nhìn rất có năng lực, anh ta đã cho tôi ăn đủ. Vấn đề quan trọng là tôi có hai người bạn có thực lực vào hàng khủng nên anh ta mới không làm gì được tôi. Không đúng thế sao? Du Nguy không sao nói được nữa. Đám công tử khi đánh người thường cố tìm một người không có thực lực hùng mạnh như mình để chà đạp. Nếu chà đạp vào một đại thiếu gia thực lực hơn mình, không phải dỗi hơi để mình bị đánh hả? Tôi biết trong lòng anh ta cực kỳ hối hận không nên làm chuyện này nhưng mà một khi đã làm, nhất định phải gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên anh ta cũng có thể nói ra kẻ chủ mưu đứng sau. Đại thiếu gia, Phi Dương biết sai rồi. Chúng tôi có mắt không tròng, không nên gây chuyện, không nên ức hiếp bất kỳ người nào. Tôi là chú, thay mặt nó xin lỗi ngài, xin bồi thường cho đại thiếu gia ngài. Tôi là đại thiếu gia nhưng không có lòng độ lượng của một đại thiếu gia. Tần Lạc xua tay nói. Nếu như đợi tôi ra tay thì không chỉ có một chân đâu. Tần Lạc nhìn Du Phi Dương, nói rất lanh lợi. Hiểu rõ đạo lý tìm phú quý nơi hiểm ác, tôi tin rằng đây không phải lần đầu tiên xảy ra những chuyện như này. Trước kia vận may các người vẫn tốt, luôn ức hiếp một đối tượng không có đủ năng lực trả đòn cho nên dễ dàng nhận được tiền thù lao. Thế nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không có đầu tư như nhau. Có buôn bán tất có thua lỗ, nếu như đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ lại không nỡ mất một chân sao. Tôi đã nói rồi, chỉ cần tự đánh gãy một chân mình thì chuyện hôm nay sẽ chấm dứt. Tôi sẽ không làm khó các vị nữa, bạn tôi cũng thế. Cho dù các vị nhận được bồi thường nào từ bên kia, chuyện này hoàn toàn không liên quan tới tôi. Sắp đặt như vậy đã được coi là nhân từ chưa? Đại thiếu gia, chúng ta nhảy thay đổi cách thức xin lỗi. Du Nguy vẫn còn muốn khuyên can. Câm miệng, người bị hại là tôi. Dựa vào cái gì anh cho rằng mình có thể quyết định phương thức bồi thường? Căn cứ theo ý của anh thì chỉ cần phạt ba chén rượu là xong thôi sao? Du Nguy thầm nghĩ, câu nói này thật cay nghiệt. Du Phi Dương nhìn cây gậy đánh gôn dưới chân, sắc mặt anh ta lúc này cực kỳ khó coi. Có thanh niên nào không coi trọng hình dáng của mình, đánh gãy một chân, tiếp theo đó thân thể có còn hoàn hảo như trước không? Ra tay. Mặc Du Phi Dương xám như cho tàn, bàn tay run rẩy, cầm cây gậy đánh gôn ở dưới đất lên một cách cực khó nhọc. Hai tay Du Phi Dương nắm chặt cây gậy đánh gôn vung lên như chuẩn bị đánh xuống. Thế nhưng dưới chân Du Phi Dương không có quả bóng đánh gôn mà chỉ có hai đùi anh ta, chân trái và chân phải. Nói thật Du Phi Dương cũng không biết cần phải đánh vào đoạn nào. Hình như mỗi cái chân này đều cực kỳ quan trọng với anh ta. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, ai cũng yên lặng nhìn cảnh này. Khiến một thanh niên đang tuổi tràn đầy sức sống phải đánh gãy một chân của mình. Loại chuyện như này quả thực rất tàn nhẫn, độc ác. Nhất nhiều học viên đang đứng ở đây thật sự không thể chấp nhận chuyện này. Du Phi Dương gầm lên một tiếng, hai mắt nhắm lại. Cây gậy đánh gôn tàn nhẫn nhắm chân phải mình đánh xuống. Không nên Tần Uyển như nhào tới, ôm chặt người Du Phi Dương. Phi Dương không nên như vậy. Phi Dương, rốt cuộc là ai sai anh? Hãy nói cho bọn họ biết ai sai anh. Là Hoa Hạc hả? Nếu không tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này. Tần Uyển như buông Du Phi Dương. Quỳ xuống trước mặt Vương Cửu Cửu. Gào lên, Cửu Cửu, xin lỗi không nên lúc nào cũng châm chọc, tôi không nên ghen ghét. Tôi không nên nói tầm bậy ở sau lưng, tôi van cô hãy giúp tôi. Giúp Phi Dương, tôi thực sự thích anh ấy. Anh ấy không phải cố ý gây chuyện với hai người. Nhất định anh ấy bị người sai khiến, nhất định Hoa Hạc kia đã sai khiến anh ấy. Câm miệng, con tiện nhân này. Sắc mặt Du Phi Dương xanh lét. Anh ta quát mắng Tần Uyển như rồi xông lên, đánh đá cô ta. Du Phi Dương không nỡ dùng gậy gôn đánh gãy chân mình nhưng rất thích dùng nó đáng người khác. Con bé này, con bé ngu ngốc, dù Du Phi Dương có phải đánh gãy một chân anh ta cũng vẫn muốn bảo vệ bí mật này, thế mà bị cô ta vạch trần. Nếu như vậy không phải cố gắng của mình đều bị đổ xuống sông xuống biển sao, sự nhục nhã mà chú mình phải gánh chịu cũng đổ đi sao. Khi nghĩ tới phản ứng sau này của Hoa gia, Du Phi Dương cảm thấy như lửa giận đang thiêu đốt lòng mình. Vương Cửu Cửu đang đứng bên cạnh Tần Lạc. Ra tay nhanh như chớp, một cước tung ra đá ngay vào gương mặt đang cao có của Du Phi Dương. Bịch! Du Phi Dương gào lên một tiếng bi thảm, người bay lên cao sau đó nặng nề nện xuống nền nhà.
Vương Cửu Cửu đã từng luyện tập quần thể quyền trong quân đội. Việc đánh nhau với hai, ba người đàn ông hoàn toàn không có vấn đề gì. Không được ức hiếp phụ nữ, Vương Cửu Cửu khinh thường nhìn Du Phi Dương, hơn nữa lại là một người phụ nữ đang yêu mình. Không phải Vương Cửu Cửu đã tha thứ cho Tần Uyển Như hay là đồng cảm với cô ta. Nàng chỉ thuần túy nghĩ rằng hành động của Du Phi Dương rất độc ác. Cho dù Tần Uyển Như cực kỳ sai sót nhưng cô ta chỉ vì yêu mà mới làm ra những chuyện như vậy. Nhưng ngược lại Du Phi Dương còn không cảm động mà còn xông lên đánh cô ta. Điều này không khỏi Vương Cửu Cửu nhớ tới tình cảnh của mình khi xưa. Khi đó nàng cũng cố gắng làm những việc vô nghĩa mà không bao giờ chùn bước chỉ để yêu một người đàn ông, không được phép của người đó mà kiên trì theo đuổi người đó. Cuối cùng nàng cũng đi vào thế giới của người đó, đi vào lòng người đó. Còn Du Phi Dương thì sao? Anh ta có phải là một người đàn ông không? Nụ cười trên gương mặt Tần Lạc cứng đơ. Một kịch bản vốn được sắp đặt rất tốt lại xảy ra thay đổi bất ngờ. Một người phụ nữ muốn người đàn ông cực kỳ ghi nhớ mình thì sẽ phải nổi cơn điên, sẽ nổi loạn. Hiển nhiên Tần Uyển Như hiểu rất rõ đạo lý này. Tần Uyển Như không màng sống chết xông lên cứu lấy một chân này của Du Phi Dương nhưng chính cô ta lại người đàn ông mình đang cố che chở đánh bầm dập mặt mũi. Tần Lạc đi tới trước mặt Du Phi Dương, hắn nhặt cây gậy đánh gôn lên. Phù! Tần Lạc giơ cao cây gậy sau đó nặng nề giáng xuống. Răng rắc! Cây gậy đánh gôn nện xuống ngay đầu gối của Du Phi Dương, chỗ nối các khớp xương. Lập tức trong phòng vang lên âm thanh xương cốt bị nghiền nát. A! Du Phi Dương gào lên một tiếng bi thảm sau đó ngất xỉu. Tần Lạc vẫn không có ý dừng tay. Một lần nữa Tần Lạc giơ cây gậy đánh gôn lên, một lần nữa đánh mạnh xuống dưới. Răng rắc! Đầu gối còn lại của Du Phi Dương cũng bị Tần Lạc đánh gãy. Hắn đã từng nói nếu như để cho hắn ra tay thì không đơn giản chỉ là gãy một chân, ít nhất là hai chân. Chương 1116, mượn đao giết người. Dương Thành không có buổi tối. Đây chính là một thành phố mà ban đêm còn náo nhiệt, sôi động hơn ban ngày. Trước cửa khách sạn MG, một chiếc Mercedes màu đen lặng lẽ đỗ lại. Một thanh niên đeo kính đi nhanh tới, mở cửa xe rồi ngồi lên vị trí trước tay lái. Dương thiếu gia, người đàn ông quay đầu, khẽ chào. Lái xe một giọng nói trầm trầm, nặng nặng đột nhiên vang lên. Trong chiếc xe tắt đèn tối om này, ở dãy ghế đằng sau có một thanh niên, tuổi tác vẫn còn trẻ đang ngồi ở đó. Dạ, người thanh niên đeo kính quay đầu lại, cẩn thận khởi động xe. Khách hàng của MG đã tản mát ra về gần hết, lúc này chỉ còn một số khách hàng đi tản sang tòa nhà bên cạnh có quán cà phê mang tên Thiên Thánh. Bọn họ khá tò mò khi nhìn thấy một chiếc BWM Mercedes đỗ trước cửa MG. Chiếc Mercedes chạy được một đoạn, khi chạy ngang qua một công viên rộng lớn. Một lần nữa người thanh niên ngồi sau hô to, dừng xe. Két! Chiếc xe dừng lại, người thanh niên đeo kính vội vàng xuống xe, vội vàng chạy xuống mở cánh cửa xe sau. Người thanh niên ngồi dưới bước xuống xe, vỗ vỗ vai gã thanh niên đeo kính, mỉm cười móc một bao thuốc từ trong túi ra. Sau khi tự mình rút ra một điếu thuốc, người thanh niên ném bao thuốc cho gã đeo kính. Phần thưởng của mày đó, người thanh niên cười nói, mày không nên ngại ít. Khi ra ngoài tao vất vả lắm mới moi của chú được một bao. Khi tới Dương Thành đã bị bọn Đông Thắng cướp đoạt một lần nên bây giờ chỉ còn một bao này. Gã thanh niên đeo kính nhận điếu thuốc lá, nhìn hai chữ đặc cung vòng óng trên bao thuốc, cười hì hì nói, tạ ơn Dương thiếu gia ban thưởng. Loại thuốc này đặc biệt hiếm. Chỉ có mấy vị chân long ở Yến Kinh mới được hút. Những tiểu bỏ sát phía nam như chúng tôi nào có cơ hội. Gã đeo kính cẩn thận cất bao thuốc đặc cung này vào trong túi sau rồi gã lại lấy một điếu Trung Hoa ở trong túi ra, châm lửa hút. Sao lại không hút? Người thanh niên được gọi là Dương Thiếu Gia hỏi. Thuốc của Dương Thiếu Gia cho tôi không nỡ hút. Ít nhất cũng phải hút trước mặt những người khác, khi đó mới thật sự gây hiệu quả. Nếu như tới nơi tụ họp, ném bao thuốc này lên mặt bàn. Hi hi, có thể nói cực kỳ có thể diện, gã đeo kính nịnh nọt. Về điểm này xem ra mày cũng có chút tiền đồ đó, Dương Thiếu Gia thân thiết vỗ đầu gã đeo kính. Có vẻ anh ta rất thích gã đeo kính biết nịnh bợ này, chuyện lần này mày làm tốt lắm. Khi quay về nhà lão gia của tao, tao sẽ lấy hai bao tới cho mày. Cảm ơn Dương Thiếu Gia, gã đeo kính vui mừng nói. Trước tiên gã lấy bật lửa châm thuốc cho Dương Thiếu Gia sau đó mới tự châm điếu thuốc Trung Hoa trong miệng mình. Thiên Trạch. Cho lần này khá được đó mày, Dương Thiếu Gia tựa người vào thân xe. Nhả một bụng khói thuốc, ngẩng đầu nhìn những vì sao thưa trên bầu trời nói.
Hi hi, rất hay. Xem ra rất hay. Coi như lần này Hoa Hạc kia đá trúng miếng sắt, gã đeo kính phá lên cười nói, một tên ma cà bông tới từ một nơi nhỏ bé mà tính tình không biết khiêm tốn, còn dám chơi Dương thiếu gia. Lần này phải để cho hắn biết chữ chết viết như thế nào. Chiều mượn đao giết người này của Dương thiếu gia thật hay. Nếu là tôi thì dù có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra. Thiên Trạch, không được nói ra chuyện này. Tao hoàn toàn không liên quan tới chuyện này. Dù thế nào cũng không liên quan tới chuyện này, Dương thiếu gia âm trầm nhìn Ngô Thiên Trạch, cười nhạt nói. Dương thiếu, ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nói với ai chuyện xảy ra hôm nay. Chỉ cần tôi nói ra ngoài nửa từ thôi, ngài sẽ khiến cho tôi sinh con không có mắt. Em gái của tôi sẽ trở thành kỹ nữ cho ngàn người cười. Lập tức Ngô Thiên Trạch phun ra lời thề son sắt. Tao không có cách khiến mày sinh con không có mắt, nhưng tao có rất nhiều cách để bịt hai mắt của nó lại. Dương thiếu gia lạnh lùng nói, hàm răng trắng hiện trong bóng đêm. Nhưng rồi anh ta nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình, vỗ vai Ngô Thiên Trạch nói. Thiên Trạch, mày cũng không nên nghĩ nhiều. Một khi tao đã giao cho mày làm chuyện này, đương nhiên là tin tưởng mày, nếu không tại sao tao lại không tìm mấy người đông thắng. Không phải vì bọn họ không biết giữ mồm giữ miệng mà vì tao không tin. Cảm ơn Dương thiếu gia, Ngô Thiên Trạch nói. Dương thiếu gia rất hài lòng với thái độ của Ngô Thiên Trạch. Anh ta cười nói, mày cho rằng Hoa Hạc đạo diễn vở kịch hay này sao? Hắn mà xứng hả, đó là vì bọn mày chưa từng nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Ở trước mặt tao hắn chỉ như một đôi giày rách mà thôi. Đúng đúng, chúng tôi sao có thể so sánh với Dương thiếu gia? Trình còn kém xa, chúng tôi cảm thấy mình chỉ là mấy tên nhãi nhép hò hét cả vũ mà thôi. Thật ra chúng tôi không đáng lọt vào mắt mọi người. Ngô Thiên Trạch này hiểu rất rõ đạo lý vuốt mông ngựa, không sợ nói bậy. Chỉ sợ không nói mà thôi. Không thể không nói, Ngô Thiên Trạch nói làm Dương thiếu gia này rất vui. Dương thiếu gia cười nói, vở kịch vui này do tên họ Tân làm đạo diễn, hắn cũng là diễn viên chính. Chỉ một cú điện thoại mà có thể gọi Tôn Nhân Diệu và Hạ Dương đủ thấy hắn không đơn giản. Khi tôi đứng lẫn ở trong đám người vây xem, có người nói hắn là một trong Dương Thành Tam Kiệt. Dương Thành Tam Kiệt là quái thai của Dương Thành, Tôn Nhân Diệu và Hạ Dương cực kỳ nổi tiếng trong vòng tròn, bọn họ có chính phe cánh của mình. Bọn họ thực sự không coi chúng tôi vào mắt, thế nhưng còn một người mà gần như chúng tôi chưa từng gặp mặt. Nghe nói nhà hắn làm thầy thuốc, đúng không, một thầy thuốc. Dạng người này sao có thể được xếp chung với Tôn Nhân Diệu và Hạ Dương. Những cái khác không nói, chỉ nói riêng bản tính trâu bò của Tôn Nhân Diệu, hai mắt như để trên đinh đầu như không nhìn thấy người khác vậy. Hắn quả thật là một thầy thuốc, Dương thiếu gia nói, cả nhà hắn đều là thầy thuốc. Vậy thì rất quái lạ, Ngô Thiên Trạch nhìn Dương thiếu gia với vẻ mong đợi. Mong anh ta giải thích. Thế nhưng hắn không phải là một thầy thuốc bình thường, Dương thiếu gia nhớ tới cái bạt tay bỏng rát. Trong mắt anh ta ngập tràn sự thù hận của tuổi trẻ. Gã Dương thiếu gia này là người rất giỏi che giấu tâm trạng, ánh mắt hiểm độc đó chỉ lóe lên rồi biến mất, sau đó anh ta bình tĩnh nói, nếu như thế tao cũng không nhất định chiếm thế thượng phong so với hắn. Hùng mạnh vậy sao? Ngô Thiên Trạch trợn tròn mắt nhìn. Đúng vậy, Dương thiếu gia chột dạ nói. Kỳ thật thời gian trước chính bản thân anh ta cũng không tin mình có thể đối kháng được với Tần Lạc, lai lịch của cô gái bên người hắn ta còn lớn hơn nữa. Nói ra có thể hì dọa chết người đó. Dương thiếu gia, ngài nói nhanh lên, cô gái đó dù trông rất xinh đẹp nhưng tôi thật sự không thể nhận ra cô ta có thế lực gì chống lưng, quần áo rất bình thường mà, lái một chiếc xe bình dân. Ngài cũng biết đó, chúng tôi thật sự cũng biết một vài thứ trong cái vòng tròn này. Nếu như tham gia tụ hội mà ngay tôi lái chiếc xe Mercedes cũng rất mất mặt, không dám đi đó. Thôi, hôm nay cho mày mở mang tầm mắt, Dương thiếu gia vẫy tay nói với Ngô Thiên Trạch. Ngô Thiên Trạch ghé tai sát vào, Dương thiếu gia thì thào một cái tên. Ngô Thiên Trạch há hốc mồm, gã nói vẻ cực kỳ khó tin, hùng mạnh vậy sao? Vậy cô ta tới Dương Thành này làm gì? Lại còn lái một chiếc Golf nữa, không phải là trêu chọc người ta sao? Những chuyện khác mày không cần biết, đương nhiên Dương thiếu gia không thể nói ẩn tình của chuyện này cho Ngô Thiên Trạch nghe. Dù gì đi nữa anh ta cũng là một phần của ẩn tình đó. Hơn nữa một bộ phận không tốt đẹp gì cho lắm. Dạ dạ, Ngô Thiên Trạch gật đầu nói, vậy không phải lần này Hoa Hạc chết chắc rồi sao? Đương nhiên là vậy rồi, Dương thiếu gia tự phụ nói. Nếu là bình thường, có thể vương gia sẽ không chấp nhặt với hắn ta. Nhưng vấn đề là lúc này trong vương gia đã xuất hiện sự bất đồng. Người ta phải tìm một cái cớ để đè nó xuống. Hoa Hạc này đã chủ động dẫn xác tới. Hơn nữa là một con cá không nhỏ mà.
cao, thật sự rất cao kiến. Cao như 18 tầng lầu vậy. Ngô Thiên Trạch giơ cao ngón tay cái tán thưởng Dương Thiếu gia. Dương Thiếu có biết cô gái Vương gia kia không? Nếu như không tại sao ngài lại giúp hắn? Biết, đương nhiên là biết. Sắc mặt Dương Thiếu gia cứng đó nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Thế nhưng tuyệt đối không phải quen biết theo kiểu bạn bè, không phải bạn bè thì chính là kẻ thù. Vậy Dương Thiếu gia ngài? Theo như tao thấy mày không cần tìm hiểu rõ. Đột nhiên Dương Thiếu gia có vẻ tức giận trước câu hỏi của Ngô Thiên Trạch. Con mẹ nó, những vấn đề khác mày không hỏi. Hết lần này tới lần khác mày chi chạm vào vết thương lòng. Đầu mày có bệnh hả? Dạ dạ, Ngô Thiên Trạch đã nhận ra Dương Thiếu gia có vẻ tức giận, gã nhỏ giọng nói, Dương Thiếu gia. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Mày không cần làm gì cả, chỉ cần quan sát là được. Việc mày cần làm đã làm xong rồi. Bây giờ là lúc chúng biểu diễn, Dương Thiếu gia nói, chỉ đáng tiếc là... Đáng tiếc gì? Đáng tiếc hai quân cờ Hoa Hạc và Du Phi Dương kia. Dương Thiếu gia ném tàn thuốc xuống mặt đường, dùng đế giày di nát. Vốn chuẩn bị dùng rồi vứt đi, không ngờ hai chú cháu nhà này thật sự cực kiên quyết. Cho dù chết cũng không chịu khai ra người chủ mưu. Đúng là vì tiền bạc, câu nói này thật không sai. Hừ, Dương Thiếu gia, nếu như hắn khai ra thì sao? Nếu như mày là Du Phi Dương, mày sẽ làm thế nào? Dương Thiếu gia nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên Trạch hỏi. Tôi nhất định sẽ giống như Du Phi Dương, Ngô Thiên Trạch cười nói. Hừ, Dương Thiếu gia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là bất mãn vì hai giây trần trừ của Ngô Thiên Trạch. Nếu như lần này Du Phi Dương không chết, tao sẽ đảm bảo phú quý cả đời này của hắn. Chương 1117, vì tiền bạc. Dương Phụ không để cho Ngô Thiên Trạch lái xe đưa mình về mà chỉ bảo gã để xe lại. Đợi tới khi Ngô Thiên Trạch ngồi taxi đi khỏi, Dương Phụ mới tự mình lái xe tới một sơn trang ở ngoại thành Dương Thành. Sơn trang này không có tên nhưng được canh phòng rất nghiêm ngặt. Xe của Dương Phụ bị đừng lại kiểm tra rất nghiêm ngặt. Sau khi gọi điện thoại chứng minh có vị khách này, Dương Phụ mới được phép lái xe vào bên trong. Dương Phụ lái xe vào bãi đỗ xe, sau đó đi tới một biệt thự nhỏ cổ kính. Một người đàn ông trung niên đeo kính đang đứng chờ Dương Phụ ở trước cửa ra vào. Khi nhìn thấy Dương Phụ đi tới, ông ta chủ động tiến tới chào hỏi. Thái độ cung kính, Dương Thiếu gia tới. Lâm thư ký, làm phiền ông ra ngoài nghênh đón. Dương Phụ có vẻ rất khách khí với người đàn ông trung niên này, chủ động đi tới bắt tay ông ta. Lâm thư ký cười nói, lãnh đạo đang chờ cậu ở trong thư phòng. Cảm ơn Lâm thư ký, lúc nào ông rảnh, chúng ta đi ra ngoài uống mấy chén. Sau này hãy nói, Lâm thư ký nói với vẻ không coi trọng cho lắm. Dương Phụ cười. Sau khi quay mặt đi, sắc mặt anh ta cực kỳ âm trầm. Quần áo lụa là khi Lâm thư ký đóng cửa, trong đầu ông ta nghĩ tới mấy từ này. Dương Phụ gõ cửa thư phòng, từ bên trong vang lên một giọng đàn ông, vào đi. Bình thản, có lực, uy nghiêm. Đột nhiên Dương Phụ cảm thấy căng thẳng, lần sắp đặt này rất thành công nhưng trong mắt chú mình nó đáng như thế nào đây? Dương Phụ đẩy cửa đi vào trong. Một người đàn ông trung niên đáng người khá mập đang ngồi ở ghế salon đọc tài liệu. Chú, có việc gì gấp vậy? Dương Phụ cười hì hì đi vào, thân thiết hỏi. Dương Phụ, tới ngồi đi. Người đàn ông trung niên chỉ vị trí ghế salon đối diện. Sau khi cầm bút cẩn thận gạch đánh dấu trong tài liệu, ông ta cẩn thận gấp tài liệu, để vào trong túi tài liệu ở bên cạnh. Dương Phụ rất muốn tới nhìn xem rốt cuộc đó là tài liệu về vấn đề gì nhưng rất đáng tiếc anh ta không thể nào nhìn thấy. Một cảm giác tiếc nuối, lần này lại mất đi một cơ hội kiếm tiền rồi. Tại sao đám công tử kiếm tiền dễ dàng như vậy? Vì bình thường bọn họ rất dễ dàng tiếp xúc với những tài liệu có tính chất chính sách. Ngay khi những chính sách hàng đầu còn chưa được ban bố, bọn họ đã chiếm được tin tức, một là bán hay sử dụng cho chính mình, khi đó còn lo ít tiền sao? Sau khi người đàn ông trung niên buộc túi tài liệu lại, ông ta cầm chén trà ở trước mặt nhấp một ngụm, chăm chú nhìn Dương Phụ. Chú đừng nhìn cháu với ánh mắt này. Cháu là cháu của chú. Chú muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì cứ mắng. Cháu làm sai điều gì, chú cứ trực tiếp chỉ dạy cháu. Dương Phụ lấy thoái làm tiến, cười nói. Chú đang quan sát tinh thần của cháu. Người đàn ông trung niên nói, tinh thần là tâm trạng. Trong đầu đang suy nghĩ điều gì thì ít nhiều thể hiện trên tinh thần. Xem ra lần này cháu cực kỳ hài lòng với chuyện này. Đúng không? Chú, cháu có làm điều gì sai không? Dương Phụ ngồi thẳng người, đáng vẻ như sẵn sàng nhận chỉ giáo. Quả nhiên sắc mặt người đàn ông trung niên tốt hơn một chút. Không có gì sai, một tên hạ hai chim.
Rất tốt, người đàn ông trung niên nói. Cảm ơn chú Dương Phụ vui mừng nói. Nên nhớ rằng ngày thường Dương Phụ rất hiếm khi nhận được lời khen từ chú của mình. Thế nhưng chú không đồng ý với cách làm của cháu, người đàn ông nói. Vì sao? Bởi vì cháu đã bại lộ. Chúng tuyệt đối không thể biết là cháu. Trên thế giới này có thể có bức tường không lọt gió sao? Sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên vô cùng nghiêm khắc. Đánh rắn bảy tấc, nếu như cháu không nắm chắc một đòn tiêu diệt thì sẽ tuyệt đối không được tùy tiện ra tay. Mạo hiểm chỉ khiến mình bạo lộ nguy hiểm, một đòn chỉ làm chảy ra hắn, có đáng không? Có phải cháu không phục không? Cháu dạy rất đúng, Dương Phụ nào dám thừa nhận suy nghĩ của mình. Người đàn ông trung niên thở dài nói, Dương Phụ, chú đánh giá cao cháu. Cháu cần phải nhẫn nhịn càng lâu càng tốt, không ngờ cháu lại chủ động ra tay. Hắn có nhiều kẻ thù như vậy, cần gì cháu đi tiên phong ra tay. Cháu có biết làm như vậy cháu nguy hiểm cỡ nào không? Cháu không đả thương được hắn, đợi khi chúng quay lại đối phó với cháu, chỉ sợ chúng ta sẽ không dễ dàng đối phó với chúng. Chuyện đó vốn chỉ là một chuyện nhỏ, vì sao phải gây thành một phong ba? Du Nguy đã nhiều lần xin lỗi, vì sao chúng vẫn không chịu bỏ qua? Chứng tỏ chúng hiểu một điều là vẫn còn người ở sau lưng giật dây. Đúng, cháu đẩy Hoa Hạc lên trước chịu đòn, nhưng liệu có người khác sẽ đẩy cháu lên trước? Không, khi cháu tính kế người khác, chẳng lẽ không có người khác đang tính kế cháu sao? Ngoại trừ lợi ích ra, cháu tin tưởng trên thế giới này có người trung thành như vậy sao? Chú, cháu tin tưởng hắn tuyệt đối không có khả năng điều tra ra cháu, Dương Phụ quả quyết. Chú đã nói rồi, trên thế giới này tuyệt đối không có chuyện gì là chắc chắn, người đàn ông trung niên đập bàn tay xuống bàn trà. Đả thương kẻ thù 1.000, tổn thất 800. Đúng, chiêu này của cháu khiến Hạ Dương sau này rất khó tiến vào hệ thống quân đội. Cháu khiến Tôn Nhân Diệu trở thành một điển hình của hạng người, quân là áo lụa. Cháu cũng khiến họ Tần kia mang tiếng xấu là ngang ngược. Thế thì sao nào, Hạ Dương vốn không muốn vào quân đội, Tôn Nhân Diệu đã nói rằng muốn cả đời này quân là áo lụa. Họ Tần ngang ngược chỉ có lần này sao? Vậy thì sao nào, chúng có thể vĩnh viễn như vậy sao? Dương Phụ phán kích, lần này gây ra náo loạn lớn như vậy. Lần sau chúng còn có thể làm được như này nữa sao? Nhà chúng không có đối thủ sao? Sẽ không có ai nắm được bím tóc của chúng sao? Hơn nữa nếu như cháu đoán không sai, Hoa Minh Tường chính là người Hạ gia, đây không phải là tranh đấu nội bộ sao? Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, cháu còn non lắm. Cháu có biết người đi cùng Hạ Dương tới MG là ai không? Dương Phụ không dám nói nữa. Anh ta đúng là đã từng nghi ngờ thân phận của người kia nhưng chưa từng nhìn thấy người này trước đó. Ông ta là Hạ Bản, là thư ký thân tín của Hạ Lão Gia. Ông ta ra mặt đại biểu cho cái gì? Đại biểu rằng Hạ Lão Gia hoàn toàn ủng hộ cháu mình trong chuyện này. Cho dù có người muốn túm được điểm yếu của họ cũng phải nghĩ tới phản kích của Hạ Lão Gia, người đàn ông trung niên chân thành khuyên can. Đời người như một ván cờ. Đi một bước phải nghĩ ba nước về sau thì mới là cao thủ. Hạ Lão Thái Gia chính là nhân vật sống lâu thành tinh. Một chiêu này của ông ấy đã ngăn chặn tất cả những hậu chiêu của đối phương. Muốn đấu với ông ấy ư, cháu có xứng không? Dương Phụ rất xấu hổ khi bị chỉ trích, anh ta áy náy hỏi, chú, vậy bây giờ cần phải làm gì? Quay về Yến Kinh ngay, cũng không được đi dạo sau mông nha đầu vương gia kia nữa, người đàn ông trung niên tức giận nói. Thiên hạ bận rộn cũng chỉ vì lợi ích, thiên hạ nhốn nháo cũng chỉ vì lợi ích. Tần Lạc bởi vì sự nghiệp cứu vớt Trung Y mà ảnh hưởng tới lợi ích của một vài đối thủ, nhiều lần mắc phải họa diệt thân. Cũng may bên cạnh hắn còn khá nhiều người chính nghĩa trợ giúp nên mới có được thành tựu ngày hôm nay. Du Phi Dương cũng chỉ vì lợi ích mà cam tâm tình nguyện bị người ta sai khiến. Có lẽ trước đây anh ta đã từng nhận được rất nhiều nhưng lần này đã thực sự thất bại. Bại đương nhiên phải trả một cái giá rất lớn. Cái giá này chính là hai chân của anh ta, không một ai nghĩ rằng một thanh niên tướng mạo thanh tú, khi cười còn bên lên như một người chưa tốt nghiệp đại học, khi nói chuyện nụ cười luôn thường trực trên gương mặt. Cách nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng nhưng khi ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn. Hai gậy đánh ra, đánh gãy hai chân. Răng rắc khi âm thanh đó vang lên trong lỗ tai, mọi người trong phòng đều sởn gai ốc sợ hãi. Giống như khi đang xem phim kinh dị, màn hình đột nhiên tối đen. Trong bóng tối chỉ vang lên tiếng khóc ô ô ô hay những tiếng răng rắc. A, à, Tần Uyển như có phản ứng trước hết, cô ta nhào tới. Tần Uyển như xông lên định đẩy Tần Lạc ra. Tần Lạc nhanh chóng lui lại tránh được, Vương Cửu Cửu lại kịp thời ra tay, không phải, là chân.
không hiểu có phải vì cảm thấy Tần Uyển như đáng thương hay vì tán thưởng sự cố. Chấp trong tình yêu và sự bảo vệ người đàn ông của mình mà một cước này của Vương Cửu Cửu rất khách khí, rất nhẹ nhàng, chỉ đẩy Tần Uyển như lui lại sau mấy bước mà thôi. Nếu như bình thường khi có người tấn công Tần Lạc, Vương Cửu Cửu tuyệt đối không ra tay nhẹ như này. Từ một ý nghĩa nào đó có thể nói bọn họ thật ra cùng một con đường. A Tần Uyển như lại gào lên đầy bi thương, sau đó nhào tới ôm Du Phi Dương, khóc giống lên, nước mắt giàn giụa. Coi như anh ta may mắn Tần Lạc nắm bàn tay Vương Cửu Cửu, nói nhỏ. Đúng vậy, Vương Cửu Cửu nói. Nàng biết Tần Lạc nói Du Phi Dương vẫn còn một người con gái rất yêu thương mình, cho tới bây giờ vẫn không rời bỏ anh ta. Cuộc đời này của anh ta không tính là thất bại. Sắc mặt Du Nguy cực kỳ đau khổ, hai hàng lông mày luôn nhảy tưng, cơ mặt co rúm, hai nắm tay hết nắm chặt lại buông ra. Cuối cùng Du Nguy khom người đi tới trước mặt Tần Lạc, cười giả là nói, đại thiếu gia. Ngài xem, tôi có thể bảo người đưa nó tới bệnh viện không? Đi thôi, Tần Lạc xua tay nói, tôi đã nói là làm. Cảm ơn đại thiếu gia, cảm ơn, Du Nguy cuống quýt nói cảm ơn. Một màn cực kỳ hoang đường mà quỷ dị đã diễn ra. Người bị đánh phải liên tục cảm ơn người đánh. Đợi khi Du Nguy cho người đưa Du Phi Dương ra ngoài. Tần Lạc quay người nhìn Trần Hữu Thiện, cười nói, tôi muốn gặp người có tên Hoa Hạc kia.